Chương 866: Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào chiến trường viễn cổ. Mặc dù người của thần long nhất tộc có tu vi cao thâm, nhưng lại hành động cực kỳ thận trọng, để cho người của long tộc khác súng lại xung quanh, bày xong trận thế. Mà ở vị trí trung tâm nhất thì là đám người Long nhi, tất cả ở đây thì chỉ có bọn họ là thoải mái nhất. Không những không có một chút giác ngộ nào là tù nhân, đầu của từng người còn ngó ngó nghiêng nghiêng, tò mò đánh giá xung quanh, không có một chút hoảng hốt nào. Cái này tạo thành một cảnh tượng rất cổ quái đám bắt người kia thì một mặt thận trọng giống như chim sợ cành cong, mà ngược lại đám người bị bắt thì vô cùng bình tĩnh, được bảo vệ cẩn thận và ở nơi an toàn nhất. mặt mo cẩu long cười thành cúc hoa đắc ý nói với long nhi, ha ha thế nào? phương pháp này của lão tổ không tệ a. À? long nhi vui vẻ nói lão tổ thật siêu. quân quân đạo nhân cũng gật đầu nói, cẩu long vẫn là ngươi có biện pháp a, à? chúng ta biết, nghe ngươi là chuẩn không sai. Nhếp nhếp cũng là có điều suy nghĩ nói, ta biết, đây chính là co được giãn được không đánh mà thắng của nhà binh mà cao nhân thường nói ha ha những này chẳng qua chỉ là kinh nghiệm ta tổng kết ra trong nhiều năm mà thôi không đáng giá nhắc tới cẩu long cười ha ha sau đó thì nói ra lời nói sâu xa các ngươi phải nhớ kỹ thợ săn xuất sắc nhất bình thường là lấy thân phận con mồi mà xuất hiện bọn họ đã trở thành chiến lợi phẩm của thần long nhất tộc như vậy thần long nhất tộc tự nhiên không nỡ vứt bỏ bọn hắn ngược lại còn phải bảo vệ tốt cho bọn họ để bọn hắn quang minh chính đại đi theo đằng sau kiếm kinh nghiệm vận khí tốt còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đây chính là tới từ nghiền ép trí thông minh. Ba lão giả của thần long nhất tộc thỉnh thoảng đưa ánh mắt rơi vào trên người long nhi, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Cuối cùng, một lão giả nhịn không được mà nhích lại gần, âm trầm mở miệng nói: Ta thấy các ngươi cứ luôn quên thân phận của mình. Các ngươi thế nhưng là tù nhân. Hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở đám người long nhi một lần. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ là vệ sĩ mà long nhi mời tới đây này. Ta không có mặt mũi. Chúng ta biết a, à, tù nhân thì không được cười sao? tù nhân thì không thể nói chuyện phiếm sao tù nhân phải nên làm gì cẩu long mỉm cười sau đó nói lời áy náy không có ý tứ chuyện này chúng ta vẫn là lần đầu tiên làm tù nhân không có kinh nghiệm lần sau chắc chắn sẽ chú ý hơn lão giả thần long nhất tộc này ra mặt run lên mơ hồ cảm thấy có chút uất ức rồi lại không biết vấn đề xảy ra chỗ nào chỉ có thể buồn bực mà đi hắn phát cáu trong lòng hừ chờ xem chờ chúng ta áp giải các ngươi đi các ngươi sẽ biết cái gì gọi là tù nhân hy vọng khi đó các ngươi còn cười được đội ngũ tiếp tục đi về phía trước bên trong chiến trường viễn cổ có rất nhiều thứ cũng bắt đầu lộ ra trước mắt mọi người một cỗ khí tức tăng thương dày đặc bắt đầu nổi lên không khí càng ngày càng trở nên nặng nề cũng đã không còn người đi quản đám người long nhi trời ạ à, một cái chiến mâu thật là đáng sợ rõ ràng đã loang lổ vết gì nhưng vẫn khiến cho ta cảm thấy quả tinh đập loạn trước vạn cổ chắc chắn đã chém giết qua vô số cường giả nhìn bên kia đó chắc chắn là thi hài của long tộc ta Thế mà bị người chém làm tám đoạn, đó là xương cốt gì, trải qua năm tháng vạn cổ ăn mòn thế mà linh vận còn lập lòe. Thật kỳ quái, phàm là tiên thiên chí bảo, vốn không nên sợ năm tháng xoay vần, làm sao lại biến thành dáng vẻ này, đến cùng là lực lượng gì khiến bọn chúng mất đi hào quang? Trong đội ngũ thi thoảng truyền tới tiếng kinh hô, kinh hãi bởi sự đáng sợ của đại kiếp vạn cổ, đồng thời lại có những lời nghi ngờ không thôi truyền tới, suy đoán liên tục. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, "Mọi người cẩn thận, đã thấy" khi đi sâu vào hơn, bên trong không trung bắt đầu hiển hiện năng lượng thể, nhưng năng lượng thể này chỉ truyền nhận chiến ý mà không có thần trí, đánh về phía mọi người. Lão giả thần long nhất tộc khinh thường nói, chẳng qua chỉ là chấp nghiệm do chiến ý huyễn hóa mà thành thôi, mọi người cùng nhau đánh lùi bọn chúng. Lúc đầu, những năng lượng thể này đều giải quyết dễ dàng, cho nên mọi người đều không có để ở trong lòng, chỉ có điều, càng đi vào sâu bên trong, thế công của năng lượng thể càng ngày càng mạnh, dần dần bắt đầu có áp lực. Có tiếng đau thương căm giận truyền tới, Long Mã nhất tộc ta một mực đứng ở rìa ngoài, tổn thất nặng nề nhất, không thể tái chiến. Dực Long nhất tộc đẩy lên. Một lát sau, lời nói của Dực Long nhất tộc truyền tới, nên đổi tộc. Phong Long nhất tộc lên chống đỡ, đi đầu công kích. Các Long tộc thay nhau ra trận, mỗi một chủng tộc đều có không ít tổn thất, chỉ có đám người Long Nhi thì không ra chút sức lực nào, một đường bình tĩnh mà đi sâu vào trong. Cuối cùng, bọn họ thấy được thi hài Long cốt kia đây chính là tiên tổ long tộc kêu gọi chúng ta tới thật là lợi hại ta có thể cảm nhận được bên trong thi hài này vẫn ẩn chứa long uy bộ long cốt này có tác dụng lớn đối với long tộc nếu như dung nhập vào thân long có thể khiến cho nhục thân tiến thêm một bước khác với những long tộc khác ba lão giả của thần long nhất tộc đều không hứng thú lắm đối với long cốt này lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên không thèm để ý tới cái thứ cạn bã này bọn họ quan tâm nhiều hơn chính là truyền thừa trong chiến trường trong chiến trường đại năng chiến tử chắc chắn sẽ có bộ phận để lại truyền thừa hoặc là tạo hóa trước khi chết đạt được sẽ có lợi ích to lớn đều yên tĩnh lại chút chúng ta đều nhận được lời cầu cứu của tiên tổ long tộc cho nên ở bên trong chiến trường viễn cổ này chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rất có khả năng có người nhanh chân đến trước lão giả thần long trầm giọng mở miệng mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trên chiến trường điều kỳ quái là nơi này ở chỗ sâu nhất của chiến trường đằng trước bị chặn lại bởi một màu đen lớn không nhìn thấy bờ thế mà không có một cỗ năng lượng thể nào hiện ra ầm um. nhưng vào lúc này một con sóng ba động từ xa chuyển đến dọc theo thượng nguồn sông lớn mà tới căn bản không cần nhiều lời sắc mặt mọi người lập tức hiện vẻ ngưng trọng như ong vỡ tổ lao về phía chỗ xuất hiện ba động giết cổ tộc bảo vệ hỗn độn lấy thân thể ta chấn áp đại kiếp giết cổ tộc bảo vệ hỗn độn lấy thân thể ta chấn áp đại kiếp đông đảo năng lượng thể lăng không đứng ở trên không trung bọn chúng chính là năng lượng thể chỗ sâu trong chiến trường này Thế mà lại tập trung lại với nhau giao chiến với người. Có các loại yêu thú, có tướng quân người mặc áo giáp, cũng có thư sinh mặc bộ trường sam, còn có thần nữ dáng người như ngọc, đều là chiến ý ngút trời, tiếng kêu giết ầm trời. Trung quanh bọn họ, quang mang hùng dũng như sóng nước, sát ý dẫn động vạn cổ, huyết quang ngút trời. Mà đối thủ của bọn họ chính là cổ chiến và một đám năng lượng thể của cổ tộc. Bởi vì cổ chiến tới, năng lượng và chiến ý vốn yên lặng trong chiến trường tất cả đều được đánh thức, hình thành năng lượng thể, tự động chiến với nhau. Ha ha, khi còn sống các ngươi đã thua bởi cổ tộc ta, chứ đừng nói là khi đã chết rồi." Cổ Chiến cười ha ha, tay hắn cầm Vệ Thiên Thần Tượng, lực lượng quanh người hùng dũng như sóng nước, khí tức cường đại tới ngay cả chính hắn cũng không áp chế nổi, bắt đầu tràn lan mà ra, biến thành gió lốc, làm cho quần áo của hắn bay phấp phới. Thông qua Vệ Thiên Thần Tượng, hắn đã hấp thu rất nhiều năng lượng thể, lực lượng trong cơ thể đã viên mãn, hắn chuẩn bị tiếp tục nuốt xuống, dùng sức mạnh để phá bỏ xiềng xích dẫn đến đại đạo chiến trường viễn cổ này quả thực chính là bí cảnh kinh thiên vì cổ chiến ta mà ra đời hóa ra ta là con trai của khí vận bố cục chính là chuẩn bị để trợ giúp ta thành tựu đại đạo nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha trên mặt cổ chiến hiện vẻ kích động nhịn không được mà cười to lên sau đó dẫn động phệ thiên thần tượng phun ra nuốt vào vô số sợi tơ năng lượng thể của sinh linh trong hỗn độn và năng lượng thể cổ tộc đang chiến đấu kịch liệt với nhau đột nhiên bị sợi tơ kia tập kích không cách nào tránh né thì chỉ có thể bị cổ chiến hút lực lượng cùng vào lúc này thần long nhất tộc dẫn theo mọi người hỏa tốc mà tới trông thấy cảnh tượng như thế này thì lập tức biến sắc lạnh lẽo nói dừng tay cổ chiến khẽ cho mày nhìn lướt qua mọi người sau đó thì lộ ra thần sắc xem thường cười lạnh nói chỉ bằng các ngươi mà cũng dám tới phá dối lão giả thần long nhất tộc lãnh khốc nói thần long nhật tộc đệ nhất long trong hỗn độn ở đây người cổ tộc ai ai cũng có thể tiêu diệt Bọn họ trông thấy đám năng lượng thể kia thì trong nội tâm không thể không kích động. Có thể cảm nhận được rõ ràng, năng lượng thể nơi sâu nhất này so với năng lượng thể bên ngoài kia thì có sự khác biệt, bọn họ giống như còn bảo lưu lại một chút linh trí khi còn sống. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu rất có thể có truyền thừa để lại cho đám người mình. Nhìn thấy những năng lượng thể kia sắp bị cổ chiến hút, bọn họ tự nhiên phải dốc sức ngăn cản, đồng thời trong lòng nổi lên một tia tâm tình. Có một tên lão giả của Long tộc mở miệng nói, ngươi chỉ có một người, còn không nhanh nhanh buông vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Đôi mắt những năng lượng thể sinh linh hỗn độn kia sáng rõ, hiện lên vẻ vui mừng, càng là có một cái bóng mở cự long quát lớn, không hổ là hậu nhân của long tộc ta, tới hay lắm. Chúng ta cùng nhau giết chết cổ tộc. Tiên tổ, đó là tự nhiên, chúng ta tới là để cứu ngài. Thần long nhất tộc vung tay lên, ngay lập tức, tất cả long tộc cùng nhau xông về phía cổ chiến, thanh thế to lớn. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Cổ chiến cười lạnh, nếu như lúc trước đối mặt với nhiều cao thủ như vậy thì hắn còn sẽ kiên kỵ một chút nhưng là bây giờ thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh trong cơ thể còn có rất nhiều lực lượng dư thừa không biết nên dùng như thế nào tự nhiên không sợ long tộc liên thủ xông tới hắn đưa tay một thanh đại đao màu xanh lập tức xuất hiện ở trong tay sau đó thì chạm thẳng về phía long tộc ô ô ô đại đao chạm diệt không gian phát ra tiếng gào thét giống như sở hữu lực lượng không cách nào lường được dẫn tới thiên địa điều sợ Đối mặt với một đao này, tất cả long tộc trong lòng đều cuồng loạn lên, tê cả ra đầu. Đây là đao gì? Tại sao ta nhìn thấy nó thế mà lại sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía? Đao này tỏa ra khí tức làm cho người sợ hãi, mà còn đủ để áp chế lực lượng của chúng ta. Mọi người cùng nhau gọi pháp bảo ra, chắc chắn có thể áp chế hắn. Lấy ba lão giả của thần long nhất tộc làm đầu. Pháp lực của các long tộc khác đều cùng nhau phun trào về phía cổ chiến, hào quang rực trời gần như chọc mắt người mở không ra, thiên địa cũng đang rung động. Đao mang màu xanh của cổ chiến giống như tấm màn che trời, va và chạm vào pháp lực của long tộc, quang mang cuốn vào nhau. Một lát sau, đao mang màu xanh đột nhiên trở nên nồng đậm, thẳng tay chảm diệt pháp lực của mọi người. Thân thể một đám long tộc đều run lên, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Con kiến dù đi thành đoàn thì trung quy vẫn chỉ là con kiến. Cổ chiến nở ra nụ cười lạnh lùng, nói với mọi người, thanh đao này của ta là mượn nhờ cơ hội đại kiếp lần trước mà luyện thành đạo khí. Nó lấy sinh cơ của vô số sinh linh hỗn độn làm dẫn, càng là hấp thu lực lượng bản nguyên của hơn trăm cái tiểu thế giới, sinh ra đã có tác dụng khắc chế đối với sinh linh trong hỗn độn. Đây là đại đạo đặc biệt nhằm vào sinh linh trong hỗn độn. Giết các ngươi làm ít công to. Hỗn đản. Năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn lập tức nổi giận, lực lượng toàn thân tuôn trào, muốn không chết không thôi với cổ tộc. Chỉ có điều, bọn họ bị năng lượng thể bên cổ tộc cuốn lấy, đều bị phệ thiên thần tượng chấn áp căn bản không tạo ra nổi bao nhiêu sóng lớn năng lượng thể cự long gào thét hậu nhân long tộc theo ta cùng nhau giết cổ tộc bảo vệ hỗn độn thề sống chết chấn áp đại kiếp tất cả năng lượng thể gào thét giống như đại kiếp trước vạn cổ hung hãn không sợ chết tử chiến tới cùng một bầu không khí bo trắng tràn lan ra chính là cỗ tinh thần này mới có thể để cho hỗn độn ở sau khi trải qua đại kiếp đều có thể dục hòa trùng sinh sáng tạo ra huy hoàng cao hơn chỉ cần cỗ tinh thần này kéo dài thì như vậy cuối cùng cũng sẽ có một ngày có thể chấn áp đại kiếp. Tử chiến đến cùng. Giết giết giết. Đôi mắt của một đám long tộc lập tức đỏ lên, cũng gào thét theo, thi triển ra lực lượng mạnh nhất lao về phía cổ chiến. Đều đi chết đi. Cổ chiến đôi mắt lãnh đạm, giơ đại đao lên. Lại vào lúc này, xuất hiện biến đổi. Ba tên lão giả của thần long nhất tộc đột nhiên nổi lên, thi triển ra thần thông, càn quét xung quanh, trong nháy mắt đã mặt sát hết tất cả long tộc khác lão giả thần long nhất tộc cung kính nói với cổ chiến, cổ tộc đại nhân, thần long nhất tộc ta nguyện ý đầu nhập vào các ngươi, hơn nữa có thể làm tọa kỵ cho các ngươi, chỉ cầu thả chúng ta một con đường sống. Vừa nói trên mặt còn nở ra nụ cười nịnh nọt. Biến cố lần này xuất hiện quá nhanh quá đột ngột, ở đây không có người nào phản ứng kịp, mà ngay cả cổ chiến cũng sửng sốt một lát. Ha ha, ha ha. Cổ chiến nhìn vào thần long nhất tộc, nụ cười trên mặt liên tục khoách đại, cuối cùng phát ra nụ cười mỉa mai, rất đắc ý, rất có tính trêu tức thần long nhật tộc đệ nhất long trong hỗn độn ha ha cổ chiến nhìn vào năng lượng thể cự long kia cười nói đây chính là một mạch xuất sắc nhất của long tộc ngươi sao hiện tại ngươi cũng nhìn thấy rồi sau này chính là tọa kỵ của cổ tộc ta giống bóng mờ cự long kia phát ra một tiếng gào thét to lớn lộ ra sự bi ai và phẫn nộ vô tận thân long rung động run rẩy không thôi nếu không phải nó là năng lượng thể chỉ sợ lúc này có lẽ nó sẽ bị nhồi máu cơ tim lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy giọng nói của bóng mờ cự long cuộn trào kinh thiên động địa nhìn chằm chằm vào thần long nhất tộc cuồng nộ nói các ngươi là nỗi sỉ nhục của long tộc chết đi cho ta chết uy áp ngập trời của nó tuôn về phía thần long nhất tộc bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có đánh về phía thần long nhất tộc có điều cổ chiến cũng bước ra một bước vệ thiên thần tượng bộc phát ra ánh sáng một trưởng vỗ xuống chấn áp bóng mờ cự long khẽ cười nói không nên nổi giận long tộc của ngươi cũng có người thức thời Ngươi hẳn là nên cảm thấy cao hứng vì đó mới đúng. Những năng lượng thể khác cũng bắt đầu gò thét, đồng loạt để mắt tới thần long nhất tộc. Phản đồ tham sống sợ chết, chết đi cho ta. Sự sỉ nhục của hỗn độn khiến cho người ta phải buồn nôn. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Bọn họ chinh chiến cả đời, từ trước tới nay thẳng tiến không lùi, đều là những nhân vật thiên kiêu, không chết không thôi với cổ tộc. Cực kỳ thống hận chính là những tên phản đồ, lúc này tức giận tới năng lượng cuộn. Chào, hận không thể giết cho thống khoái chỉ có điều, tự nhiên bị cổ tộc chấn áp. Các ngươi chờ có trách ta, chuyện biết rõ chắc chắn phải chết thế mà còn đi làm, chỉ có đồ ngu mới như vậy. Lão giả thần long nhất tộc mở miệng nói rất thản nhiên, chẳng thấy áy náy chút nào. Ta nhổ vào, có nhiều thứ phải dùng tử vong để bảo vệ, các ngươi lại là long tộc ta, ta muốn nôn. Ai, ngay cả ta con cẩu long này cũng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hôm nay nhất định phải thanh lý môn hộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ừm, thanh lý môn hộ. Chỉ bằng các ngươi. Đột nhiên cẩu long đứng ra khiến tất cả mọi người sững sờ, nhất là thần long nhất tộc, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm, sau đó chính là một trận trào phúng. Lão đầu nhi, trước đó còn cảm thấy ngươi rất thức thời, hiện tại làm sao cao tuổi rồi còn muốn làm anh hùng. Các ngươi có phải nhầm rồi hay không? Xin hãy xem thân thể đang bị trói lại của các ngươi trước khi nói, các ngươi thế nhưng là tù nhân. Không có thực lực thì cũng đừng trang bức, sẽ chết người đấy. Có điều, năng lượng thể cự long kia thì hai mắt sáng tỏ, kích động nói, "Ha ha, nói rất hay. Ta biết mà, long tộc ta vẫn là có huyết tính. Thần long nhất tộc chẳng qua chỉ là nỗi sỉ nhục, từ nay về sau trục xuất ra khỏi hàng ngũ long tộc. Tiểu nữ oa và lão đầu này không tệ, dưới loại tình huống này còn dám đứng ra, sinh linh trong hỗn độn ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Hỗn độn chính là bởi vì có loại người này nên mới có hy vọng. Tiểu nữ oa long tộc này không tệ." hy vọng phượng tộc ta cũng có thể có hậu nhân như thế đi được được các ngươi yên tâm chúng ta tuy rằng chỉ là năng lượng thể nhưng liều chết cũng sẽ bảo vệ các ngươi đông đảo năng lượng thể tất cả đều mở miệng vừa rồi thần long nhất tộc đột nhiên phản bội đây là một đòn nặng đối với sĩ khí những năng lượng thể này vì bảo vệ hỗn độn mà chiến với mất mạng trong đại kiếp cho nên phần chấp nhiệm trong lòng kia có thể tưởng tượng được tuy nhiên vừa rồi lại gặp phải sự phản bội tới từ thần long nhất tộc cho nên tâm tình của tất cả bọn hắn là có thể tưởng tượng được, thậm chí nghi ngờ hỗn độn bây giờ có phải là đã thay đổi rồi hay không, không còn hy vọng nữa. Cũng may Long Nhi và cầu Long đứng dậy kịp thời, để tâm trạng dao động của bọn hắn lấy lại bình thường. Long Nhi trợn tròn mắt lên, giòn tan nói, các vị tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho các ngươi. Ha ha, tốt, tốt. Năng lượng thể cự Long cười lên ha ha, cảm thấy rất vui mừng, sau này ngươi chính là tiểu công chúa của Long tộc ta, một bên lão giả thần long nhất tộc thì lên tiếng cười nhạo nói thật sự là vừa ngây thơ lại vừa buồn cười bảo vệ bọn hắn người dựa vào cái gì người có sở trường gì một đám cặn bã chính mình còn bị trói thật không biết là nghĩ như thế nào lão giả thần long nhất tộc đột nhiên cười một tiếng quay người mở miệng nịnh nọt với cổ chiến cổ tộc đại nhân tiểu nữ oa này thật không đơn giản nàng ta có thể nói là tương lai của long tộc trên người có máu của thần long hỗn độn tương lai rất có thể sẽ trưởng thành trí tôn của long tộc là đại địch của cổ tộc a à, nhất định phải loại bỏ nàng ta khi còn yếu cái gì trên người nàng có huyết mạch thần long hỗn độn thân thể của năng lượng thể cự long rung động điên cuồng ánh mắt nhìn về phía long nhi nhìn trong chọc vào một lát sau nó run rẩy càng ngày càng lợi hại kích động tới vẻ mặt đều vặn vẹo quát ẩm lên là máu của thần long hỗn độn nàng ta có khả năng trở thành trí tôn là tương lai của long tộc ta ha ha đáng tiếc tương lai sắp vỡ tan tành cổ chiến cười lạnh thành tiếng đôi mắt sắc bén như đao mở miệng nói biểu hiện của thần long nhất tộc rất tốt thế mà dâng cho ta lễ lớn như thế vậy ta đáp ứng người làm tọa kỵ của ta đa tạ cổ tộc đại nhân người của thần long nhất tộc vui mừng lập tức hành lễ không đúng là đa tạ chủ nhân cổ chiến tràn ngập sát cơ nói tiếp theo các ngươi đi giết chết tiểu nữ oa kia đi tuân mệnh người của thần long nhất tộc nhìn về phía long nhi mặt mũi đầy vẻ dữ tợn ai dám dừng tay cho ta thả tiểu nữ oa kia ra, có dũng khí thì tới chỗ ta. Thần Long nhất tộc, các ngươi là tội nhân của Long tộc. Những năng lượng thể kia lập tức cuống lên, gào thét không ngừng. Lực lượng trên người bạo loạn điên cuồng, bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Cổ chiến lạnh lùng giơ tay lên, chấn áp cho ta. Năng lượng thể cổ tộc cười lớn xuất thủ, để sinh linh hỗn độn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Người của thần Long nhất tộc chậm rãi tới gần, chế diễu nói, tiểu nữ oa, còn có di ngôn gì không? Không có, long nhi cười hì hì một tiếng đại hắc cẩu cứu ta đại hắc lập tức tỉnh táo tinh thần cuối cùng có thể động thủ rồi sao nó nhìn thoáng qua dây thừng trói trên người mình như đang nhìn vào một món đồ chơi sau đó miệng chó táp một cái cắn dây thừng rồi hút một cái dây thừng trói chặt mọi người giống như mì sợi bị nó hút vào trong bụng sau đó chậm rãi cất bước đi lên phía trước hờ hứng nhìn vào đám người thần long nhất tộc thần long nhất tộc lập tức bị các động tác vừa rồi của đại hắc làm cho choáng váng trên mặt đều hiện ra vẻ khó có thể tin nổi. Con chó trụi lông này có thể ăn dây thừng của chúng ta. Ta đã hiểu, bọn họ trước đó căn bản chính là giả vờ, thật ra thì cũng không có bị chúng ta bắt lấy. Đám người này không bình thường, mọi người cẩn thận. Động thủ, thử sâu cạn của bọn họ một chút. Ba tên lão giả của thần long nhất tộc nhướng mày, thu hồi lại sự khinh thường, đồng loạt công kích về phía đại hắc. Đối mặt với thế công, đại hắc nhê răng ra, chậm rãi giơ chân chó lên đánh về phía thần long nhất tộc mà đi ầm ầm theo chân chó của đại hắc giơ lên một cái bóng chân chó hiển hiện lên dẫn động linh vực vô tận quét ngang qua không trung mà tới thần long ám viêm thổ tức ba tên lão giả của thần long nhất tộc cảm nhận được áp lực sắc mặt ngưng trọng dẫn đầu hiện ra nguyên hình há mồm phun ra liệt viêm đen như mực đằng sau bọn hắn một đám thần long nhất tộc tự nhiên là đi sát theo đằng sau trong một chớp mắt liệt viêm màu đen tụ hợp lại như là đại dương màu đen cuộn trào cuồn cuộn từ xa nhìn lại giống như một mảnh trời xanh màu đen Dạp trời kín đất đây là thần viêm đặc hữu của thần long nhất tộc, ẩn chứa lực lượng hủy diệt rồi lại sinh sôi không ngừng, đủ để tiêu hủy một phương tiểu thế giới. Chân chó đại hắc và hắc viêm va chạm vào nhau, giống như một bức tường vô cùng to lớn mang theo uy thế không thể đỡ. Trong quá trình xung kích với hắc viêm gió bão cường đại càng là phá vỡ hắc viêm, thổi tới chia năm xẻ bảy. Sau đó một đường liên tục, chấn áp thẳng về phía thần long nhất tộc. Toàn bộ thần long nhất tộc, thân thể đều run lên, như là lục bình không dễ, một tên rồi lại một tên bay vút lên không trung, bị đại hắc đánh bay ra ngoài. Một con chó thế mà chấn áp được công kích mà bọn họ liên thủ với nhau. Thật mạnh, con chó kia thế mà lại mạnh như vậy. Quá kinh khủng, nó căn bản không phải thần long nhất tộc chúng ta là có thể đối phó. Móa nó, sớm biết bọn họ mạnh như vậy, chúng ta còn đầu nhập vào cổ tộc làm cái gì? Cổ tộc đại nhân, cứu mạng. Người của thần long nhất tộc kinh hãi tới cực điểm, trên người đều mang theo thương thế không nhẹ, chỉ có thể trông cậy vào người của cổ tộc. Đồng thời, nội tâm của bọn hắn co quắp một trận, tuyệt đối không nghĩ tới còn tồn tại một đống người giả heo ăn thịt hổ như vậy, đám người mình không phải đứng sai đội hình rồi chứ. Chó trụi lông, ta dường như nghĩ tới. Bên trong đôi mắt của cổ chiến đột nhiên lộ vẻ suy tư, các ngươi có phải là từ thần vực mà tới không, cổ minh chính là bị các ngươi giết chết đi. Hắn từng nghe cổ ngọc nhắc tới chuyện này, mà lại là trọng điểm của lần nhắc đó, nói những tồn tại này rất quỷ dị và đáng sợ, khiến cho chuyện mà giới minh và cổ tộc làm thất bại trong găng tấc Đại Hắc thuận miệng nói, cổ minh. Không biết, tuy nhiên cổ tộc quả thực từng giết. Quân quân đạo nhân thì cười lạnh, mở miệng nói, ha ha, không nói cổ minh. Chính là cổ tộc vừa mới tiến về thần vực cũng đều đã toàn quân bị diệt. Đám người cổ ngọc cũng đã chết. Cổ chiến khẽ cho mày, bên trong đôi mắt lóe ra hàn mang. Xem ra bên trong thần vực thật đang nổi lên âm mưu nhằm vào cổ tộc ta rồi. Có điều, chẳng qua chỉ là uống phí sức lực mà thôi. Hôm nay trước hết giết các ngươi đi dứt lời hắn giơ cao đồ đao trong tay lên chạm thẳng xuống đại hắc mọi người cùng nhau giết cho rằng từng ấy người là có thể lật bàn sao đại kiếp thì cổ tộc ta là sân nhà chiến trường này cũng là sân nhà của cổ tộc ta các ngươi đã định sẵn sẽ bị chấn áp năng lượng thể của cổ tộc cũng là lập tức bạo động sát ý sôi trào đánh thẳng về phía đám người long nhi người của thần long nhất tộc hít sâu một hơi bình phục chút thương thế của mình cũng là theo đó mà hét lên một tiếng xông vào chiến trường những năng lượng thể là sinh linh trong hỗn độn kia thì thi nhau vui mừng kích động tới tột đỉnh ha ha có thể xoay chuyển bước ngoặt lớn hóa ra bọn họ đều là cao thủ thâm tàng bất lộ thiên phù hộ long tộc ta không nghĩ tới trải qua năm tháng vạn cổ trong hỗn độn không chỉ dựng dục ra huyết mạch thần long hỗn độn thế mà còn sản sinh ra một con thổ cầu thần kỳ như vậy thật là khó lường lai lịch đám người này bất phàm chúng ta chưa chắc sẽ thua thời điểm phản kích tới mọi người theo ta xông lên giết cổ tộc bảo vệ hỗn độn tiêu thừa phong tay đã nắm lấy trường kiếm xông vào trong đám năng lượng thể của cổ tộc kích động quát lớn lên đều tránh ra để cho ta tới giết cho đã nghiền kiếm khí trùng trùng điệp điệp lập tức kéo cửu hận xung quanh tới thân thể cự linh thần lập tức biến lớn trong tay cầm cự phủ đồng dạng chém về phía một đám người cao giọng quát tới 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 chúng ta tới so tài một chút xem ai chém được nhiều hơn nhị lang thần trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao cười ngạo nghễ ha ha cự linh thần có phải ngươi đang cảm thấy mình nổi bật không ngươi lại muốn so với ta các vị thúc thúc đừng giết loạn a à, tất cả phải để lại cho ta nữa nhiếp nhiếp một tay nắm lấy một tên năng lượng thể của cổ tộc trên hai tay có vòng xoáy màu đen luân chuyển giống như một cái lỗ đen ẩn chứa lực hút cực mạnh hai tên năng lượng thể cổ tộc sợ hãi nhìn vào nhiếp nhiếp cảm nhận lực lượng của mình đang nhanh chóng rời xa mình tại sao có thể như vậy nàng ta làm sao cũng có năng lực hút năng lượng không các ngươi mới là đồ ăn của cổ tộc ta đây là năng lực của cổ tộc ta ngươi không thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ trên người chúng ta mới đúng bọn họ không muốn tin tưởng sự thật này ta nhổ vào các ngươi mới là đồ ăn là đồ ăn của bản cô nương nhiếp nhiếp lập tức mở miệng vận chuyển thôn thiên ma công con ngươi đều biến thành màu đen nhánh trong nháy mắt hấp thu hai tên năng lượng thể cổ tộc Wow, năng lượng thật không ít nhiếp nhiếp mỉm cười hai mắt sáng lên nhìn vào những năng lượng thể cổ tộc khác ở xung quanh giống như đang nhìn đồ ăn vậy. Tiêu thừa phong cười ha ha, ha ha, làm tốt, cũng nên cho bọn chúng nếm thử tư vị làm đồ ăn. Tới tới tới, nhếp nhếp cô nương, đón lấy những thức ăn này. Cự linh thần hét lớn một tiếng, cư phủ trong tay quét ngang mà ra, lực lượng cường đại mạnh như thế trẻ che, lập tức cuốn lấy năm tên năng lượng thể cổ tộc lên, bay ngược về phía nhếp nhiếp. Được rồi, nhếp nhiếp mỉm cười, đưa tay bấm một cái pháp quyết, lấy nàng làm trung tâm, lập tức ngưng tụ thành một cái lỗ đen, thôn tính thiên địa. Lỗ đen này có lực lượng hút cực kỳ mạnh mẽ, tất cả lực lượng trong thiên địa bao gồm cả pháp tắc đều bị hố đen hấp thu mà lao đi, mà ngay cả năng lượng thể cổ tộc xung quanh đều muốn dựa vào lực lượng chính mình để ngăn cản cỗ lực lượng hút này, ai có thực lực không đủ đều sẽ bị lực lượng hút trực tiếp hút vào. Lợi hại a, à, đây chính là thôn thiên ma công sao? Không hồ là được sáng tạo ra dưới sự chỉ điểm của cao nhân. Đám người nhị lang thần đều chấn kinh và hâm mộ, bọn họ từng nghe nói tên tuổi nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiếp nhiếp sử dụng thôn thiên ma công như vậy, quả thực quá nghịch thiên, khó trách cao nhân còn dặn đi dặn lại, bảo nhiếp nhiếp chú ý bảo trì bản tâm, không được sử dụng một cách tùy ý. đi theo cao nhân, được cao nhân chỉ điểm đúng là không giống a. À. nội tâm mọi người đều cảm thấy chua chua. hừ, long nhi thì che miệng lại, có chút bất an, cứ tiếp tục như vậy thì tu vi của nhiếp nhiếp, tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. tay nàng nắm lấy cái muống, động tác như vẩy nước, vẩy ra xung quanh nước bên trong cái muỗng lập tức bao trùm xung quanh, biến thành lồng giam sóng nước, nhốt năng lượng thể cổ tộc vào trong đó. Sau đó được Long Nhi ném từng cái vào trong lỗ đen mà nhấp nhếp ngưng tụ ra. Bọn họ sở dĩ dễ dàng như vậy là, bởi vì bọn họ đối phó đều là đối thủ dưới cảnh giới thiên đạo. Một bên khác, đại hắc và cổ chiến đánh nhau, lại có thể đánh tối có đi có lại, để cổ chiến rung động một lần, thậm chí còn rơi vào trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Quá mạnh, con chó trụi lông này còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì cổ ngọc miêu tả. Nếu như lần trước nó không ẩn giấu thực lực vậy ở trong thời gian ngắn như thế, tu vi của nó tăng trưởng cũng quá nhanh đi. Phải biết, thực lực của cổ chiến vốn là ở trong hàng ngũ cường giả của cảnh giới thiên đạo, lại ở trong chiến trường hấp thu rất nhiều năng lượng thể, thực lực tiến thêm một bước đã là thiên đạo viên mãn, vậy mà cũng không thể áp chế đại hắc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quân Quân đạo nhân và nữ oa thì đều đánh nhau với năng lượng thể cảnh giới thiên đạo của cổ tộc về phần Cẩu Long, vẫn là bộ dáng vẻ tuổi già sức yếu, thân thể còng lưng, như là một lão già đã nửa chân bước vào quan tài, yếu ớt đứng ở trên trận. Ba tên lão giả thần long tạo nên trận thế hình tam giác vây quanh Cẩu Long, đều nở ra nụ cười lạnh không có ý tốt. Con chó kia chúng ta không đối phó được, ta không tin lão đầu này chúng ta cũng không đối phó nổi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thân hình ba lão giả lóe lên, pháp lực cuộn trào quanh thân, uy áp cuồn cuộn, cùng nhau xông về phía Cẩu Long. Tuy nhiên, ngay khi bọn hắn tiếp cận cẩu long, ba ba ba, ba tiếng bà tai thanh thúy gần như cùng lúc vang lên, thân ảnh ba lão giả kia lấy tốc độ nhanh hơn lúc lao tới mà bay rớt ra ngoài, dọc đường bay còn phun tung tóe máu tươi, răng bay múa trong không trung, nửa khuôn mặt đều bị và tới hiện ấn tay. Bọn họ ngã trên mặt đất, mờ mịt nhìn vào cẩu long, đã thấy hắn thế mà vẫn duy trì dáng vẻ mới vừa rồi, giống như động cũng không động. Lập tức, bọn họ tâm can loạn chiến, tay chân phát lạnh thật lạnh tấm sắt, lão nhân này mới là tấm sắt cứng. Thậm chí cũng không nhìn thấy được rõ ràng hắn là xuất thủ làm sao, chúng ta đã bay ra ngoài. Ba lão giả thần long nhất tộc bị dọa tới thân thể run rẩy, một, trận buồn đái, không dám nhìn vào Cầu Long mà là chật vật chạy như điên về phía cổ chiến. Cổ tộc đại nhân, cứu mạng. Lão giả kia mới là kinh khủng nhất. Cổ Chiến đang giao thủ với đại hắc, cũng là càng đánh càng đau đầu, nhìn vào dáng vẻ lão giả thần long lại nhìn về phía tình hình chiến đấu trên chiến trường, nội tâm lập tức lột bột. Đúng vào lúc này, một tên năng lượng thể cổ tộc nhanh chóng rời khỏi chiến trường, lao thẳng tới một chỗ mà đi, vừa chạy vừa kêu, cổ chiến, mau bỏ lui đi, đi theo ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rút lui, mau rút lui. Đám người này có chỗ kỳ lạ, không thể chống lại. Hắc thủ, bọn họ chắc chắn có hắc thủ ẩn giấu trong hỗn độn, nhanh đi mời trí tôn của cổ tộc. Năng lượng thể cổ tộc đều thay đổi sắc mặt, cùng nhau dọc theo con sông lớn chạy về phía thượng du mà đi chạy chạy mau đám người của thần long nhất tộc cũng là dốc hết sức chạy như điên sợ rơi vào sau cùng ha ha làm sao có thể để cho các ngươi chạy mất cẩu long mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay vung lên trong một chớp mắt xung quanh thế mà sáng lên ánh sáng màu vàng óng những ánh sáng màu vàng óng này ngưng tụ thành một kết giới giống như một cái lồng giam phong tỏa vùng không gian này hắn mở miệng khe khẽ nói Long Nhi, lão tổ sẽ dạy ngươi một chiêu, xông sáo giang hồ, gặp chuyện đừng hốt hoảng, trước tiên phải tìm đường ra cho chính mình, rồi tìm cơ hội phong tỏa đường lui của đối thủ thế mới tốt hơn một chút." Long Nhi vui vẻ gật đầu, "Ừm ân, Long Nhi thụ giáo." Đám năng lượng thể cổ tộc kia thì hoảng hồn, thân thể của bọn hắn va chạm vào trên kết giới, nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào vượt qua. "Đây là trận pháp gì, đến cùng là bày ra từ lúc nào?" đáng ghét a à, đường lui của chúng ta thế mà bị phong tỏa thật gian trá tiếp theo phải làm sao bây giờ bọn hắn tiến thối lưỡng nan trong lúc nhất thời hoảng hốt lo sợ cảm thấy tuyệt vọng về phần bên năng lượng thể của hỗn độn thì là thi nhau mừng rỡ chiến ý lại cất cao lên lần nữa tiếng cười to vang lên không ngừng cùng nhau phát thế công mãnh liệt về phía năng lượng thể của cổ tộc tốt 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 dốc sức đánh đám rùa đen khốn kiếp cổ tộc kia cảm giác này thực sự rất sung sướng khi còn sống không thể làm được không nghĩ tới sau khi chết lại có thể làm được người của cổ tộc các ngươi không nghĩ tới sẽ có hay hôm nay đi đám người này là nhân vật quan trọng trong đại kiếp nạn lần này sao quả thật không tệ ta thừa nhận có phong thái của ta năm đó năng lượng thể cự long kia kích động đi tới bên người long nhi cười nói tiểu nữ oa ngươi là con rồng có huyết mạch cao quý nhất mà long tộc tạo ra trong vô số năm tháng qua trên vai ngươi gánh vác tương lai của hỗn độn chờ chúng ta một chút chúng ta sẽ tặng cho ngươi một món lễ vật lễ vật đôi mắt long nhi sáng lên liếm môi một cái mong đợi nói có thể ăn không nàng ta đi theo lý niệm phàm đã trở thành một tiểu long nữ thích ăn hàng năng lượng thể cự long hơi sững sờ sau đó cười nói ha ha ăn có thể ăn chiến đấu trực tiếp tiến vào trạng thái gây cấn năng lượng thể sinh linh hỗn độn đều giết tới đỏ cả mắt giết 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 cổ tộc ha ha giết chúng ta thì có gì là tài ba lần đại kiếp nạn này cổ tộc ta chắc chắn sẽ tạo ra một trận tai họa lớn cho hỗn độn tới đi, tới giết đi à, ta liều mạng với các ngươi, chí tôn cổ tộc cứu mạng a, à, cứu mạng chúng ta. năng lượng thể cổ tộc phát ra tiếng gào thét khác biệt, cũng không còn chạy trốn nữa, mà là bắt đầu nổi điên, liều mạng chiến đấu được ăn cả ngã về không. chẳng mấy chốc thì đã bị diệt hơn phân nửa, thần long nhất tộc cũng bị tổn thất nặng nề, nội tâm âm thầm kêu khổ, tại sao lại chọn nhầm bên cơ chứ? lại vào lúc này, sâu trong hỗn độn, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đột ngột mọc lên từ mặt đất như thể cự nhân ngủ say giờ mới tỉnh dậy, khiến cho thiên địa đều đang rung động. Khí tức kinh khủng này trong nháy mắt phong tỏa nơi này, uy áp ngập trời làm cho tất cả mọi người đều phải cuồng loạn trong lòng, thấy lạnh cả người tới từ sâu trong đáy lòng. Giọng nói lạnh lùng vang lên, như thể thiên lôi đánh xuống, cuộn trào loè lẹ loẹt trên trời cao, dám xuất thủ đối với cổ tộc ta, các ngươi thật to gan. Trong nháy mắt lời nói rơi xuống, uy áp như gió, chấn áp mà tới. Tạch tạch, lồng da mà lão long tạo ra lập tức vỡ tan, ngay sau đó thì chôn vùi vào vô hình ầm um. sau đó năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn bao gồm đám người quân quân đạo nhân giống như bị một đòn mạnh thân thể đều bay ngược ra ngoài trong miệng còn phun ra máu tươi thiên địa thời gian lực lượng cường đại cuộn trào cuối cùng hội tụ ở vào trên ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bọn họ đều là năng lượng thể của cổ tộc chỉ có điều đạo vận xung quanh họ đều đang hiển hóa lấy dị tượng trồng chất đại đạo mạch lạc giống như ngưng thực chất cũng đang quay vòng tất cả đều là nổi bật ba cái năng lượng thể này đều có thân phận trí tôn bọn họ chính là trí tôn cổ tộc biến thành trí tôn trí tôn cứu mạng ha ha chúng ta được cứu rồi các ngươi xong cổ chiến cũng mừng rỡ kéo lấy thân thể bị thương thế tranh thủ thời gian chạy tới bên cạnh ba tên năng lượng thể trí tôn cung kính nói cổ chiến bái kiếm trí tôn đại nhân tam đại trí tôn thấy cổ chiến không phải năng lượng thể mở miệng hỏi ngươi đã xuất hiện nói rõ khoảng cách lần đại kiếp nạn này đã không còn xa cổ chiến gật đầu nói đúng vậy ta cũng bởi vì một số tình huống đặc biệt mà được đánh thức xem như tiên phong bây giờ xem ra trong hỗn độn chỉ sợ đã xuất hiện biến cố vượt khỏi sự khống chế tam đại trí tôn hiếu kỳ nói ồ chuyện gì xảy ra cổ chiến nhìn lướt qua đám người quân quân đạo nhân lập tức nghiêm túc kể lại một lần quả thực cổ quái đáng tiếc hình thái dạng này của chúng ta bây giờ lần đại kiếp nạn này lại không thể chen tay vào được một trí tôn cổ tộc trong đó thở dài nói có điều bọn hắn đã tới nơi này chúng ta tiêu diệt bọn hắn đi vẫn là không khó theo lời nói của hắn rơi xuống tất cả mọi người đều nghẹt thở thật giống như hắn mở miệng thì đã phán quyết tử hình cho mọi người lão thiên cũng không cứu nổi lại là trí tôn cổ tộc năng lượng thể sinh linh hỗn độn đều cảm thấy một trận tuyệt vọng đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực đó là tồn tại căn bản không phải bọn họ là có khả năng ngăn cản đi các ngươi đi mau năng lượng thể cự long đột nhiên đẩy long nhi ra sau đó gào thét một tiếng chủ động đánh về phía trí tôn của cổ tộc xông lên vì muôn loài trong hỗn độn thà chết không lùi bước giết cổ tộc chúng ta có gì phải sợ chúng ta vốn đã chết rồi ha ha dọa sao được chúng ta đi các ngươi đi những năng lượng thể khác đều chấn động tinh thần họ đã vượt qua nỗi sợ hãi do đại đạo trí tôn mang tới nhìn chằm chằm vào áp lực vô tận vượt khó tiến lên đại đạo trí tôn xem như không xuất thủ quanh thân cũng sẽ có pháp tắc vô tận vườn quanh Hình thành vòng bảo vệ, có thể trấn áp tất cả kẻ địch. Những năng lượng thể này tiến vào gần đại đạo chí tôn, giống như là cát bụi trôi nổi trên biển rộng, bị gió mưa lay động. Bọn chúng cắn răng, muốn tranh thủ thời gian để cho đám người Long Nhi rời đi. "Chạy sao? Thật không biết tự lượng sức mình." Một tên đại đạo chí tôn trong đó ra tay, hắn đưa tay một cách tùy ý, sau đó đánh về phía mọi người. Ầm ầm, trời xanh sụp đổ xuống, còn chưa rơi xuống đất, cả đại địa đã bắt đầu có khe nứt lan tràn ra đây là lực lượng vượt xa khỏi cảnh giới thiên đạo, hoàn toàn đã vượt qua, là lực lượng tầng thứ khác, đủ để xóa bỏ hết thảy thế gian. Một khi trưởng phong rơi xuống sẽ giống như gió thổi ánh nến, đánh tan xác những năng lượng thể kia. Sắc mặt đại hắc và cầu long đều nhìn lên trời với vẻ mặt trăng nghiêm, cơ bắp toàn thân được duỗi thẳng, cơ thể như chịu một sức nặng vô tận khiến mặt đất lún xuống từng lớp một. Quần cộc hộ thể, mai rùa hộ thể, bọn họ cùng lúc gầm lên dữ dội cẩu long giơ tay hất lên một chiếc mai rùa màu xanh biếc theo đó phóng lớn như là lá chắn che trời bảo vệ ở trên đỉnh đầu của mọi người trên mông đại hắc quần cộc ra kia đột nhiên phát ra trận ánh sáng đen sau đó rời khỏi cái mông của đại hắc gió lạnh tuôn trào phồng lớn thật nhanh sau đó thì đặt trên mai rùa cả hai chồng lên nhau đột nhiên trở thành một cái mai rùa màu xanh lá cây với quần da phát ra ánh sáng xanh đen lúc này công kích của đại đạo trí tôn vừa đúng rơi ầm ầm xuống ầm ầm cả không gian đều giống như lập tức bị đánh rách tả tơi tuy nhiên thế mà lại bị cái mai rùa kia ngăn cản lại trí tôn cổ tộc nhíu mày lại khẽ hư một tiếng a à, đây là mai rùa gì cái quần cộc ra này là từ đâu mà ra thực sự rất không tầm thường xem ra đúng như lời cổ chiến nói một tồn tại bí ẩn được sinh ra trong thần vực biến số đám người này là biến số tuyệt đối không thể giữ lại cùng ta tay ba tên trí tôn của cổ tộc lộ ra sát cơ mãnh liệt bọn họ đều là hạng người sát phạt quyết đoán xuất thủ không lưu tình một chút nào lập tức lựa chọn liên thủ với nhau bọn họ cùng nhau giơ tay lên và chỉ tay về phía cái mai rùa kia rầm rầm vào lúc này ba cỗ lực lượng khác biệt buông xuống trên mai rùa hình thành ba cỗ lực lượng chấn áp cùng nhau áp chế mai rùa khiến cho mai rùa rung động cạch một tiếng văng giòn vang lên mai rùa thế mà xuất hiện vết nứt tê lạp sau đó quần cộc ra cũng đột nhiên bị xé rách một lỗ lớn Đại Hắc đau lòng một trận, nó thế nhưng là rất thích cái quần cộc ra này. Đây chính là ba cái năng lượng thể đại đạo trí tôn A, quá cường đại, căn bản không có khả năng ngăn cản. Các vị, các ngươi đi nhanh đi, chúng ta dù sao cũng là năng lượng thể, không có chút giá trị, chết thì chết. Thi triển ra mọi thủ đoạn mau chạy đi, xin nhờ. Năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn lo lắng thì nhau mở miệng. Đám người quân quân đạo nhân thì cùng nhau nhìn về phía cầu long, bên trong đôi mắt đều bốc lên ánh sáng, quân quân đạo nhân mong chờ hỏi cẩu long có biện pháp gì không có cái nổi biện pháp ấy các ngươi cho rằng ta là vạn năng sao cẩu long đưa mắt hắn một lần lại một lần chọn lấy đồ vật mà mình mang theo trên người cuối cùng nói đây chính là ba tên đại đạo trí tôn ta liều mạng cái phân thân này đoán chừng có thể kéo dài một chút thời gian tới lúc đó các ngươi nhanh chóng nhân cơ hội này mà chạy đi long nhi thì rơi lệ nức nở nói thế nhưng là nếu như chúng ta chạy bọn họ làm sao bây giờ nàng ta không đành lòng nhìn vào cảnh tượng năng lượng thể sinh linh hỗn độn bị xóa bỏ đứa nhỏ ngốc chúng ta chỉ là tồn tại đặc thù được hình thành bên trong chiến trường viễn cổ căn bản không tính là sinh mệnh ngươi đừng có gánh vác gì cả đúng vậy a à, các ngươi mới là hy vọng để chúng ta tử chiến với cổ tộc chính là kết cục tốt nhất đi nhanh lên đi nếu như các ngươi bị làm sao chúng ta mới là những kẻ chết mà không nhắm được mắt năng lượng thể sinh linh trong hỗn độn mở miệng thuyết phục đã làm tốt chuẩn bị liều chết đánh cược một lần nói khoác mà không biết ngượng, ai cũng không đi được. Chết đi. Chí tôn cổ tộc cười lạnh liên tục, đột nhiên giơ tay năm ngón tay siết chặt vào nhau. Một cái bóng mờ hình bàn tay rất lớn hiển hiện lên, lập tức túm chặt lấy mai rùa vào trong lòng bàn tay, muốn cùng một lúc bóp nát cái mai rùa tính cả mọi người trong đó. Người của cổ tộc còn chưa ngỏm củ tỏi sao? Một giọng nói biển ảo khôn lường đột nhiên vang lên, truyền vào trong tay mỗi người một cách rõ ràng, ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó, khiến cho thời không cũng bởi vậy mà trở nên yên tĩnh ngước mắt nhìn lên đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra từ bên trong con sông lớn vô biên kia chân trần dẫm ở trên mặt sông trôi nổi cất bước đi tới trong tay nàng một ngọn cờ lớn màu đen đang tung bay trong gió giống như có thể ngang qua thiên địa linh chủ là linh chủ tất cả mọi người lên tiếng kinh hô sinh linh hỗn độn kích động cổ tộc thì kinh hãi linh chủ vẫn được bao phủ trong một lớp ánh sáng thánh khiết dáng người như ngọc khí tức như cầu vồng ánh mắt nhìn về phía mọi người sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung hỗn độn kỳ trong tay. Một cái chớp mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng đại đạo hiển hiện lên, buông xuống toàn thân mọi người, nghiền nát cái bóng mờ hình bàn tay kia, hỗ trợ mọi người thoát khốn. Chí tôn cổ tộc không để ý tới, mà là nhìn chòng chọc vào linh chủ, trầm giọng nói, linh chủ, làm sao ngươi lại có thể đi ra khỏi chỗ sâu trong con sông lớn này, con sông này đến tột cùng là gì? Linh chủ mở miệng, ngươi không có tư cách để biết. Ha ha, ngươi chẳng qua chỉ còn lại một sợi tàn hồn, còn dám ngông cuồng tự cao tự đại như vậy không biết sống chết ba tên trí tôn của cổ tộc cùng nhau cất bước đi ra chạy về phía linh chủ muốn vây quanh nàng nhất nghiệm tịch diệt thương khung nhất chỉ hoành xuyên tuế nguyệt sống vô địch chết cũng vô địch bên trong không trung lại có thêm một giọng nói lạnh lùng vang lên dẫn tới thiên địa cộng hưởng pháp tắc cuộn trào sau đó một cái quan tài bằng đồng thế mà từ đằng xa bay tới trôi nổi ở giữa thiên địa một cỗ khí tức kinh khủng tỏa ra từ trong quan tài đồng này chấn áp trời xanh nắp quan tài bằng đồng mở ra, một thân ảnh cao to đi ra từ trong đó, đây là một cỗ thân thể khô quắt, da như áo giáp vàng và như mọc thêm ra một lớp vảy bên ngoài, tóc rối tung rối mù, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Trên người hắn ngoại trừ tỏa ra uy thế để cho người ta khó mà nhìn gần, càng là tỏa ra thi khí ngập trời. Quân quân đạo nhân lập tức giật mình, là nó, làm sao nó lại tới đây? Đây chính là quan tài bằng đồng ở bên trong cản thi giới, mà bên trong quan tài bằng đồng này thì là thi thể đại đạo trí tôn năm đó nghĩ lại cảnh tượng gặp phải lúc ở bên trong cản thi giới, quân quân đạo nhân vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nữ oa tràn đầy thổn thức nói, xem ra chắc là bị khí tức của trí tôn cổ tộc nơi này thu hút tới, hắn tung hoành ở đại kiếp trước đó, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, bây giờ xem như được luyện chế thành thi thể, nhưng khi cảm ứng được khí tức của trí tôn cổ tộc, nó vẫn sẽ chạy tới để mà nghênh chiến. Tiêu thừa phong cảm khái nói, giống như đông đảo năng lượng thể sinh linh hỗn độn trong chiến trường viễn cổ này, chiến đấu với cổ tộc như thể đã được khắc vào trên nguyên thần của bọn họ rồi. Tu sĩ chúng ta cũng đều như thế mà thôi, sinh ra trong thiên địa, tiếc gì một trận chiến. Dương Tiễn nói ra lời bội phục từ đáy lòng, bọn họ đều là anh hùng trong hỗn độn, là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng thi thể kia, người cổ tộc ở nơi nào, ta lại cảm nhận được cỗ khí tức chán ghét kia. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng ở trên người ba tên trí tôn cổ tộc, chính là các ngươi, a, à, chết đi cho ta, hắn không lằng nhằng lập tức đánh về phía ba tên trí tôn cổ tộc kia vỗ ra một trưởng lập tức khiến không gian ngừng lại che lại tinh thần nhật nguyệt khiến trí tôn cổ tộc căn bản không còn cách né tránh ha ha vương tôn được mệnh danh là trí tôn bất khả chiến bại thế mà lại biến thành kẻ sống không ra sống chết chẳng ra chết quả thực để cho người ta cười tới dụng cả cái răng cửa trí tôn cổ tộc cười mỉa mai một tiếng đôi mắt ngưng lại đưa tay nghênh kích là vương tôn vĩnh viễn bất bại vương tôn cũng tới thuộc hạ tham kiến linh chủ, tham kiến vương tôn. Trải qua năm tháng vạn cổ, chúng ta lại có thể còn có cơ hội kề vai chiến đấu cùng bọn họ. Ô ô ô, chiến chiến chiến. Chúng ta được cứu rồi, trí tôn cổ tộc thì tính là cái thứ gì, theo ta giết. Đây là sự tiếp nối của cuộc đại chiến kéo dài từ năm tháng vạn cổ trước đó. Các huynh đệ, sông lên. Đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn bị kích thích như thể phế thuốc, khí thế đột nhiên dâng cao tới cực điểm, theo sát linh chủ và vương tôn sông về phía trước truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé sau những năm tháng vạn cổ trên cùng một chiến trường một trận chiến khủng khiếp đã nổ ra ba tên năng lượng thể trí tôn của cổ tộc hiển nhiên là quen biết với linh chủ và vương tôn trạng thái của bọn họ bây giờ tuy rằng không bằng trước đó nhưng ở trong nhất cử nhất động vẫn có đại đạo lưu chuyển ẩn chứa uy lực còn sót lại của đại đạo trí tôn hoàn toàn không phải đại năng cảnh giới thiên đạo có thể so sánh linh chủ dơ bàn tay ngọc mảnh mai lên ngàn vạn ánh sáng hội tụ ở trên đầu ngón tay mở miệng nói với giọng nói biến ảo khôn lường mang theo vẻ uy nghiêm càn khôn tịch diệt đại đạo vô tận như đạt được hiệu lệnh biến thành những sợi tơ đại đạo vô tận mỗi một sợi đều đủ để hủy thiên diệt địa mở lại thế giới sợi tơ lưu chuyển khí tức kinh khủng tràn ra để mọi thứ quy về tịch diệt so với lần trước thực lực lần này của linh chủ rõ ràng là mạnh hơn thần thông thi triển cũng không có cảm giác mờ mịt trong lúc đưa tay cũng hiện ra vẻ tràn đầy uy nghiêm. Một tên năng lượng thể của cổ tộc hừ lạnh một tiếng, đưa tay đấm vào không trung, quát khẽ, "Chấp trưởng âm dương." Trong chớp mắt, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, chỉ khẽ nắm một cái đã nắm lấy những sợi tơ đại đạo kia, muốn bóp nát thần thông của linh chủ. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, từ năm tháng vạn cổ trước đó tới nay, hiếm thấy có một cuộc chiến đại đạo chí tôn giao thủ với nhau. Trên trời cao, đại đạo vốn vô hình lại xuyên qua thiên địa tạo thành dòng chảy hỗn loạn của đại đạo hóa thành hàng loạt các dị tượng đáng sợ khiến cho mảnh không trung giao thủ kia nhìn thâm thúy như biển xanh tuy rằng nhìn như không có chút rung động nào nhưng một khi tới gần thì chắc chắn sẽ bị dòng chảy hỗn loạn này quấy thành bột mịn vương tôn và linh chủ lấy hai đối ba vậy mà cũng không rơi vào hạ phong cương thi vương tôn gào thét điên cuồng một quyền tùy ý là có thể trấn vỡ pháp tắc linh chủ dáng người yểu điệu ở trong lúc đưa tay nhấc chân đều không lộ ra vẻ bối rối lực lượng hào hùng kéo dài một tên chỉ còn lại thi thể, một tên chỉ còn lại một sợi tàn hồn, đã bước vào chiến trường này một lần nữa, vậy thì để cho nơi này trở thành mồ chôn của các ngươi đi. Đột nhiên, một tên năng lượng thể trí tôn cổ tộc lên tiếng gào thét. Hắn nói với cổ chiến, ném vệ thiên thần tượng ra. Tuân mệnh tiền bối. Cổ chiến không nói hai lời, đã ném vệ thiên thần tượng lên trên cao. Thứ mà trí tôn muốn, không ai có thể ngăn cản, theo trí tôn cổ tộc vung tay lên. Phệ thiên thần tượng lập tức trôi nổi ở trước mặt trí tôn cổ tộc, bộc phát ra một vầng sáng đen sâu thẳm, giống như hung thú thức tỉnh, muốn thôn phệ mọi thứ trên thế gian. Ba tên trí tôn cổ tộc cùng nhau rót pháp lực vào trong vệ thiên thần tượng, trong một chớp mắt, thần tượng thế mà bắt đầu nở lớn lên. Nở lớn lên rất nhanh. Đây là một bức tượng cổ quái, cái miệng há to đã chiếm cứ 2 phần 3 cả bức tượng, bởi vì quá mức bắt mắt, đến mức dáng vẻ của nó cũng không người để ý tới. Ở dưới sự vận chuyển của trí tôn cổ tộc, đảo mắt qua đi, bức tượng này đã vượt qua 10 mét, trăm mét, ngàn mét nó trôi nổi ở trong không trung, miệng há ra, ngẩng đầu nhìn lại thật giống như trời xanh há hốc miệng ra, khiến cho người ta sợ hãi. Ao ao ao, uy áp kinh khủng hình thành gió dữ dội, tàn phá bừa bãi. Lúc này phệ thiên thần tượng chính là người thôn thiên. Miệng của nó ngậm toàn bộ chiến trường viễn cổ, như muốn nuốt chừng toàn bộ chiến trường này. Vô số sợi tơ phun ra từ trong miệng nó, vọt bắn vào trên thân tất cả mọi người. Đây là sợi tơ đại đạo, ẩn chứa lực lượng không thể chống lại mà ngay cả linh chủ và vương tôn cũng không thể tránh né mà bị sợi tơ quấn lên. A, à, lại bắt đầu, nó đang hút lực lượng của chúng ta. Phệ Thiên Thần Tượng của cổ tộc đến cùng là cái gì? Có phải là thánh khí của toàn bộ cổ tộc bọn hắn không? Mỗi lần đại kiếp, bọn hắn đều mang theo Phệ Thiên Thần Tượng này tới, thôn vệ rất nhiều lực lượng. Đáng ghét a, à, căn bản không áp chế nổi lực lượng của mình. Năng lượng thể sinh linh hỗn độn tràn đầy kiêng kỵ đối với Phệ Thiên Thần Tượng trong đại kiếp năm đó người bị thua thiệt trên thần tượng này có không ít khuôn mặt nhỏ nhắn của nhiếp nhiếp ngưng tụ lại vừa tò mò vừa nghiêm túc toàn lực vận chuyển công pháp lạnh lùng nói đến so lực hút một lần xem thôn thiên ma công của ta con mắt của nàng dần dần trở nên thâm thúy biến thành vòng xoáy màu đen tay nhỏ giơ lên chủ động đi bắt những sợi tơ kia long nhi mở miệng hỏi nhiếp nhiếp tỷ tỷ sau rồi nhiếp nhiếp mở miệng nói còn được lực lượng của ta phệ thiên thần tượng hút không nổi đáng tiếc lực lượng của ta bây giờ không sánh bằng bọn họ, tuy nhiên, nếu ta ngang cấp với bọn hắn, bọn hắn không thể hút ta. Long Nhi cười nói, hi hi, vệ thiên thần tượng giống như cũng không hút được lực lượng của ta. Cẩu Long mở miệng nói, không cần ngạc nhiên, lực lượng trong cơ thể của các ngươi sớm đã phát sinh biến chất, không phải năng lượng bình thường có thể so sánh, nó hút được mới là lạ. Đại Hắc mặc dù bận nhưng vẫn ung um dung đứng ở nơi đó, hoàn toàn không để ý tới sức hút nhách miệng nói, đúng vậy, lực lượng của chúng ta thế nhưng là chủ nhân ban cho, trong cơ thể ẩn giấu vô số khả năng, làm sao có thể bị hút đi dễ dàng như vậy. Bọn họ đi theo lý niệm phàm, ăn uống đều là những thứ siêu thoát thiên địa, thậm chí còn ẩn chứa khí thức đại đạo, bình thường tập yoga và các bài tập thể dục, đều đã tích lũy được quá nhiều lực lượng đáng sợ. Về phần sức nặng của lực lượng mà nói là hoàn toàn nặng, ai có thể hút được. Tiêu thừa phong lo lắng tới độ sắp khóc, Trời ơi, cẩu đại gia, cẩu long, các ngươi đừng chỉ đứng xem kịch a, à, có thể tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp một chút đi. Nó hút không được các ngươi nhưng lại là đang hút chúng ta. Cảm thấy lực lượng của mình đang ngày càng giảm sút, loại trạng thái này đối với hắn loại người thích trang bức mà nói vậy thì quá thống khổ. Cự linh thần cũng là hét lên, đúng vậy a, à, nhanh cứu lấy sinh mạng của chúng ta. Lúc này, ánh mắt linh chủ đột nhiên rơi vào trên người mọi người, đồng thời giọng nói truyền tới, mượn, sô cô la để ăn. Đám người quân quân đạo nhân lập tức chấn động tinh thần, đúng a, à, thực lực của bọn hắn không đủ, có thể trợ giúp linh chủ. Chỉ cần để linh chủ mạnh lên thì như vậy tự nhiên có thể đánh lui cổ tộc. Xem ra linh chủ vẫn còn nhớ tới sô cô la trước đó, thật còn nhớ kỹ trong lòng. Linh chủ tỷ tỷ, ta có sô cô la." Long Nhi ngoan ngoãn nói, sau đó thì lập tức ném sô cô la về phía linh chủ. Nàng ta cảm thấy chưa đủ, rứt khoát ném những thứ ăn được mang theo trên người cùng ném về phía linh chủ quả táo, quýt, trứng gà, sữa bò, mật ong. Số lượng không nhiều, nhưng chủng loại phong phú, đều là nàng ta tham ăn mà mang theo. Linh chủ tỷ tỷ, ngoại trừ sô-cô-la, những thứ khác cũng đều rất không tệ, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Nhìn vào những thứ bay múa đầy trời kia, tất cả mọi người chấn kinh, thậm chí còn cho rằng mình bị hoang tưởng, mọi thứ trước mắt đều chỉ là ảo giác. Đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn lập tức bùng nổ. Trứng gà thật là khủng khiếp, mượt mà bóng loáng, linh vận nội liễm, đây chắc chắn là quả trứng hoàn mỹ nhất từ trước tới nay mà phượng tộc đẻ ra. Sữa bò kia đến tột cùng là từ đâu mà có? Ngưu tộc ta lúc nào sinh ra được thần ngưu như thế? Vậy mà có thể sản xuất ra thần sữa bực này? Có thể sản xuất ra mật ong nghịch thiên cỡ này thì chắc chắn là dị trùng đỉnh phong nhất hỗn độn. Quả thực chưa từng nghe thấy. Tiểu nữ oa này bản thân không chỉ là thiên tài đệ nhất long tộc, đằng sau nàng còn có một đám siêu cấp thiên tài thuộc các chủng tộc trong hỗn độn. Đáng sợ đến cực điểm, kinh khủng như vậy về phần bên cổ tộc cũng đều sợ ngây người nàng ta sao có thể có được nhiều hỗn độn linh căn như vậy những thứ này đều là trí bảo nàng ta lấy được từ chỗ nào bí mật lớn sau lưng bọn hắn quả nhiên có bí mật to lớn đáng sợ trong hỗn độn ẩn giấu đi đại khủng bố nhanh ngăn cản bọn họ ba tên trí tôn cổ tộc đỏ bừng con mắt cùng lúc xuất thủ chỉ có điều trung quy vẫn là chậm một bước linh chủ đã ăn sô cô la nàng ta lần trước nghe nói về chuyện cao nhân đằng sau đám người kia cho nên bây giờ cũng không thất thần là bao tranh thủ còn để cho vương tôn cũng ăn một chút không nghĩ tới lần trước là mượn nhờ sô cô la của vị cao nhân này mà lật được bàn lần này thế mà vẫn như thế sau một cái chớp mắt khí thế trên người của linh chủ và vương tôn tăng lên một bậc lập tức vượt trên ba tên trí tôn cổ tộc uy áp kinh khủng ngập đầu để trí tôn cổ tộc đều chấn động tới ngạt thở trí tôn cổ tộc hét lớn nhanh ra tay chấn áp bọn họ bọn họ vận chuyển tất cả lực lượng với ý đồ dùng vệ thiên thần tượng chấn áp Tuy nhiên, linh lực của linh chủ sông lên trời, hai tay nắm lấy hỗn độn kỳ, đột nhiên vung lên. Lực lượng kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, dẫn tới trời long đất lở, phệ thiên thần tượng kia lập tức nứt ra. Theo linh chủ lại vung thêm lần nữa, phệ thiên thần tượng vỡ nát, biến thành bột mịn tiêu tán đi. Thi thể vương tôn bước nhanh lao tới, cổ tộc, chết. Hắn đấm ra một quyền đối với một tên trí tôn cổ tộc, hủy diệt đại đạo hóa thành dòng lũ, bao trùm lên trên người tên trí tôn cổ tộc kia trí tôn cổ tộc hét lớn một tiếng thi triển thần thông ngăn cản chỉ có điều đều bị dập tắt a à, không. theo một tiếng hét thảm thiết vang lên năng lượng thể trí tôn cổ tộc lập tức bị yên diệt tiêu tán đi hai tên trí tôn cổ tộc còn lại đều là tràn đầy hoảng sợ đã không còn ham muốn chiến đấu muốn chạy trốn tuy nhiên linh chủ vung cờ lên lần thứ ba không trung cuộn trào lên từng đợt gợn sóng lan tràn về phía hai tên trí tôn cổ tộc kia mà đi ở dưới tiếng hò hét không cam lòng của bọn hắn đã tiêu diệt bọn hắn đi. Chết rồi, trí tôn cổ tộc ta thế mà chết rồi. Không, làm sao có thể như vậy? Đám năng lượng thể cổ tộc rơi vào tuyệt vọng, kết cục đã định ra. Về phần thần long nhất tộc thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn chúng thế mà từ bên chiến thắng đi đầu nhập vào bên thất bại, trên đời này còn có chuyện nào còn bi thảm hơn so với chuyện này. Hơn nữa, vừa rồi bọn chúng cũng nhìn thấy những thứ mà Long Nhi ném ra, hối hận tới tâm can đều có quắp. Trước đó có một tên nhà giàu siêu cấp đứng ở, Trước mặt ta ta không có đi quý trọng, thế mà còn quay sang trở thành kẻ địch. Lão giả thầm long nhất tộc lập tức nhào xuống dưới chân long nhi, cầu xin tha thứ. Sai, chúng ta sai, cầu mong xem ở trên việc chúng ta đều là long tộc, tha mạng. Thần long nhất tộc cầu khẩn nói, xin long cô nương khai ân. Cầu long đứng ở một bên, mặc cho chính long nhi đi xử lý. Long nhi là long hoàng, lúc này thu liễm vẻ ngây thơ, rồi tỏa ra sự cao quý của hoàng giả, nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Tiểu nữ hoa không tệ, nên như vậy, lúc mọi người động thủ thì cẩn thận một chút, những thứ này đều là thịt rừng thượng hạng, vừa đúng có thể mang về làm quà cho cao nhân. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Một đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn tụ tập tới bên người Long Nhi, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào nàng ta. "Tiểu nữ oa, trứng gà vừa rồi là ngươi có được từ chỗ nào? Có phải là do phượng tộc sinh ra hay không? Còn sữa bò kia là bóp được từ trên vú con bò nào? Nàng ta làm sao lại để cho ngươi bóp?" Mọi người đều mồm năm miệng 10 không kịp chờ đợi muốn biết được đáp án. Long Nhi mở miệng nói, trứng ga tự nhiên là gà sinh, sữa bò là bóp được từ bò ở hậu viện, bọn chúng được nuôi, không phải là vì đẻ trứng sinh sữa sao? Cái gì? Trứng mà gà bình thường đẻ thì sao có thể đánh đồng với trứng này? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Ra là vũ nhục đối với phượng tộc ta. Vắt sữa từ bò sữa. Đây là chuyện phát dù nào vậy? Đây không phải là phung phí của trời sao? Đây chính là tương lai của ngưu tộc ta. À, à, à tức chết ta rồi. Làm sao lại thấp kém như thế, bọn chúng chắc chắn là bị ép buộc. Bọn họ đều bị tức đả thương. Long Nhi chớp chớp mắt một cái, mở miệng nói, "Không biết a, à, bọn chúng đều tự nguyện, hơn nữa còn đang thi đấu với nhau xem ai có thể đẻ được nhiều hơn a, à, đều rất ra sức." Tất cả mọi người choáng váng, khó có thể tin mà nhìn vào Long Nhi, "Điều này sao có thể?" Long Nhi cười nói, "Sở dĩ bọn chúng có thể trưởng thành tới một bước này, đều là ca ca ban cho." Hơn nữa ngày nào cũng có hỗn độn linh quả ăn không hết còn có mùi vị rất ngon, làm sao lại không muốn. Trước kia ta chắc chắn không có huyết mạch thần long hỗn độn, là ở sau khi ở bên cạnh ca ca mới có. Ca tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tam quan lập tức nổ tung tới vỡ nát, thậm chí còn tưởng rằng mình đang được nghe kể chuyện thần thoại xưa, nghìn lẻ một đêm. Huyết mạch cao cấp nhất trong hỗn độn, có thể được người sáng tạo ra tùy tiện tới vậy sao? Sở dĩ sáng tạo ra huyết mạch nghịch thiên như thế, chỉ là để cho bọn chúng đẻ trứng sinh sữa sao cao nhân ca ca người chắc chắn là một vị cao nhân quái dị mọi người đều choáng váng long nhi nhíu mày một cái nói các ngươi vừa rồi có vẻ rất có ý kiến về việc mà ca ca ta đã làm mọi người cả kinh sợ hãi dọa đến đều nhảy dựng lên vội vàng lắc đầu nói không phải a à, ta không có chớ có nói lung tung long nhi cô nương người thế nhưng nhất định phải bảo đám ga kia đẻ trứng cho thật tốt không được làm mất đi thể diện của phượng tộc ở trước mặt cao nhân cũng xin phiền phức chuyển cáo cho bò sữa sinh sữa, sữa tranh thủ tạo ra thơm ngon hơn nữa, ngưu tộc chúng ta lấy nó làm vinh quang. Năng lượng thể cự long lại gần hỏi, "Tiểu nữ oa, vậy ngươi thế nhưng là có sở trường đặc biệt gì?" Nó lo lắng, chủng tộc người ta không phải biết đẻ trứng thì biết sinh sữa, sợ long tộc bị làm hạ thấp. Long nhi nói, "Ta trồng trọt giúp ca ca a, à, cày đất tưới nước ta thế nhưng là chuyên nghiệp." "Vậy là tốt rồi." Năng lượng thể cự long thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì hơi lúng túng nói, tiểu nữ oa lễ vật mà ta nói muốn tặng ngươi bây giờ xem ra khả năng là có hơn mộc mạc một chút còn xin không nên ghét bỏ buồn cười bọn chúng còn muốn mang tới một niềm vui bất ngờ cho long nhi bây giờ thấy long nhi xuất thủ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ hóa ra chúng ta mới là những kẻ nghèo khó long nhi hỏi là lễ vật gì a à? đám năng lượng thể đưa mắt nhìn nhau trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định không hẹn mà cùng năng lượng trên người bọn chúng bắt đầu vạn vẹo tràn lan ra hội tụ vào một điểm ở trên không trung đám người quân quân đạo nhân giật mình ngươi các ngươi long nhi cũng ý thức được cái gì vội vàng khóc thút thít nói ta từ bỏ lễ vật các ngươi mau dừng lại đi không nên thương tâm chúng ta vốn là chiến ý của vô số sinh linh hỗn độn chết đi trong chiến trường kết hợp với linh khí ngưng tụ mà thành có thể làm ra một phần cống hiến cuối cùng cho hỗn độn thì mới chính là kết cục tốt nhất của chúng ta đây là một chút tâm ý nho nhỏ mà chúng ta cho hậu bối chỉ hy vọng có chỗ trợ giúp đối với các ngươi dần dần thân ảnh của bọn chúng tất cả đều nhạt đi năng lượng hội tụ ở trong không trung càng ngày càng sáng cuối cùng biến thành một quả cầu màu đỏ rực lửa hình dạng của quả cầu có chút kỳ quái lớp da lồi lõm giống như vảy của một con long long nhi xoa xoa nước mắt mắt trợn tròn nói a à, cái này thế mà giống như là quả chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio lập tức nước mắt long nhi ngừng chảy không còn khóc đồng thời còn nhảy cẫng lên nói vừa đúng mang cho kakata ca ca ăn đám năng lượng thể sinh linh hỗn độn kia nếu như là biết được ý định này của nàng thì chỉ sợ sẽ lập tức hộc máu chết tươi có thể đừng có phũ phàng như vậy được hay không nước mắt vừa rồi của ngươi là giả sao hàng động của chúng ta thế nhưng bị tráng như vậy cuối cùng chỉ đổi được một câu mang cho ca ca ngươi ăn thôi sao đám người quân quân đạo nhân cũng đi tới đôi mắt đều trong suốt kích động nói đúng là trái cây a à, quá tốt rồi mang về cho cao nhân cao nhân chắc chắn sẽ thích cũng chưa chắc là quả, tóm lại mang về cho cao nhân xem một chút đi, chuyến đi này của chúng ta quả nhiên là chuyến đi không tệ a. À. Long Nhi cất trái cây này lại một cách cẩn thận. Sau đó, mọi người cùng lúc nhìn về phía Linh chủ và Vương Tôn, vẻ mặt không thể không nghiêm túc lên, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt, hai cỗ khí lưu đan sen trong không trung, hai bên áp chế Linh chủ và Vương Tôn thế mà đang đối đầu với nhau. Linh chủ lạnh lùng mở miệng nói, sâu trong con sông lớn kia có đáp án mà ngươi muốn. Vương Tôn khẽ gật đầu, sau đó bước ra một bước, lập tức bước trên không trung, đi về phía con sông, một khắc này, không gian giống như vặn vẹo để hắn chẳng mấy chốc đã biến khỏi tầm mắt mọi người. Long Nhi tò mò mở miệng hỏi, Linh chủ tỷ tỷ, con sông này đến tột cùng là gì? Linh chủ trả lời, con sông bình thường bồi đắp phù sa, mà con sông này bồi đắp lại chính là năm tháng, gọi là sông dài năm tháng. Sông dài năm tháng, con người của mọi người đều co rụt lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ không thể tin được, trên thế giới thế mà thật tồn tại sông dài năm tháng. Đây chẳng phải là nói, có thể du hành trở lại quá khứ, và thay đổi những điều hối tiếc đã làm trong quá khứ sao. Bước đi theo năm tháng, chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm. Hơi thở của bọn họ không tự chủ được mà trở nên rồn rập, đầu óc rối tung rối mù, không khống chế được cảm xúc. Lời nói của Linh chủ lại đánh thức bọn họ, đừng nghĩ, dựa vào các ngươi vẫn là chưa thể bước đi được ở bên trong sông dài năm tháng, bằng không sẽ rất dễ bị mất phương hướng ở trong đó. Quân Quân đạo nhân hít sâu một hơi mở miệng nói, "Linh chủ đại nhân, chúng ta chỉ là rung động quá mức mà thôi, không nghĩ tới Tuế Nguyệt Trường Hà thế mà lại ở chỗ này." Linh chủ lắc đầu, "Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không phải ở nơi này, chỉ là có người để nó xuất hiện ở nơi này." Nơi này trước kia thế nhưng là không có một con sông như vậy. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi hỏi, "Là ai thế mà lại có thể làm được như vậy?" Đôi mắt Linh chủ nhìn chằm chằm vào bọn họ, mang theo một chút kỳ dị thản nhiên nói nếu như ta đoán không nhầm thì chắc là cao nhân sau lưng các ngươi đúng làm sao mà ta không nghĩ tới ngoại trừ cao nhân ra thì ai còn có thể làm được như vậy thì ra là thế xem ra cao nhân sớm đã bố cục ở chiến trường viễn cổ này rồi quá cường đại không hồ là cao nhân sông dài năm tháng chẳng lẽ cao nhân chuẩn bị lật ngược quá khứ sao mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao ở trong suy nghĩ của bọn họ thì cao nhân là người mà không có chuyện gì là không thể làm được cả nữ oa mở miệng hỏi linh chủ đại nhân ngài thế nhưng có biết cao nhân đang có mưu tính gì hay không biết mưu tính của cao nhân thì mới có thể làm việc được tốt hơn cho cao nhân linh chủ không có lập tức trả lời mà làm mở miệng nói bản thân sông dài năm tháng đã là tồn tại phá vỡ càn khôn và âm dương sẽ không được hỗn độn tán thành bên trong chiến trường viễn cổ này yên tĩnh trong vô số năm tháng từ viễn cổ tới bây giờ sở dĩ có thể hình thành những năng lượng thể kia chính là bởi có sự tồn tại của sông dài năm tháng chịu đến ảnh xạ của năm tháng điều này quả thực tương đương với việc biến tướng của sự sống lại trong năm tháng mọi người mơ hồ phát giác được gì đó nhưng lại không dám đi nghĩ sâu hơn ta quay trở lại đây ban đầu là muốn tìm lại quá khứ bù đắp tàn hồn không trọn vẹn lại ngộ nhập vào sông dài năm tháng thấy được rất nhiều bí mật năm đó cuộc chiến trong đại kiếp trước đó sở dĩ thất bại là bởi vì có người động tay động chân ở bên trong sông dài năm tháng giọng điệu linh chủ thật sâu lộ ra vẻ ngưng trọng có một loại tồn tại nào đó muốn vượt qua sông dài năm tháng, loại bỏ trí tôn từ lúc còn nhỏ. Mọi người cùng lúc hút vào một ngụm khí lạnh, sau đó bên trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận. Vô sỉ. Đây quả thực là một thủ đoạn vô lại. Đây là muốn cắt đứt tận gốc con người ta, chắc chắn là do trí tôn của cổ tộc gây nên. Đánh không lại thì dùng thủ đoạn vô lại như vậy, còn biết xấu hổ hay không? Linh chủ tiến vào sông dài năm tháng, khôi phục không ít, cũng biết được càng nhiều, dừng lại một chút rồi nói, ta suy đoán, cao nhân đằng sau các ngươi kia là muốn tìm người ở bên trong sông dài năm tháng. ầm, um, một câu thật đơn giản nhưng lại để huyết khí mọi người dâng trào lên, một lời huyết khí gần như muốn phụt ra khỏi đỉnh đầu, da gà nổi lên khắp nơi. Tìm kiếm người bên trong sông dài năm tháng. Đây là khí phách bực nào, lại là mạnh bạo tới cỡ nào. Đơn cử một ví dụ đơn giản, cho dù là hồng hoang trước đây thần tiên trưởng khống tam giới, muốn phục sinh phàm nhân, vậy cũng phải thông qua địa phủ, không phải chuyện đơn giản mà là lúc này phóng lớn tam giới ra tới toàn bộ hỗn độn điều này đại biểu cái gì ngang giá tới tính toán một chút muốn phục sinh người trong hỗn độn thì chẳng khác nào phải trưởng khống hỗn độn hơn nữa tìm kiếm người trong sông dài năm tháng cũng không cần biết có phải đã hồn phi phách tán hay chưa xem như vượt qua thời không độ khó hệ số hiện lên cấp số nhân mà tăng lên quan trọng nhất là người mà cao nhân tìm kiếm thì có thể là người bình thường sao tám thành phải là trí tôn a sau khi đám người linh chủ tiêu hóa một lúc lại trao đổi tiếp, kết hợp với những gì các ngươi đã nói, các loại không tầm thương vây quanh bên người cao nhân, hỗn độn linh vật khắp nơi trên đất, dựng dục ra đông đảo huyết mạch hỗn độn, ta có lý do suy đoán, hắn chắc là đang phục sinh rất nhiều thần hồn trí tôn và hỗn độn linh, căn đã tuyệt tích trong hỗn độn. Tê quả nhiên là đang phục sinh trí tôn. Quân quân đạo nhân dung động nói, ý tứ của linh chủ đại nhân là những thực vật ở trong hậu viện của cao nhân kia, cùng những sinh linh đang nuôi kia, khả năng tất cả đều là trí tôn năm đó. Linh chủ gật đầu nói, không sai. Hơn nữa cao nhân còn không chỉ giới hạn trong đại kiếp trước đó, mà là trong năm tháng vô tận trước kia tới nay, tất cả trí tôn và linh căn đã bị hủy diệt trong vô số lần đại kiếp. Tê mọi người lại cùng nhau hít khí lạnh một lần nữa, cảm thấy đầu óc của mình như mắc chứng co giật. Không chỉ là ở một lần đại kiếp, mà là tất cả đại kiếp từ trước tới này, cái này con múa nó thực sự là có can đảm để nghĩ kinh khủng như vậy, nghe rùng rợn run rẩy tới tụt cả quần. Cẩu Long thì cả kinh nói, chẳng lẽ ta cũng là trí tôn chuyển thế? Thế nhưng ta dường như căn bản không có một chút ký ức nào về phương diện này a. À. Dựa theo loại suy đoán này, nó một mực được cao nhân nuôi dưỡng ở hồ nước tại hậu viện, lẽ ra cũng là một thành viên bên trong đám trí tôn đó mới đúng. Linh chủ thì nói, phục sinh không có nghĩa là đoạt xá, đây là một loại truyền thừa chiến hồn trí tôn, khả năng một chút thời gian nữa ngươi sẽ thức tỉnh ký ức quá khứ, cũng có thể là sẽ vĩnh viễn không thức tỉnh, tuyệt không đại biểu ngươi sẽ biến thành một người khác ở trong đó dính tới rất nhiều đại đạo không phải dăm ba câu có thể nói rõ hơn nữa đây là một loại cấm chế tuyệt đối vì hỗn độn có chỗ không tán thành chính như lần trước linh chủ có mấy lời căn bản không nói ra được lần này nếu không phải linh chủ khôi phục một chút thực lực thì cũng không nói ra được quân quân đạo nhân thì buồn bã mà nói ta hiện tại chỉ hiếu kỳ cầu long này nếu quả thật là trí tôn chuyển thế vậy cái phần truyền thừa chiến hồn này đến tột cùng là tới từ vị trí tôn nào trước kia chẳng lẽ là cầu trí tôn Cẩu Long nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, quá khen, trí tôn hay không trí tôn gì đó, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Quân quân đạo nhân thật không biết nói gì khác chỉ có thể hỏi, ngươi cảm thấy ta đây là đang khen ngươi sao? Cẩu Long ngạc nhiên nói, không phải vậy sao? Long Nhi chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi, linh chủ tỷ tỷ, vì cái gì mà ca ca lại hóa phàm? Nàng ta quan tâm nhất là chuyện này, dù sao lý niệm phàm có quan hệ mật thiết với nàng, nàng ta đang lo lắng điều không ổn gì đó xảy ra. Linh chủ trầm, ngâm một lát mở miệng nói hắn chắc là sinh tồn mọi người nghe xong thì yên lặng cảm thấy hoảng sợ trong lòng đây là lại được che giấu linh chủ bất đắc dĩ nói đây là nghịch thế mà đi bây giờ ta còn chưa thể nói ra được rõ ràng bằng không sẽ mất linh tóm lại các ngươi chắc chắn không được làm ảnh hưởng tới việc tu hành của hắn một khi xuất hiện sai sót hỗn độn thật không cứu nổi nhớ lấy nhớ lấy giọng nói của nàng rất là nghiêm túc để mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực nặng trĩu mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, thì nhau cam kết, chúng ta đã hiểu. Chỉ cần chúng ta còn một hơi thở, thì sẽ bảo vệ cẩn thận sự thanh tu của cao nhân. Linh chủ khẽ gật đầu, sau đó không có nhiều lời, nhấc chân bước vào trong sông dài năm tháng. Nàng ta cảm thấy trong sông dài năm tháng này có một loại nào đó rất quan trọng, với nàng đang kêu gọi nàng. Mọi người mặt hướng về sông dài năm tháng, nhìn vào nước sông dậy sóng, trong lòng không thể không dâng lên vô số suy nghĩ, bùi ngùi mãi không thôi. Loại cảm giác này, thật giống như người bình thường đứng ở bờ biển, cảm nhận được biển cả bao la và hào hùng tới cỡ nào, tâm hồn rung động. Cẩu Long thản nhiên nói, đi thôi, cần phải trở về. Ừm, chuẩn bị thịt rừng và trái cây kia thật kỹ càng, mang về phục mệnh với cao nhân. Đại Hắc thì nói, chờ một chút, để cho ta tìm một chút vật liệu ở chỗ này, trở về cầu chủ nhân vá lại cái quần cộc này của ta phát. Một lát sau, mọi người rời khỏi chiến trường viễn cổ đồng thời cùng nhau thi triển một số cấm chế che giấu đi vị trí của chiến trường lúc này mới đi thẳng về phía thần vực bên trong tứ hợp viện lý niệm phàm đang cùng bốn nữ tử đát kỷ chơi trò bịt mắt trốn tìm mới một giây vải che đi đôi mắt hắn ta đang sờ soạng sờ mó khắp nơi tìm kiếm nơi bốn nữ ẩn nấp trong sân công tử ở đây ta ở đây lý công tử tới tới là sẽ chạm vào ta ha ha hì hì ha ha đến a à, nhanh đến a à. ha ha ta bắt được ngươi Lý niệm phàm dùng sức chụp vào một cái phương hướng, chỉ cảm thấy chạm vào thấy cứng rắn, lạnh lẽo, lục lọi trên dưới một phen, cảm giác như là cục sắt. Giọng nói của tiểu bạch theo đó mà truyền ra, chủ nhân, ngươi sở soạn người ta như vậy, để người ta rất là xấu hổ à. Lý niệm phàm không thể không nói, đậu, tiểu bạch, ngươi qua đây xem náo nhật gì. Chủ nhân, ngươi như vậy để cho ta rất thương tâm à, thật ra thì ta cũng có thể là nữ nhân. Tiểu bạch chuyển hóa thành giọng nữ, mở miệng nói, ca ca, tới chơi à đậu xanh rau muống, tiểu bạch ngươi đủ rồi. Lý Niệm Phàm cảm thấy dạ dày sôi lên sùng súc, ngươi lại buồn nôn như vậy nữa, ta sẽ tắt nguồn của ngươi. Bị tiểu bạch quấy dày như vậy, trò chơi bịt mắt trốn tìm cũng đã chơi được một lúc, mọi người vừa đúng cũng chơi mệt rồi, cho nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Niệm Phàm phân phó nói, tiểu bạch, ép cho chúng ta mỗi người một cốc nước trái cây. Lúc này, giọng nói của Long Nhi và nhấp nhấp từ ngoài cửa truyền tới, ca ca, chúng ta trở về rồi. Lý Niệm Phàm lập tức cười nói, nhanh nhanh đi vào đi. Quân quân đạo nhân và nữ oa mang theo Long Nhi và Niếp nhếp tiến vào tứ hợp viện, hành lễ nói, bái kiến thánh quân đại nhân. Lúc này, bọn họ nhìn vào Lý Niệm Phàm, cảm nhận đều không giống, sự kính nể trong nội tâm gần như là nước sông cuồn cuộn muốn phun ra ngoài. Cao nhân thế nhưng là ngưng tụ sông dài năm tháng, với tìm kiếm người tồn tại trong năm tháng vạn cổ xa xôi, bố trí xuống đại cục vạn cổ, thần tượng trong thần tượng, bây giờ có thể lấy tư thái bình dị gần gũi như vậy ở chung với chúng ta, nghĩ thôi cũng đã làm người ta kích động tới muốn rơi lệ lý niệm phàm cười nói điều tới a à, chuyện như thế nào rồi đã giải quyết xong chưa long nhi gật đầu nói gặp một số lớn phiền phức cũng may cuối cùng đã làm xong tất cả còn có thu hoạch không nhỏ đây này lý niệm phàm lúc này mới để ý tới bọn họ thế mà kéo tới mười mấy thi thể thần long tất cả đều rất uy vũ mặc dù chết rồi nhưng long uy vẫn còn ở tất cả trông đều rất dũng mãnh lại là long màu bạc trắng loại long có dáng vẻ này rất hiếm gặp a à bề ngoài rất sang chảnh. Lý Niệm Phàm đánh giá một lúc, không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước miếng. Đây là lại có món ăn mới vào sổ sao, rất mong chờ à, không thể không nói. Càng là thịt rừng có vẻ ngoài đẹp mắt thì Lý Niệm Phàm càng muốn nếm thử. Long Nhi hừ hừ nói, những con long này đều là những con long hư đốn ở trong hỗn độn, còn muốn hại ta nha. Lý Niệm Phàm theo đó mà cả giận nói, lại có việc này. Vậy ca ca sẽ ăn bọn chúng tới báo thù cho ngươi hắn biết long nhi là nhận được một bị tiền bối nào đó của long tộc triệu hoán mà tới rất có thể có quan hệ với truyền thừa cũng ý thức được sẽ xuất hiện nguy hiểm những long này chắc chắn chính là muốn hại long nhi chết không có gì mà phải đáng tiếc cả ừm cảm ơn ca ca long nhi gật đầu long nhi lấy trái cây kia ra giống như hiến vật quý mở miệng nói đúng rồi ca ca ta còn mang về một thứ ngươi xem một chút xem có phải là trái cây hay không hỏa long quả Lý Niệm Phàm sững sờ, sau đó mừng rỡ. Không chuẩn bị trước, lại tới một loại trái cây, quả nhiên là quá vui mừng, tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ thật có thể thu đủ tất cả các loại trái cây tồn tại ở kiếp trước. Long Nhi cũng vui mừng, kích động hỏi, "Đây quả thật là trái cây?" Lý Niệm Phàm gật đầu, "Không sai, đúng là trái cây, thật sự cảm ơn các ngươi." Tiểu Bạch nhanh cầm dao tới, hắn phân phó, chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch cầm dao gọt trái cây tới đưa cho Lý Niệm Phàm long nhi lo lắng thầm nghĩ ca ca người chứ trực tiếp bổ ra như vậy sao không trồng sao có phải là không cách nào trồng hay không trái cây này chỉ có một trái lý niệm phàm cười ha ha nói ha ha nha đầu ngốc tự nhiên phải trồng tuy nhiên trước tiên cần phải ăn thì mới lấy được hạt giống dứt lời hắn dùng dao gọt trái cây bổ hỏa long quả ra làm hai phần thịt quả mùa trắng lộ ra giữa hai phần có vô số hạt màu đen lý niệm phàm giới thiệu nói a những thứ màu đen này chính là hạt giống chờ sau khi ta chọn xử lý một chút là có thể trồng, chờ sau này cây ăn quả mọc ra, cam đoan để ngươi ăn đủ. Long Nhi giật mình, sùng bái nói, hóa ra là như vậy, ca ca thật là lợi hại. đúng lúc này, Đại Hắc hấp tấp chạy tới bên chân Lý Niệm Phàm, dùng đầu chó trà sát lấy ống quần của Lý Niệm Phàm, đầu chó ngẩng lên bán vẻ đáng thương. Lý Niệm Phàm cúi đầu nhìn thì lập tức giật này cả mình, được rồi, quần cộc ra thế mà đã bị rách ra một cái lỗ lớn như vậy, Đại Hắc ngươi đây là chơi cái gì mà lại thành ra như vậy? đại hắc, để tất cả các loại da lông hắn vơ vét được ở trong chiến trường viễn cổ súng đất, vô cùng đáng thương nói với Lý Niệm Phàm, chủ nhân, quần cộc da có thể vá lại không? Yêu hô, đây là ngay cả vật liệu cũng chuẩn bị xong rồi sao, rất lanh trí. Lý Niệm Phàm mỉm cười xoa xoa cái đầu chó của nó, bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi, chờ bán vẻ nghe lời, lúc nữa ta sẽ vá lại cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé sau khi lý niệm phàm chọn lựa hạt của hỏa long quả thì cắt hỏa long quả thành mấy miếng nhỏ rồi chia cho mọi người ăn quả nhiên là mùi vị quen thuộc chỉ tiếc còn một số khuyết điểm nhỏ lý niệm phàm mở miệng nói kỹ thuật trồng hỏa long quả này chưa đủ tốt cảm giác như mùi vị và hương vị vẫn kém hơn một chút chờ ta trồng ra lứa mới các ngươi tự nhiên sẽ phát hiện ra sự khác biệt trong đó mọi người không nghi ngờ gì nữa đều cùng nhau gật đầu đối với lý niệm phàm bọn họ đương nhiên sẽ không còn lời gì để mà nói hơn nữa hỏa long quả này có sự tranh lệch không nhỏ đối với những loại hoa quả khác của lý niệm phàm dù sao đều là những năng lượng sinh linh hỗn độn kia ngưng tụ mà thành cấp bậc có hơi không theo kịp a à, năng lượng thể sinh linh hỗn độn cũng chỉ vậy mà thôi nhiều thịt long như vậy số lượng thật sự là quá lớn lý niệm phàm trầm ngâm một lát nghĩ tới vui một mình không bằng vui chung thuận tiện bán một cái nhân tình củng cố tình cảm với đông đảo hảo hữu cười nói nữ oa nương nương không bằng như vậy đi trong khoảng thời gian này ta sẽ làm thịt của những con long này thành thịt khô. Tới lúc đó, các ngươi tới lấy rồi chia cho một số người lâu rồi không gặp, ví dụ như Hạ Triều, Phật giáo ở Linh Sơn vân vân, tất cả mọi người đều là bạn cũ cùng nhau ăn. Nữ oa ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu nói, được rồi, Thánh quân đại nhân, ta thay mặt mọi người cảm ơn ngài. Những ngày sau đó, Lý Niệm Phàm ở trong tứ hợp viện bận rộn cả lên. Cần phải loại bỏ vảy cho 10 con thần long, sau đó thì lại rút gân lột ra, Xẻ thịt thành khối rồi làm thành thịt khô, số lượng công việc vẫn là không nhỏ. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm cảm thấy thổn thức một trận. Tứ hợp viện này của chính mình cảm giác giống như trở thành ló giết mổ long tộc A. Cái này làm bức cách lập tức đi lên. Nếu đặt ở kiếp trước, chính mình chỉ sợ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đi. Đây đều là long A, thật đúng là giống như nằm mơ. Bản thân mình chỉ là một kẻ phàm nhân mà có thể làm tới được một bước này. Tuyệt đối là một truyền kỳ, làm vẻ vang cho đông đảo người xuyên viện đều nói toàn thân long tộc đều là bảo bối. Vậy thì ta đây không thể lãng phí, những vảy này có thể dùng để làm quần áo, long huyết thử một chút làm thành thuốc tắm hoặc là nghiên cứu chế tạo phương pháp cất rượu mới, để long huyết tử trở thành hiện thực. Còn có gân long, đúng, làm thành cung tiễn đi, cấp bậc trang bị của chính mình không phải là lên tới rồi sao? Lý niệm phàm mừng thầm trong lòng, âm thầm lập mưu, tự giải trí tự mình vui. Đúng, ngoài đó ra còn phải vá lại quần cộc ra cho đại hắc, con chó này thật sự là không khiến người ta bớt lo a à, đã có cái lỗ ở sau mông của nó hay là vá một bức tranh đi ha ha lúc này bên trong linh sơn đại ma vương trên người khoác áo cà sa ngồi ở trung tâm một đám chọc đầu đang tiếp nhận lấy phật kinh tẩy lễ niệm kinh sám hối để chuộc tội cho những việc làm trong quá khứ của mình hắn nhìn vào những cái đầu bóng loáng ở xung quanh một mặt cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa nhận mệnh theo bước chân những hòa thượng này ai nhớ năm đó kẻ thù lớn nhất của ma tộc chính là phật giáo a à, la hầu ma thần thậm chí còn tiêu diệt phật giáo bây giờ chính mình lại rơi vào trong tay đám con lừa chọc này thật đáng buồn đáng tiếc a à, thôi thì cũng được cũng được đã đánh không lại vậy thì đành phải gia nhập vào bọn họ ở nơi này dù sao cũng tốt hơn so với ở bên ngoài cứ phải lo lắng đề phòng chỉ cần đi xung quanh kiếm sống là được rồi cùng một thời gian ở trên một viên tinh thần trong hỗn độn đây là một viên long tinh vô cùng to lớn có long uy vô tận cổ động, các cường giả của long tộc phân bố giải rác, tiếng giống rung động tinh thần. Chính là nơi ở của thần long nhất tộc. Tộc trưởng thần long nhất tộc có cặp sừng rồng màu bạc sáng trên đầu, sinh ra có song đồng long tộc, đang ngồi ở trên bảo tạo của long tộc, vô cùng uy nghiêm, khí tức cường đại phóng thích ra để cho đông đảo long tộc xưng thần. Bên trong đại điện, còn có 5 tên trưởng lão thần long nhất tộc, mỗi một tên sắc mặt đều ngưng trọng. Tộc trưởng thần long trầm giọng nói, Ba tên trưởng lão mà chúng ta phái đi ra còn chưa có tin tức gì sao? Bẩm tộc trưởng, không có. Một tên trưởng lão của Long tộc trả lời. Tuy nhiên đã để người đi điều tra, chẳng mấy chốc thì sẽ có kết quả. Ẩm, um, tộc trưởng Thần Long vỗ vào Long ỉ, quát lên, thật sự là phế vật. Lần trước các ngươi không phải còn lời thế son sắt tới báo tin vui, nói ba tên trưởng lão bắt được một Long nữ có huyết mạch Thần Long hỗn độn, là thiên tài có huyết mạch cao quý nhất Long tộc ta, chẳng mấy chốc là có thể mang về thành hôn với Hoàng tử sao? Chẳng lẽ các ngươi đang đùa với ta?" Giọng điệu hắn lạnh lùng, lộ vẻ không vui. Hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng lớn bấy nhiêu. Ban đầu hắn đã làm ra kế hoạch hôn lễ, nếu như Long nữ quả thực không tệ, người đứng ra kết hôn cũng có thể từ hoàng tử đổi thành gả cho chính mình. Còn tưởng rằng thần long nhất tộc sẽ quật khởi tới bước trước nay chưa từng có, đang ngồi chờ tin tức tốt a, à, tuyệt đối không nghĩ tới, từ sau lần truyền tin về trước đó, ba tên trưởng lão kia giống như chết rồi vậy, không còn chút tin tức nào. Chuyện này làm sao mà lại không để cho người ta tức giận cho được. Báo. Đúng lúc này, đệ tử thần long nhất tộc từ bên ngoài chạy băng băng mà tới, sắc mặt có hơi tái nhợt, kinh hoàng nói, "Chúng ta thông qua truy tung khí tức ba vị trưởng lão thì phát hiện, phát hiện." Tộc trưởng lạnh lùng nói, "Phát hiện cái gì? Nói mau." "Phát hiện khí tức của ba vị trưởng lão di động trong phạm vi rất lớn, hơn nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh, giống như không còn sinh cơ." Đệ tử kia đau buồn nói, "Bọn họ chết rồi." sắc mặt của đông đảo trưởng lão ở đây đều âm trầm tức giận không thôi thật can đảm đến cùng là ai là ai dám can đảm giết người của thần long nhất tộc ta phạm vi di động rất lớn chẳng lẽ còn vác cả thi thể thần long nhất tộc cho đi rồi không thể nhị đây quả thực chính là khiêu khích truy tung tới giết không tha giọng điệu bọn họ đều kiêu ngạo không ai bị nổi lộ ra sát phạt tộc trưởng thế nhưng là không có lên tiếng hít mắt ngồi ở trên long ỉ chờ tới khi mọi người bàn tán một lúc lúc này mới trầm giọng hỏi có biết khí tức của bọn hắn bây giờ xuất hiện ở đâu không tên đệ tử kia nói cuối cùng xác định là ở thần vực có điều chúng ta không dám đi vào điều tra còn có theo như ta được biết những long tộc khác trong hỗn độn đều không có người nào trở về tộc trưởng gật đầu nói dựa vào tin tức do ba tên trưởng lão kia truyền về trước đó người có huyết mạch thần long hỗn độn là tới từ thần vực phải không xem ra địa vị không đơn giản lần này long tộc chúng ta đều nghe theo một lời hô hoán mới có thể tiến vào trong chiến trường viễn cổ cũng chỉ có long tộc ở thần vực là còn sống dừng một chút hắn tiếp tục nói đi liên hệ với những long tộc khác ở bên trong hỗn độn nói rằng truyền thừa trong chiến trường viễn cổ đã bị thần vực đoạt được hơn nữa còn hại chết đi tất cả long tộc thần long nhất tộc ta nguyện ý dẫn theo bọn họ tiến tới đòi một cái công đạo tuân mệnh đệ tử thần long nhất tộc kia lập tức lĩnh mệnh rời đi sau đó rất nhiều long tộc trong hỗn độn đều được thông chi của thần long nhất tộc lẽ nào lại như vậy giết tộc nhân ta long mã nhất tộc ta nhất định phải đi đòi cái công đạo truyền thừa bên trong chiến trường viễn cổ đến tột cùng là cái gì chắc chắn là rất quan trọng đi đoạt tới thần vực sao vừa đúng đi xem một chút long tộc ta cùng nhau săn bằng thần vực long tộc bên trong thần vực xem ra là mặt hàng trôi nổi chúng ta mới là long tộc chính thống đã có thần long nhất tộc dẫn đầu long tộc ta chắc chắn có thể tung hoành hỗn độn hoành tráng không chê vào đâu được. Lập tức, đông đảo long tộc thi nhau hưởng ứng, bắt đầu xúc tích lực lượng, khiến cho một mạch nước, ngầm đang cuộn trào trong hỗn độn, chỉ thẳng về phía thần vực. Đảo mắt, khoảng thời gian 5 ngày đã lặng yên mà qua. Lý niệm phàm làm thịt khô cũng đã hoàn thành, gọi thiên cung tới chuyển thịt khô cho đông đảo bằng hữu. Danh sách đương nhiên cũng không thể thiếu thiên cung. Cùng ngày, thiên cung cử hành một lần hội bàn đào thịt khô cỡ nhỏ, mọi người cùng nhau nhấm nháp thịt khô do cao nhân làm bên trong lần hội này hưng phân nhất muốn thuộc về kỳ lân nhất tộc từng cái miệng đều muốn cười tới toe toét dù sao bọn chúng và long tộc vốn là sinh ra đã không hợp nhau đây chính là long trong hỗn độn sao không hổ là thần long nhất tộc chỉ từ chất thịt này tới xem long tộc này thật ghê gớm đúng vậy a à, nghĩ tới kỳ lân nhất tộc ta cùng với long tộc trước kia thế nhưng là kẻ địch của nhau bây giờ ăn thịt long trong hỗn độn cảm thấy chính là thoải mái ha ha lăn lộn theo cao nhân vẫn là tốt Đúng, thật là thơm. Bên trong khổ tình tông, Tần Trọng Sơn mang theo một bó thịt khô, mặt mo cũng cười nở thành hoa, bên người đi theo hai tỷ đệ Tần Vân đều đang liên tục nuốt nước bọt. Cao nhân làm thịt khô thế mà có thể nghĩ tới chúng ta, thật sự là chuyện vô cùng vui mừng a. À? Chúng ta có tài đức gì làm phiền cao nhân nhớ nhung tới a? À? Ô ô ô, nhanh nhanh nhanh, thật muốn ăn đồ ăn do cao nhân làm ra, ta thèm sắp chết rồi. Trước tiên thành kính cúi đầu bái cái để bày tỏ thành ý. Phật giáo giới si bản thân là phật tổ dẫn theo một đám tên đầu chọc nhìn vào một bó thịt khô trước mặt mà rơi trạng thái ngốc trệ sau đó đồng loạt tụng niệm a di đà phật bọn họ thế nhưng là hòa thượng tránh ăn mặn cao nhân lại tặng thịt khô cho bọn hắn đây không phải là đang làm khó bọn hắn sao ta đã hiểu giới si mở miệng làm như có thật nói cao nhân đưa bó thịt khô tới này mùi hương bay vạn dặm mùi thịt tỏa xung quanh thịt thơm mùi thơm ngất ngây đây rõ ràng là dùng để thử thách phật tâm của chúng ta a à thịt này chúng ta chỉ nhìn không ăn, dùng nó để niệm kinh tụng Phật, dùng nó tới để luyện tâm thì tuyệt đối là rất có ích lợi. Đây không phải là đang tra tấn người sao. Đại ma vương cả người choáng váng, nước bọt chảy dầm dề xuống, như vậy ta sẽ phát điên. Ta muốn ăn thịt, liếm một cái thôi cũng được a, à, hòa thượng này không làm cũng được. Van ngươi, đáng thương như hắn, vẫn là lần đầu tiên ngửi được mùi vị thơm ngon tới vậy, làm sao có thể chống đỡ nổi. Đối với lý niệm phàm mà nói, đơn giản chẳng qua chỉ là một lần tặng thịt khô mà thôi tuy nhiên lại mang tới oanh động không nhỏ trong thần vực các bên đều đang quan tâm nhận được thịt khô tự nhiên là kích động không thôi khoai khoang với bên ngoài đây không chỉ là thịt khô đây còn là một loại vinh quang cũng là một phần tạo hóa chưa nhận được thì trong lòng thầm than xem ra quan hệ với cao nhân còn chưa đủ a à, về sau phải ra sức liếm nhiều hơn thời gian trôi qua như nước chảy lại khoảng thời gian ba ngày trôi qua hôm nay đêm lạnh như nước ngoài hỗn độn lực lượng kinh khủng đang hội tụ lớp lớp uy áp cường đại đang ngưng tụ trên không trung khiến cho không gian đều đang chấn động nhộn nhạo lên từng làn gợn sóng tộc trưởng thần long nhất tộc tự mình dẫn đội đứng ở hàng trước nhất của đội ngũ ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần vực hắn tự mình xuất thủ huy động nhân lực ngoại trừ báo thù ra càng là vì long nữ trên người có huyết mạch thần long hỗn độn kia nàng ta chắc chắn là của thần long nhất tộc ta hắn nói lời cổ vũ các vị thần vực địa vị cao thượng mượn cơ hội này long tộc ta cũng nên cùng nhau bước vào thế giới này chinh phục thế giới này nói rất đúng ở trong hỗn độn tạo ra cái uy cho long tộc chúng ta sẽ để cho chúng ta nhìn xem thần vực đến tột cùng có gì khác biệt thần vực vàng thao lẫn lộn nơi tể tụ thế lực khắp nơi trước tiên không được tạo thành rung động quá lớn sau khi tra xét rõ tình hình cụ thể rồi lại nói các long thương nghị một lúc sau đó kéo nhau cùng tiến vào thần vực vừa mới đi vào thần vực bọn họ thực sự bị thu hút bởi những điều kiện của thế giới này nhưng sau đó thì lại bị sốc trước sự rộng lớn của thần vực này, mê mang nói, chúng ta nên đi đâu trước? Tộc trưởng Thần Long nhất tộc với vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận một phen. Hắn đang truy tìm khí tức Thần Long. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của hắn khẳng định, nhìn đúng vào một cái phương hướng, ngưng giọng nói, "Mọi người đi theo ta." Những người khác cũng không nói gì, cứ yên lặng mà đi theo. Chẳng mấy chốc đã đi vào trong một nơi toàn các dãy núi, trên đỉnh những ngọn núi này đều lóe lên ánh sáng màu vàng kim kiến tạo miếu thờ màu vàng kim, Phật quang lập lòe, tiếng Phật sướng không dứt. Thật sự là ồn ào, quá ồn. Lông mày của đám long tộc đều nhíu một cái, uy áp kinh khủng tỏa ra từ trên người đám bọn hắn. Trong một chớp mắt, tất cả cung điện lập tức bị xóa đi, tiếng Phật sướng cũng bị chấn áp tới biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Khí tức thật khủng bố, mọi người cẩn thận, có địch tập kích. Các người mau nhìn lên trời, thật nhiều người, có thật nhiều người, không tốt rồi, Nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Một đám long tộc trôi nổi trên trời cao, ánh mắt châm chọc nhìn vào đám đầu chọc dưới chân đang hoảng loạn chạy đi bẩm báo, cảm thấy buồn cười. Một đám chọc đầu, thật giống như con kiến hôi đang nhúc nhích ở trên mặt đất. Ở trong màn đêm, nhiều đầu chọc như vậy thật là sáng a, à, có vẻ như cũng không có cao thủ gì nha, chúng ta lật tay cũng đủ để diệt sạch. A, à, không đúng, các ngươi có cảm nhận được khí tức của long tộc hay không? Đông đảo long tộc lông mày đột nhiên lại nhíu lại ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào một chỗ. Nơi đó, một bó thịt khô nằm yên tĩnh ở đó. Thịt khô kia là thịt long của long tộc ta sao? Không sai được. Dường như là thịt của thần long nhất tộc, đến cùng là ai gan to như vậy? Có sao nói vậy, thơm quá a, à. thịt khô này ăn vào tuyệt đối sẽ rất ngon. Ưng ừ ực, ưng ừ ực tiếng nuốt nước miếng liên tục vang lên. Tộc trưởng thần long nhất tộc cũng nhìn chằm chằm vào bó thịt khô kia, đưa tay một chiều lập tức lấy tới trước mặt của mình. Trong chốc lát, mùi thơm của thịt khô càng nồng đậm hơn, để cổ họng của bọn hắn đều nhấp nhô kịch liệt một phen. Không sai, đây chính là thịt long của thần long nhất tộc chúng ta, hơn nữa còn là của một tên trưởng lão của thần long nhất tộc ta. Trong giọng nói hắn lộ ra vẻ bi phẫn, hắn thế mà bị người ta làm thành thịt khô. Vừa nói, hắn kìm lòng không được há mồm cắn một miếng. Dừng lại một chút, hắn nức nở nói, hơn nữa ăn còn ngon như vậy. Nước mặt, nước mũi thuận theo nét mặt mà trượt xuống, chỉ có chính hắn biết, đây là bởi vì ăn ngon tới mức rơi lệ. Hắn ô ô ô chảy nước mắt, lại cắn thêm một miệng nữa, vừa ăn thịt khô vừa đang trách cứ, quá phận, quá đáng, sao có thể tàn nhẫn như vậy. Mắt thấy thịt khô bị hắn càng cắn càng ít đi, trưởng lão của thần long nhất tộc ở bên cạnh cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói, chừa cho ta chút. Còn có chúng ta nữa, mọi người tốt xấu gì cũng là đi cùng nhau mà tới, người thấy đều có phần A, ta thật sự không nghĩ tới. Thịt long của Thần Long nhất tộc lại thơm ngon tới như vậy, hình như ta phát hiện một đại sự rất khó lường. Ta có một cái suy nghĩ quả thực rất to gan. Những long tộc khác từng tên đều trông mà thèm, hận không thể xuất thủ cướp đoạt. A Di Đà Phật. Lúc này, một tiếng niệm Phật truyền tới, quanh thân giới si tắm rửa lấy Phật quang, cất bước đi tới. Ở đằng sau hắn, có một đám tăng nhân có thân hình cao lớn đi theo, bọn họ đều khoác lên nửa cái áo cà sa, lộ ra cơ bắp rắn chắc, trông rất có sức ảnh hưởng tới thị giác chính là đội quân đại uy thiên long của Phật giáo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đằng sau một đám hòa thượng này, đại ma vương mặc lên người áo cà sa, tâm trạng bây giờ sắp sụp đổ. Hắn đau buồn nghĩ tới, không thể nào, không thể nào, ta vừa mới tới Phật giáo, thế mà đã có người tới kiếm chuyện. Lúc đầu, hắn còn trông cậy vào việc đi tới Phật giáo là, có thể có một đoạn ngày tháng bình an, không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Sự thật chứng minh, hắn sai, Phật giáo chấn không được vận của hắn. Không cần biết là ma giáo hay là Phật giáo, hắn cứ đi tới đâu thì nơi đó sẽ xảy ra chuyện. Tộc trưởng Thần Long nhất tộc nuốt xuống miếng thịt trong miệng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám lừa chọc trước mặt, trầm giọng nói, dám làm Thần Long nhất tộc ta thành thịt khô, tội không thể tha, mau nói các ngươi còn có những đồng bọn nào. Mục đích của hắn chỉ có hai, một là tìm kiếm long nữ có huyết mạch Thần Long hỗn độn, hai chính là muốn lấy được truyền thừa của tiền bối Long tộc trong chiến trường viễn cổ. Nơi này tất cả đều là con lừa chọc, hiển nhiên không có mục tiêu mà hắn muốn, đằng sau chắc chắn còn có những người khác. Việc này Bần Tăng không cách nào cho biết. Giới Si chắp tay trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh nói, các vị thí chủ hủy cung điện của Linh Sơn ta, tàn sát đệ tử Phật giáo ta, việc này nhất định phải bàn giao cho Bần Tăng một cái công đạo. Bàn giao? Tộc trưởng Thần Long nhất tộc cười lạnh, hôm nay ta là tới đòi công đạo cho những long tộc đã chết đi của chúng ta, là các ngươi nên bàn giao cho chúng ta đúng không sai thật sự cho rằng long tộc chúng ta dễ khi dễ như vậy sao giết đám con lửa chọc này tôn nghiêm của long tộc không được phép khiêu khích mau nói người giết long tộc ta đến tột cùng là ai bằng không thì các ngươi đều phải chết một đám long tộc đều lộ ra sát cơ uy áp kinh khủng cuộn trào hình thành mây đen bao phủ trên bầu trời của phật giáo giới si mở miệng nói tộc nhân của các ngươi chết rồi tự nhiên có đạo lý chết của bọn chúng đây là trời định các vị truy tới cùng sẽ chỉ tự chịu diệt vong hắn chỉ tự nhiên là cao nhân cao nhân làm việc giống như thánh chỉ của thiên đạo dung không được đám long tộc này tới chất vấn đây xem như là khuyên nhủ một cách chân thành tuy nhiên nghe vào trong tai của long tộc thì lại vô cùng trói tai cảm nhận được sự khiêu khích trước nay chưa từng có quả nhiên là trò cười long tộc hỗn độn chúng ta thế mà bị người xem thường con lừa chọc làm càn việc này chúng ta phải truy tới cùng ngược lại muốn xem xem để chúng ta diệt vong như thế nào tới đi tới để cho chúng ta tới đo lường xem phân lượng của các ngươi một chút tộc trưởng thần long hít mắt tự mình xuất thủ hắn đưa tay vung lên giữa đám mây đen vô tận trên bầu trời lại nhô ra một long trào được tạo thành từ lôi đình lực lượng lôi đình tràn ngập ánh sáng kinh khủng như mặt trời chiếu lên phạm vi mười vạn dặm giống như ban ngày nguyên tố lôi đình cường đại nổ tung trong không trung đủ để tê thiên liệt địa điện chớp làm cho tất cả mọi người đều run lên giống như ở trên bầu trời có một con lôi long vô cùng to lớn giơ cái móng vuốt của mình lên, chộp về phía đám người Phật giáo. Sắc mặt các hòa thượng ngưng trọng, ngước nhìn trời xanh, Phật quang xung quanh bắt đầu khuấy động, đồng thời bước ra một bước, hình thành trận thế. Hàng Long quy vị, Phục Hổ quy vị, 108 La Hán quy vị, Đại Uy Thiên Long. Giống, Phật quang nồng đậm tạo thành kim long to lớn, bay lên không trung, kéo theo lấy uy thế vô tận, nghênh kích về phía long chảo kia. Con kim long này toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng như cầu vồng, lân phiến đan xen vào nhau một cách tinh tế, tỏa ra sáng chói, trong long nhãn càng là tỏa sáng xung quanh, so với long tộc bình thường còn muốn uy thế hơn. Thế mà thực sự giống với thần thông của long tộc, có chút ý tứ. Tộc trường thần long hơi nhíu mày lại, sau đó khinh thường nói, chẳng qua chỉ là long giả, làm sao có thể so sánh với ta đầu chân long này. Lôi đỉnh long chảo rơi xuống, lực lượng kinh khủng xé rách kim long, tóm chặt lấy nó, sau đó chấn áp xuống dưới. Ấm ẩm Ẩm, Kim Long cúi đầu, lực ảnh hưởng của lôi đình kinh khủng cuộn trào ra, hóa thành thần lôi vô tận rơi vào các đỉnh núi xung quanh, khiến cho một mảnh dãy núi Linh Sơn này bị san bằng thành bình địa, lôi đình chi hỏa cháy hừng hực, toàn bộ nơi này đã trở nên bừa bộn. Chúng tăng Phật giáo đều bị chấn động bay ngược, miệng phun máu tươi, nhận lấy trọng thương. Yếu, quá yếu. Ha ha, đám con lừa chọc này khẩu khí không nhỏ, thực lực không có bằng một nửa khẩu khí. Lại là coi trọng thế lực thần vực một đám long tộc đều phát ra những lời chế diễu khinh thường chỉ có tộc trưởng thần long nhất tộc hiểu rõ uy lực của đại uy thiên long vừa rồi thật ra cũng không yếu chỉ là hắn tự mình xuất thủ cho nên mới trông có vẻ dễ dàng như vậy bản thân nó là tộc trưởng thần long siêu cấp cường giả thiên đạo viên mãn lực lượng xa xa không phải phật giáo là có thể so tới có thể chống lại sự tranh lệch về lực lượng khổng lồ miễn cưỡng ngăn cản một kích của hắn cũng đã đủ để chứng minh một kích vừa rồi kia là không tầm thường giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng dựa vào các ngươi, không giết được long tộc ta, mau nói người sau lưng các ngươi là ai. Giới si ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chúng ta sẽ không nói. Các chúng tăng khác cũng đều giống như vậy, xung quanh niệm, A-di-đà Phật. Sắc mặt của bọn hắn đều bình tĩnh, giống như nhìn thấu sinh tử, có quyết tâm ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Bọn họ nhận được rất nhiều ân huệ từ cao nhân, tự nhiên tới lúc cận kề cái chết, cũng không muốn mang theo đám người này đi tìm phiền phức cho cao nhân. Chỉ có đại ma vương, ngơ ngác ngốc ngách nhìn vào các hòa thượng xung quanh, cả người đều không tốt. Đám hòa thượng này quả nhiên là chết não hết rồi, tuyệt đối thuộc kiểu tu Phật tu tới choáng vắng rồi. Đám long tộc này đã có ý tới tìm phiền phức, chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ ý đồ như vậy. Xem như bọn họ cận kề cái chết không nói ra, thì long tộc vẫn sẽ truy tra tới cùng. Sự kiên trì của bọn họ tương đương với việc cho đi một cách vô ích. Hơn nữa, cao nhân cường đại như vậy, bên người lại có nhiều cao thủ như thế, nhất định có thể đối phó đám long tộc này dẫn bọn chúng đi thì như thế nào?" Tộc trưởng Thần Long nhất tộc trầm giọng nói, "Các ngươi đã không chịu nói, vậy thì đi chết đi." Giới Si lạnh nhạt nói, "Thí chủ cứ động thủ tự nhiên, động cái con em gái nhà ngươi." Nội tâm Đại Ma Vương hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, "Chậm đã, ta nguyện ý dẫn đường." Tộc trưởng Thần Long nhìn vào Đại Ma Vương, "Ngươi?" Đại nhân Long tộc cứ việc yên tâm, phương diện này ta rất có kinh nghiệm." Đại Ma Vương cười xòa mở miệng, sau đó nói, "Chỉ có điều người sau lưng này thực lực cao thâm khó dò ẩn chứa có đại khủng bố nghe một lời khuyên của ta tuyệt đối không nên đi a à, đại khủng bố đó là bởi vì ngươi hoàn toàn không biết gì về sự cường đại của long tộc chúng ta lấy ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy không dẫn đường vậy thì chết một đám long tộc đều không nhịn được mà mở miệng đối với những lời nói này nội tâm đại ma vương vô cùng bình tĩnh thậm chí còn có chút buồn cười quá quen thuộc những lời này quá quen thuộc hắn mở miệng ra khuyên chủ chỉ là một cái quy trình đạt được quả nhiên vẫn là đáp án giống trước đây, vậy ta dẫn tới đi. Các vị tự lo bản thân cho tốt. Đại ma vương không cần phải nhiều lời nữa, đi theo ta đi. Giới si chơ mắt nhìn đại ma vương dẫn đội đi, lo lắng tới không chịu được, vội vàng nói. Mau thả ra tín hiệu, báo cho thiên cùng cùng với các minh hữu khác, nhất định không được để cho long tộc tới quấy giày cao nhân thanh tu. Đại ma vương lại lên làm nghề cũ, bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều, hắn quả thực có thể nói là đã có rất nhiều kinh nghiệm, một đường đều chỉ duy trì trạng thái tâm trong trí sáng lặng như nước không biểu hiện bối rối thậm chí còn chơi ý định nhỏ hắn không có mang theo long tộc lập tức tiến về tứ hợp viện mà là cố ý dẫn đi vòng vòng vèo vèo rẽ một đoạn lớn lúc này mới đi tới gần tứ hợp viện đây là đang tranh thủ thời gian cho mọi người quả nhiên đúng lúc này trong không trung đột nhiên truyền tới một tiếng quát lớn dừng lại các ngươi đã bị bao vây sau đó thiên địa trói lọi dương tiễn dẫn theo thiên bình thiên tướng lóe sáng lên sàn xung quanh còn có các thế lực khác của thần vực cũng thi nhau thò đầu ra từ bên trong các tầng mây khổ tình tông, bạch vân quán, bách hoa tông, ngự thú tông, tất cả bọn họ sắc mặt đều ngưng trọng, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào trên người long tộc, toàn thân pháp lực tuôn trào, chấn áp xuống. tộc trưởng thần long tộc nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói, xem ra phía trước thật sự có đại nhân vật, bằng không làm sao có thể tạo nên oanh động lớn như vậy ở thần vực. quân quân đạo nhân mở miệng nói trở về đi đó là tồn tại các ngươi không đắc tội nổi long tộc ta từ xưa tới nay đều là nhất tộc cường đại nhất trong hỗn độn cho tới bây giờ không có tồn tại nào là không đắc tội nổi tộc trưởng thần long nhất tộc cười lạnh không phải ta xem thường các ngươi bây giờ long tộc ta liên thủ lại toàn bộ hỗn độn có thể ngăn cả được chúng ta thì chỉ có lác đác không mấy các ngươi không được tiêu thừa phong kiên định nói trừ khi chúng ta ngã xuống bằng không các ngươi mơ tưởng tiến thêm một bước về phía trước tiêu thiên tướng nói không sai vì cao nhân chúng ta phải tử thủ vừa rồi cao nhân tặng thịt khô ra ngoài tông môn chúng ta không nhận được nói rõ tông môn chúng ta chưa có đủ ấn tượng trong lòng cao nhân lần này vừa đúng biểu hiện tốt một chút cao nhân thanh tu cực kỳ quan trọng không thể sai sót kể từ hôm nay chúng ta cùng nhau kết minh chung tay bảo vệ cao nhân thanh tu rất nhiều người đều mở miệng kiên định với ý định của mình sau khi trở về từ chiến trường viễn cổ nghe theo lời nói của linh chủ Quân quân đạo nhận lại tìm người tới để thương nghị về việc này, tất cả mọi người đều rung động với kiệt tác lớn của cao nhân, trong lòng không thể không kính nể vạn phần, hận không thể quỳ bái. Phục sinh chiến hồn viễn cổ, đây là thủ đoạn và khí phách lớn cỡ nào, đây chính là vì để toàn bộ hỗn độn chống lại đại kiếp. Có thể làm việc cho cao nhân, bọn họ đều cảm thấy vinh dự, huống chi cao nhân sẽ còn thuận tay ban thưởng tạo hóa vô tận cho bọn họ, đối với bọn họ mà nói là có cái ân chỉ điểm, tự nhiên nguyện ý liều mạng đi bảo vệ. Nữ oa trịnh trọng mở miệng nói: các vị Long tộc, các ngươi căn bản không biết mình đang làm gì, vì hỗn độn, ta khuyên các ngươi đầu hàng. Thế mà bảo chúng ta đầu hàng? Tộc trưởng Thần Long nhất tộc trợn tròn mắt, giống như nghe được chuyện khó có thể tin, sau đó nhịn không được cười lên ha ha. Không nghĩ tới Long tộc ta thế mà bị người khác xem nhẹ tới mức độ này, đã như vậy, hôm nay Long tộc ta càng phải giết tới người sau lưng các ngươi, sau đó xưng bá thần vực, để sự huy hoàng của Long tộc chúng ta xuất hiện dưới ánh mặt trời tươi sáng này tộc trưởng thần long nhất tộc quả nhiên mở miệng giết sạch bọn chúng Ẩm, um, vừa dứt lời uy áp vô tận nhấc lên trong mảnh thiên địa này khí thế của long tộc cùng các thế lực lớn đan sen vào nhau hình thành gió bão khiến cho không gian vạn vẹo pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi ngay sau đó mọi người cùng nhau xuất thủ pháp lực quang mang vô tận như hải dương nở rộ trên bầu trời ánh sáng pháp lực vô cùng trói mắt màu sắc không giống nhau giống như màn che rực rỡ màu sắc thắp sáng trời xanh trên đại địa thủy và hỏa dây rơi nhau, gió và lôi tàn phá bừa bãi. các loại pháp thuật như ngàn hoa rơi rụng, một bộ cảnh tượng của ngày tận thế. giống, long tộc đều hiện ra nguyên hình, có long mã đạp không, còn có ứng long dương cánh, thần long nhất tộc màu bạc càng là bay lượn quanh trời, lôi đình bạo ngược, long viêm phun ra nuốt vào. không thể không nói, long tộc sinh ra chính là chủng tộc mạnh mẽ trong hỗn độn, nội tình thật sự là cường đại. khi tách riêng ra, mỗi một chủng tộc giống như một tông phái cường đại, cao thủ nhiều như mây. Bây giờ Long tộc hỗn độn liên thủ với nhau, thuận tiện giống như trăm tông liên thủ, cao thủ nhiều vô số kể. Cảnh giới thiên đạo của Long tộc có khoảng chừng 13 tên, chỉ là thần long nhất tộc cũng đã có tới 5 tên cảnh giới thiên đạo, trong đó càng là có sự tồn tại của tộc trưởng thần long, nhất tộc tên cường giả siêu cấp thiên đạo viên mãn này. Nhóm các thế lực bên Thiên cung liên thủ với nhau, số lượng cảnh giới thiên đạo cũng cân bằng với Long tộc, nhưng chiến lực lại xa xa không đủ, nếu không phải liên thủ đông đảo thiên binh thiên tướng cùng nhau bày trận, căn bản không trèo chống được bao nhiêu thời gian. Theo thời gian trôi qua, ưu thế của Long tộc càng ngày càng rõ ràng. Long tộc ta là chủng tộc đệ nhất trong hỗn độn, tung hoành vô địch, thứ muốn có thì không thể không có được. Hôm nay ta muốn xem xem ai có thể ngăn cản được chúng ta. Tộc trưởng thần Long hét dài một tiếng, trong tiếng hét dài ẩn chứa Long uy vô tận, thực lực thiên đạo viên mãn bộc phát ầm ầm, càng là đan xen lẫn một chút lực lượng đại đạo, giống như tiếng của đại đạo, nặng nề nện gõ vào trong tai của mọi người, khiến cho thân thể của tất cả mọi người chấn động, trận pháp tan vỡ, bị đánh bay ra ngoài. Trong nội tâm mọi người đều hoảng sợ một trận, đồng thời còn có một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, thầm hận thực lực mình không đủ. Long tộc nhìn vào dáng vẻ thê thảm của đám người bên kia, thì nở ra nụ cười đắc ý nói, "Như thế nào, còn có ai không phục?" Lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền tới, trùng tộc đệ nhất, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Theo nơi phát ra giọng nói nhìn lại, đã thấy ở dãy núi kéo dài phía trước có hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi bay tới. Dưới ánh trăng, lông vũ bọn chúng lóe ra ánh sáng rực rỡ, một cỗ khí tức cao quý cực hạn tỏa ra, đứng ở trong thiên địa, để thiên địa cũng phải mờ nhạt đi. Vừa mới xuất hiện đã khiến cho Long tộc phải run rẩy một trận, cảm nhận được một cỗ rung động từ sâu trong huyết mạch. Có người lên tiếng kinh hô, "Cái này, đây, đây là..." Quân Quân đạo nhân nói ra đáp án, "Đây là gà mà cao nhân nuôi, dùng để đẻ trứng." Gà của cao nhân phần lớn người ở nơi này đều chưa từng tiến vào tứ hợp viện lúc này nghe được loại bí mật này lập tức tâm can loạn chiến tam quan nổ tung thật không hổ là cao nhân ngư bức a tộc trưởng thần long nhất tộc trợn tròn mắt rung động tới hét lớn lên thần hoàng hỗn độn thế mà có một đám thần hoàng hỗn độn như vậy điều này sao có thể quá kinh khủng trong hỗn độn làm sao lại dựng dục ra huyết mạch kinh khủng bực này còn may bọn chúng còn chưa trưởng thành hoàn toàn loại bỏ bọn chúng rút huyết mạch của bọn chúng ra, cái này rất có ích lợi đối với chúng ta. Ngay vào lúc Long tộc ngo ngoe muốn động, lại một giọng nói khoan thai khác truyền tới, ai dám nói bừa là chủng tộc đệ nhất hỗn độn. Sau đó, hai con Ngũ Sắc Thần Ngưu bốn vó dẫm lên tường vân mà tới, mắt bò trợn mắt nhìn vào đám Long tộc, toàn thân ngưu tầm ngưu, ánh sáng ngũ sắc bao trùm trong thiên địa. Có người hỏi, đây cũng là ngưu mà cao nhân nuôi sao? Quân Quân đạo nhân trả lời, đây là bò sữa mà cao nhân nuôi, dùng để vắt sữa. Tộc trưởng Thần Long nhất tộc lại chấn kinh lần nữa, đây, đây là ngưu gì? Huyết mạch thế mà còn cao quý hơn so với chúng ta. Ong ong, lại có thanh âm khác nữa truyền tới, một đám đồ vật giống như bóng đen bay theo từng đoàn, tràn đầy khí tức cùng bạo, khí tức hung lệ tỏa ra khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp, cả người phát lạnh. Dị chủng hỗn độn, đây là dị chủng hỗn độn. Tất cả mọi người, ở đây bao gồm cả Long tộc tất cả ai ai thân thể cũng run lên, không tự chủ được mà lui về sau mấy bước những ong mật này một con thực lực khả năng không cao nhưng là cả một đàn vậy thì cũng quá kinh khủng ẩn chứa lực lượng hủy diệt nếu như bị bọn chúng để mắt tới thì xem như tộc trưởng thần long cũng sẽ cảm thấy trở nên đau đầu có người nuốt xuống từng mụn từng mụn nước yếu ớt hỏi đây cũng là cao nhân nuôi sao đây là ong mật mà cao nhân nuôi dùng để lấy mật còn còn gì nữa không còn tuy nhiên chưa chắc sẽ ra ngoài đi tới đây t cao nhân đến cùng là nuôi bao nhiêu tồn tại kinh khủng như vậy long tộc thì gần như đã sụp đổ cuối cùng là nơi nào vì sao lại có nhiều tồn tại cấp truyền thuyết như vậy bí mật lớn đại khủng bố mọi người bình tĩnh một chút thật đánh nhau thì long tộc ta chưa chắc sẽ thất bại đúng vào lúc này lại có một giọng nói truyền tới tất cả lui ra để cho ta tới thử quần cộc ra mới mà chủ nhân vừa mới vá cho ta truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé dưới ánh trăng một con chó trụi lông xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đang bước ra những bước chân như mèo cái mông lắc lư từng bước một mà đi tới lộ ra vẻ nhẹ nhàng ung dung đám người thiên cung kích động hô cẩu đại gia tới rồi bọn họ đều rất quen với cẩu đại gia nhìn thấy nó cái thì lập tức cảm nhận được một trận thân thương thổi tới ha ha ta vốn còn lo lắng long tộc sẽ ảnh hưởng tới cao nhân thanh tu như vậy thì tốt rồi các ngươi mau nhìn cẩu đại gia đổi quần cộc miếng vá phía trên cái quần kia đến cùng là hình gì lần trước ở chiến trường viễn cổ quân của cầu đại gia bị rách tám thành là cao nhân lại vá lại cho tộc trưởng thần long thì nhíu mày quan sát đại hắc một lần cẩn thận nghi ngờ không thôi nói một con chó trụi lông so với những thần thú khác đại hắc xuất hiện đã không phải là bình thường không có gì lạ là có khả năng để mà hình dung quả thực chính là có hơi không có ánh sáng rực rỡ không có dị tượng kinh người ngay cả vẻ bề ngoài cũng lộ ra bình thường chẳng có gì lạ so với thổ cầu còn có hơi không bằng một đám long tộc không thể không chất vấn thân phận của nó con chó này là từ đâu mà tới chẳng lẽ lại là bằng hữu của đám thần thú kia long không nghịch tôm những thần thú này đều có huyết mạch không tầm thường làm sao có thể thích con thổ cẩu này nó thế mà còn mặc chiếc quần cộc thật sự là cay con mắt a à. từ lúc nào mà một con thổ cẩu cũng dám giễu võ dương oai trước mặt long tộc chúng ta rồi tuy nhiên chẳng mấy chốc trong đám người đã có người phát ra một tiếng kinh hô không đúng các ngươi nhìn kỹ quần cộc trên người nó cực kỳ không tầm thường thoạt nhìn trên miếng vá của chiếc quần trên người của đại hắc có ô vuông nhỏ này nối tiếp ô vuông nhỏ khác lấy một loại phương thức quỷ dị tới sắp xếp tuy nhiên tập trung nhìn vào thế mà lại khiến người ta cảm thấy một trận mơ hồ tại sao có thể như vậy dựa vào cảnh giới của ta thế mà lại sinh ra một loại cảm giác nhìn không được rõ ràng những ô vuông ở trên quần cộc kia đến tột cùng là cái gì giống như đang nhảy lên vậy không thấy rõ lắm Giống như ở dưới ô vuông kia ẩn giấu đi một loại bí mật lớn nào đó, cực kỳ quan trọng. Kinh khủng. Hình vẽ này tuyệt đối cùng một loại hình vẽ đại đạo, không phải người bình thường là có thể vẽ ra được. Ta nhìn cái mông con chó kia, thế mà có thể nhìn thấy những đường viền mơ hồ, điều này sao có thể? Không nói người của Long tộc, xem như một đám thế lực của thần vực, cũng có một loại cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Ha ha, kiến thức nông cạn. Đại Hắc nở ra nụ cười kiêu ngạo vểnh cái mông của mình lên cao một chút nói với giọng điệu vô cùng tự hào hình vẽ này thế nhưng là chủ nhân vá lên cho ta tên là khảm quần cộc này của ta đã tiến hóa thành quần khảm tộc trường thần long nhất tộc lên tiếng sợ hãi thán phục từ đáy lòng khảm thật là đáng sợ thực sự có khả năng che giấu mọi thứ và ảnh hưởng đến tầm nhìn quan trọng nhất là ngay cả hắn cũng hứng chịu ảnh hưởng đủ để thấy chiếc quần cộc kia đã chạm tới ngưỡng đại đạo cường đại tới khó có thể tưởng tượng loại có thể chạm tới đại đạo trí bảo này nếu như mà ta cũng có được vậy thì thực lực của ta sẽ được nâng cao lên một bước. Trong đôi mắt tộc trưởng thần long hiện lên một tia lửa nóng, ngưng thần nói, chó trụi lông, cởi quần cộc của ngươi ra rồi giao nó cho ta, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Miệng chó đại hắc hơi nhếch lên, lập tức nói, đừng, tuyệt đối đừng thả cho ta một con đường sống, nhanh để cho ta xem ngươi có thể để cho ta chết như thế nào đi. Ở một bên, đám gà kia tạm không làm gà nữa, mồm năm miệng mười kêu lên, cẩu đại gia, như vậy không đúng phép tắc chúng ta thế nhưng là đi tới đầu tiên lẽ ra nên để chúng ta xuất thủ trước đúng vậy a à, chúng ta thật vất vả mới có thể có được cơ hội xuất thủ tốt xấu gì cũng để cho chúng ta làm trận cho đã nghiền a à. chúng ta ở bên trong tứ hợp viện chỉ có thể làm gà vẫn luôn cẩn trọng đẻ ra từng quả trứng có chất lượng cao để cho chúng ta xuất thủ mới sướng a à. không được các ngươi phải nhớ kỹ làm gà là bổn phận của các ngươi không phải vậy các ngươi dựa vào cái gì mà ở bên cạnh chủ nhân đại hắc lập tức lắc đầu từ chối nói tiếp thật ra thì ta cũng muốn để cho các ngươi được đã nghiền vấn đề là quần cộc mới của ta không chịu a à, nó cũng muốn đã nghiền a à. không chỉ là các ngươi tất cả những người khác đều không được phép nhúc nhích quần cộc của ta nói nó muốn đánh người tên nó cất bước đi về phía trước khoan thai tới gần đám người long tộc chó con cản rỡ từ trước tới nay chưa từng có một con chó nào có thể khiếu khích long tộc ta đây là một con chó không nhìn rõ bản thân mình mọi người dạy nó cách làm chó đi một đám long tộc nổi giận thế cục hôm nay tuy rằng để trong nội tâm bọn hắn sinh ra kiêng kỵ nhưng còn chưa tới nỗi sợ mất mật rất quả quyết cùng lúc xuất thủ muốn chấn áp đại hắc thế cục không rõ bọn hắn không dám lưu thủ ngay cả tộc trưởng thần long nhất tộc cũng giơ tay lên vỗ một trưởng về phía đại hắc vào lúc này đêm tối giống như ban ngày vô số pháp lực hội tụ thành ánh sáng hủy diệt đầy trời sáng tới sáng trói lộng lẫy rồi lại cực kỳ nguy hiểm đây chính là một kích liên thủ của đông đảo long tộc long tộc xuất động lần này đều là các tinh anh tới từ các loại long tộc khác nhau trong hỗn độn, càng là có 12 tên cường giả cảnh giới thiên đạo, còn lại cũng đều là cảnh giới hỗn. Nguyên đại La Kim Tiên, chiến lực kinh người, dưới trạng thái liên thủ với nhau, đủ để hủy thiên diệt địa, khiến trời xanh lật úp. Đám người thiên cung nhịn không được lo lắng nói, "Cầu đại gia, cẩn thận." Ha ha, chút tài mọn. Đại hắc trong lòng đã có dự tính cười một tiếng, pháp lực cuộn trào quanh thân, tắm rửa lấy ánh sáng rực rỡ, lấy cái mông chủ động nghênh hướng về phía công kích của long tộc. Lốc bốp trong một cái chớp mắt gió nổi mây phun hỏa diễm hàn băng lôi đình gió lốc các loại lực lượng kinh khủng thay nhau nổ tung ở trên đại hắc từ bên ngoài nhìn vào là có thể thấy được cái mông của đại hắc đang biến đổi màu sắc liên tục càng là có trọng truy cùng trường thương các loại trí bảo tất cả đều đánh vào trên mông đít của đại hắc không nhìn thì thôi đã nhìn thì nhìn tới giật này cả mình tuy nhiên đối mông với trận thế khủng bố như thế cái mông kia thế mà vẫn như cũ lù lù bất động ngay cả run rẩy cũng không run rẩy chút nào nhẹ nhàng ngồi xuống đã chấn áp tất cả mọi thế công điều này sao có thể nó thật chỉ mượn sức một mình mà chặn lại công kích của chúng ta tộc trưởng thần long nhất tộc thế nhưng là cũng tự mình xuất thủ làm sao mà nó lại chẳng có việc gì chẳng lẽ con chó này là đại đạo trí tôn sao là chiếc quần cộc kia chắc chắn là chiếc quần cộc kia đây là một loại quần cộc hệ phòng cấp bậc đại đạo đến cùng là đản sinh ra như thế nào cái mông kia thật là khủng khiếp quần cộc thật nghịch thiên Tất cả mọi người, tất cả đều kinh hãi muốn chết, một đám long tộc càng là kinh sợ hơn, tam quan nổ tung, cảm thấy một trận bất lực. Tộc trưởng thần long nhất tộc bình tĩnh mở miệng, "Đừng hốt hoảng, chỉ là phòng ngự mà thôi, chúng ta muốn đi thì bọn họ cũng không giữ được chúng ta. Mọi người nhanh rút lui theo ta." Thế cục lần này đối với long tộc mà nói thì đã rơi vào cục diện bất lợi, chỉ có thể tạm thời rời đi, sau này mưu tính dần dần. Tuy nhiên, rõ ràng là hắn đang suy nghĩ quá nhiều rồi muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi cho rằng nơi này là nơi nào chính thức để cho các ngươi chứng kiến một chút uy lực của quần cộc ta sau khi thăng cấp một chút đại hắc lạnh lùng mở miệng chỗ miếng vá ở quần cộc trên người nó đột nhiên bắn ra ánh sáng vô tận chỗ khảm bắt đầu nhảy lên sau đó một làn sóng ánh sáng từ trên chỗ khảm được phát ra bao phủ lên tất cả đám người long tộc a à, xung quanh ta đều là khảm cái gì cũng không nhìn thấy quần cộc kia thế mà còn có thể phát ra công kích đây là trận pháp sao hay là huyễn thuật. Xung quanh tất cả đều là khảm, không được, thật thống khổ, thật chóng mặt, đầu ta muốn quay cuồng, ta muốn ngất. Người của Long tộc lập tức bị khảm đâm mù, rơi vào trong trạng thái hỗn loạn. Tộc trưởng thần Long nhất tộc nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lùng, pháp lực quanh thân tuôn trào, đánh ra một trưởng vào một nơi tùy ý. Chỗ đó theo đó mà chuyển tới một tiếng hét thảm. Không tốt, mọi người cẩn thận, có người đánh lén ta. Ta cũng bị người đánh lén, địch nhân núp trong bóng tối, cái đồ tiểu nhân hèn hạ không cần quản hắn, chúng ta cùng lúc ra tay, tranh thủ phá vỡ kết giới khảm này đi. Ngay sau đó, đám người long tộc cùng nhau phát ra công kích về tứ phía. Mà đám người thần vực thì làm người đứng xem, thì đã chứng kiến rõ ràng các công kích của bọn họ công kích vào trên người những người đồng bạn xung quanh bọn họ. Ngay sau đó thì tiếng kêu gào thảm thiết nổi lên xung quanh, một đám long tộc, tất cả đều bị thương ngồi phịch xuống trên mặt đất. Cảnh tượng như thế, cứ phải nói là ngoạn mục làm sao nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì ai có thể nghĩ tới nhiều cường giả như vậy, lại bị một cái quần cọc trêu đùa, đến mức tự giết lẫn nhau. Quá lợi hại, một mình cầu đại gia thế mà có thể chấn áp được đám long tộc này. Quần cọc mà cao nhân và thế mà lại có được loại uy lực này, cái này, cái này thật khó có thể tin. Hóa mục nát thành thần kỳ, thủ đoạn của cao nhân không giờ khắc nào không ngừng đổi mới nhận biết, của ta lúc nào đó cao nhân có thể chạm vào ta một cái thì tốt, ta cảm thấy được ngày ấy chạm một cái là ta đã có thể vô địch rồi mọi người đều vô cùng phức tạp liên tục kêu lên sợ hãi thán phục, kính nể đến cực điểm. Đại Hắc Thu thần thông, trên mặt chó hiện lên vẻ vô cùng hài lòng, quần cộc mới quả nhiên đẹp trai hơn nhiều, ha ha. Đám người Long tộc thì lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn vào Đại Hắc. Một lão giả của ứng Long nhất tộc mở miệng than thở, vị cầu đại gia này, có thể nói cho lão hủ biết vì sao các ngươi muốn nhằm vào Long tộc ta không, để cho ta được chết một cách rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cuối cùng mới hiểu ra, bọn họ đắc tội tồn tại mà chính mình không đắc tội nổi như đoán không nhầm đằng sau đám người này có vẻ như còn có người chắc chắn vô cùng đáng sợ đại ma vương nhìn vào dáng vẻ của bọn hắn không thể không lắc đầu chật 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 trước khi tới đều đã khuyên các ngươi rồi còn không phải đòi ta dẫn đường sao các ngươi xem có khác gì đưa đồ ăn không chuyện này thật không oán ta được a à. đại hắc thản nhiên nói ta không có rảnh mà đi nhằm vào long tộc các ngươi lão giả kia tiếp tục nói vậy ở bên trong chiến trường viễn cổ long tộc ta có phải là bị các ngươi giết chết hay không còn làm thành thịt khô làm thành thịt khô thì chỉ là thịt của đám thần long nhất tộc xem cái này thì các ngươi sẽ hiểu đại hắc nhíu nhíu mày sau đó vung chân chó lên trong không trung theo đó mà xuất hiện ra cảnh tượng xảy ra bên trong chiến trường viễn cổ đậu xanh hóa ra là thần long nhất tộc lâm trận phản bội thế mà đầu nhập vào cổ tộc vô xỉ à lại là thần long nhất tộc giết tộc nhân của chúng ta lần này cũng là thần long nhất tộc giật dây chúng ta mới tới chúng đang hại long tộc chúng ta a à, thần long nhất tộc nạp mạng đi trong chốc lát những long tộc khác đều nổi điên hai mắt đỏ ngầu muốn liều mạng với thần long nhất tộc nếu như không phải thần long nhất tộc triệu tập bọn họ bọn họ cũng sẽ không tới đắc tội với cao nhân mà rơi vào cục diện sinh tử khó đoán như bây giờ này quan trọng nhất là hóa ra kẻ thù thực sự lại chính là thần long nhất tộc chính mình vậy mà còn bị coi là vũ khí để người đến sử dụng một khi sự tức giận và bất bình bùng phát trong lòng các long tộc và thần long nhất tộc lại đánh nhau với nhau một lần nữa. Tộc trưởng thần long nhất tộc cũng là người có lòng dạ, nhân lúc thế cục hỗn loạn, thân thể hóa thành một con cự long màu bạc, bay lên không trung, muốn chạy trốn. Tuy nhiên vừa mới bay tới giữa không trung, một bàn chân chó to lớn giống như một bức màn che phủ, đó là cách nói tạo cảnh nhưng thực ra giống như cái vỉ đập ruồi, từ trên trời giáng xuống, chấn áp hắn xuống, đè chặt xuống mặt đất xóa đi sinh mệnh bản nguyên. Đại Hắc nở ra nụ cười lãnh khóc, ở trước mặt ta mà còn muốn đào tẩu, thật ngây thơ. Cầu đại gia, tha mạng a, à, chúng ta là bị thần long nhất tộc mê hoặc mà tới, lúc này mới mạo phạm các vị, chúng ta nguyện ý thần phục. Cầu đại gia thả cho long tộc chúng ta một con đường sống. Một đám long tộc chế phục thần long nhất tộc, sau đó bắt đầu khổ sở cầu xin. Đại hắc do dự, ở trong mắt của nó, những con hàng này đều là loại thịt rừng thượng hạng, tạo thành các loại thịt long, có thể làm thành toàn bộ long yến, chủ nhân chắc chắn sẽ thích nói tới đáng chết tự nhiên là chỉ có thần long nhất tộc là đáng chết nhất nhưng là nói về ăn đám long này để mà ăn thì đều rất ngon lúc này ngao thành từ trong đám thiên cung đi ra rất cung kính hành lễ đối với đại hắc nói đông hải long vương ngao thành bái kiến cầu đại gia ngao thành từng bái phỏng lý niệm phàm đại hắc tự nhiên quen biết nên gật đầu với hắn cầu đại gia việc này đều bởi vì thần long nhất tộc mà ra bọn họ thật ra thì cũng đều chỉ là người bị hại hơn nữa tiểu thần cũng là một thành viên của long tộc cả gan khẩn cầu cầu đại gia có thể tha cho bọn họ một mạng ngao thành đầu tiên là biểu lộ ra ý đồ sau đó lại nói thật ra thì muốn ăn thịt cũng rất đơn giản bảo bọn họ bỏ qua nhục thân của mình là được hắn cũng là kẻ liếm chó có thâm niên hiển nhiên nhìn ra được lúc này đại hắc đang nghĩ gì lúc này mới nói chuyện này ra trước đây côn bằng và tây hải long vương cũng đều như vậy đề nghị này của ngươi không tệ hai mắt đại hắc sáng lên theo ngươi nói mà làm ngươi đi chọn vài long tộc có chất thịt thượng hạng nhất định phải làm tới mỗi loại long tộc đều có ngao thành lập tức lĩnh mệnh tuân mệnh đám long tộc kia thở ra một hơi dài nhẹ nhõm vội vàng lại gần nói lời cảm tạ đa tạ ân cứu mạng của vị đạo hữu này đạo hữu thế nhưng là long tộc ở thần vực không sai ta là long bản địa ở thần vực ngao thành kiêu ngạo mà gật đầu sau đó sắc mặt trịnh trọng nói sở dĩ ta cứu các ngươi chính là muốn nhất thống long tộc trong hỗn độn để làm việc cho cao nhân được tốt hơn sau này tất cả long tộc chúng ta đều phải tới nghe lệnh của long hoàng có biết hay không? Hiểu, chỉ là không biết vị Long Hoàng này là. Ngao Thành vuốt dầu cười nói, Long Hoàng đi theo bên cạnh cao nhân. Về phần cụ thể như thế nào, ngươi nhìn vào đám gà kia, hai con bò kia, còn có cẩu đại gia thì biết. T. Long Hoàng của chúng ta trâu như vậy. Khó lường, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Có thể đi theo vị Long Hoàng này thì là vinh hạnh của chúng ta, mời nhất định phải thu lưu chúng ta. Đi theo vị Long Hoàng này, Long tộc ta đây tuyệt đối là có thể tiến thêm một bước. Các long tộc đều kích động, lần này cũng xem như là trong rủi có may. Ngao thành khoát khoát tay, mở miệng nói, "Được rồi, lời nói nhảm không nói nhiều, ta sắp bắt đầu chọn thịt, mọi người xếp thành hàng. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, bỏ qua nhục thân mặc dù là tổn thất rất lớn, nhưng là có cao nhân ở, khôi phục nhục thân cũng không khó khăn. Tuổi tác của ngươi đã cao rồi, chất thịt già rồi, bỏ qua. Ngươi là một con long mập a, trông thịt quá nhiều mỡ, cao nhân chưa chắc đã thích." Đại hắc ngáp một cái, "Chúng ta cũng trở về đi thôi, các ngươi tranh thủ thời gian trở về vị trí, đừng quên vai trò của mình. Đám gà, bò sữa và ong mật kia đều bắt đầu trở về lạc tiên sơn mạch. Theo tới gần tứ hợp viện, vầng sáng quanh thân bọn chúng đều thu liễm lại, dị tượng biến mất, thân thể huyễn hóa thành dáng vẻ bình thường phổ thông như lúc ban đầu. Đám gà thu hồi lông chim đầy màu sắc, ngay cả khí chất cao quý cũng biến mất, ghển cổ gáy lên trời. Ác 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 chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio bóng đêm dần dần biến mất phía chân trời bắt đầu xuất hiện những tia sáng lý niệm phàm bước ra khỏi phòng giữa tiếng gà gáy vào buổi sáng sớm tiểu bạch rất chuyên nghiệp mang đồ rửa mắt tới cho lý niệm phàm mở miệng nói chủ nhân buổi sáng tốt lành lý niệm phàm mỉm cười đáp lại nói cảm ơn sau đó lại nói đúng rồi long nhi các nàng không phải la nói muốn đi theo ta luyện công buổi sáng sao đi gọi các nàng dậy tuân mệnh chủ nhân thân yêu một lát sau ở dưới sự dìu dắt của lý niệm phàm mọi người đều đã xếp hàng chỉnh tề ở bên trong tứ hợp viện, bắt đầu tập thái cực. Động tác nhẹ nhàng, tư thế khoan thai, trông rất là vui tai vui mắt. Đây xem như là một loại tu thân dưỡng tính, tu luyện tâm tình, đánh xong một lần, để cho lòng người vui vẻ, cả người nhẹ nhõm. Mấy người đát kỷ đứng sau lưng lý niệm phàm, động theo động tác của hắn, chỉ cảm thấy ở trong nhất cử nhất động của mình thế mà ẩn chứa đại đạo vận luật, mơ hồ có một loại cảm giác nắm lấy toàn bộ thế giới. Mỗi một động tác đều thật sự là quá mức hài hòa, tay lướt qua hư không giống như gió thổi trên bầu trời, Chầm chậm chậm rãi dơ lên, như nước chảy trên mặt đất, tự nhiên mà lưu loát, thế này sao lại là đang luyện công buổi sáng, rõ ràng là đang múa với đại đạo giữa thiên địa. Rõ ràng là đang vận động, nhưng lại cực kỳ thoải mái, thoải mái hơn so với bất cứ lúc nào, nhưng các nàng không có một chút nghi ngờ, lúc này chính mình đánh ra một trường nhẹ nhàng, lại so một trưởng toàn lực mà đánh ra còn uy lực còn muốn lớn hơn. Đây là bởi vì các nàng lúc này, ở dưới sự dìu dắt của lý niệm phàm, dựa theo thiên địa vận luật giống như đầu bếp sóc thịt trâu người không hiểu mổ trâu thì không biết nên đặt tay chỗ nào làm nhiều công ít mà lại có nhịp điệu một đao nhẹ nhàng lại cường đại hơn nhiều so với một đao dùng sức trong đôi mắt đẹp của đát kỷ và hỏa phượng mang theo một tia mê mang lại hàm chưa theo một chút vẻ giật mình đắp chìm vào trong loại cảm giác kỳ diệu này đây chính là đại đạo sao đại đạo vô hình vô chất mà vào lúc này các nàng giống như đã đụng chạm tới đại đạo ở đầu ngón tay của các nàng giống như có nước chảy dốc rách mà qua, đây là đại đạo đang lưu động. Có điều, trong lúc các nàng muốn dùng sức đi nắm lấy, lại phát hiện như là gió, căn bản không nắm được. Loại cảm giác trông như có thể chạm tay tới nhưng lại không chạm được, để nội tâm các nàng không thể không phiền não một trận, khí huyết gần như cuộn trào, hơi loạn. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, nội tâm của các nàng đã được xoa dịu bởi thái cực quyền, lòng vẫn còn sợ hãi hít sâu một hơi, chậm rãi xoa dịu lại. Con đường tu hành long đong vất vả, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, cái gọi là ngộ đạo, chỉ cần một ý nghĩ sai lầm thì chính là cách biệt một trời. Từ xưa tới nay, vô số thiên tri kiêu tử được sinh ra, lại đều nhanh chóng vẫn lạc như sao chổi, có thể đi tới về sau thì đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng bởi vì, đại đạo không có dấu vết để mà tìm kiếm ngoài ra còn có vô số các lối rẽ, một khi chính mình mất phương hướng ở trong đó thì sẽ không có khả năng quay đầu. Vừa rồi đạo tâm các nàng đều thiếu chút bị hao tổn, nếu như tàu hỏa nhập ma, thì chỉ sợ sẽ trở thành nô lệ của lực lượng truy tìm đại đạo, quá kinh khủng. Đại đạo chí tôn quả nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Còn may bộ quyền pháp đại đạo này của chủ nhân lại cực kỳ nghịch thiên, hắn cố ý truyền thụ đại đạo thần quyền này cho chúng ta thì chắc chắn là lo lắng chúng ta, vì là để giúp chúng ta có thể cảm ngộ đại đạo được tốt hơn, quả nhiên là dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại. Còn về phần long nhi các nàng thì không tồn tại phiền não như đát kỷ và hỏa phượng, dù sao tu vi của các nàng còn thấp còn không tới mức tiếp xúc tới sâu như vậy. Tuy nhiên cũng đều có được ích lợi không nhỏ, được khí tức đại đạo tới tầm bổ, các nàng đối với việc cảm ngộ đạo sẽ càng sâu sắc hơn, pháp lực quanh thân bắt đầu xoay chuyển như ý, có một loại cảm giác như trưởng khống vạn vật trong thiên địa. Trong lòng các nàng đột nhiên có một loại xung động, đó là xung động khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới. Điều này đại biểu, khoảng cách các nàng tới cảnh giới thiên đạo đã là rất gần rồi. Từ đổ thấm và tần mạn vân đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng đã ở bên cạnh cao nhân thật lâu, nhưng vẫn như cũ vẫn thường xuyên hiện ra vẻ sợ hãi thán phục đặt ở trước kia các nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ mình có thể trưởng thành tới cảnh giới bây giờ mà từ sau khi theo cao nhân cũng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà thôi vậy mà đã trưởng thành tới độ cao mà vô số năm trước đó đều không đạt được mình có thể được cao nhân lựa chọn làm cầm đồng thư đồng thì chính là vinh hạnh to lớn không cần biết trong tương lai cao nhân cần chúng ta làm cái gì đều tuyệt đối không thể làm cho cao nhân thất vọng sau khi Lý Niệm Phàm làm xong động tác cuối cùng thì cười nói, được rồi, thu thép, tiếp theo thì chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Hắn xoay người, nhìn thấy Hỏa Phượng và Đát Kỷ vẫn còn đang đứng sững sờ tại chỗ, đôi mắt mơ mơ màng màng, không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi, tiểu Đát Kỷ, đang nghĩ gì vậy? Đát Kỷ khẽ thở dài nói, công tử, ta chỉ là đang nghĩ đại đạo vô hình, lại chứng minh sự tồn tại của nó như thế nào đây? Nàng ta vô cùng bối rối, cũng có hơi nhụt chí, đột nhiên cảm thấy đại đạo xa không thể chạm không có chỗ xuống tay lý niệm phàm hơi sững sờ đại đạo đây là vấn đề triết học sao hắn trầm ngâm suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào để cho oai chút lúc này ngoài cửa lại truyền tới một chàng tiếng gõ cửa tiểu thần tiêu thừa phong cầu kiến thánh quân đại nhân lý niệm phàm bảo tiểu bạch đi mở cửa sau đó tiêu thừa phong dương tiễn và giang lưu cùng nhau đi vào giang lưu tới đưa củi cho lý niệm phàm tiêu thừa phong và dương tiễn thì tới mang thịt rừng cho lý niệm phàm bọn họ tiến vào tứ hợp viện cùng nhau đưa mắt ăn nhịp hành lễ với lý niệm phàm bái kiến thánh quân đại nhân các vị buổi sáng tốt lành lý niệm phàm lên tiếng chào hỏi với bọn họ rồi nói không có ý tứ các ngươi ngồi đi ta trả lời một vài vấn đề cho tiểu đát kỷ đã đám người tiêu thừa phong liên tục nói không sao cũng không có lựa chọn ngồi xuống sau đó bọn họ nghe thấy lý niệm phàm nói với đát kỷ vừa rồi ngươi mới hỏi nên chứng minh sự tồn tại của đại đạo như thế nào lập tức ba người tiêu thừa phong vừa mới vào cửa thân thể đều chấn động quả tim đập lên phình phịch thậm chí da đầu cũng bắt đầu run lên bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới tiến vào tứ hợp viện thế mà vừa đúng lúc động phải cảnh tượng kích động như thế cao nhân thế mà đang truyền đạo cho đát kỷ tiên tử mình có thể nghe được thì tuyệt đối có lợi ích to lớn chắc chắn đây sẽ là một tạo hóa lớn lập tức bọn họ nhìn vào lý niệm phàm hai tay đều muốn cưỡng ép dựng cả lên đã thấy, Lý Niệm Phàm nhặt lên một chiếc lá, đưa nó lên trên đầu và sau đó thả tay ra. Tiểu Đát Kỷ, bắt lấy chiếc lá này. Đát Kỷ mở tay của mình ra, chiếc lá nhanh chóng rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Lý Niệm Phàm hỏi, Tiểu Đát Kỷ, ngươi có biết trước không? Đát Kỷ lắc đầu. Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi, vậy ngươi đưa tay ra trước ở đây chờ chiếc lá, làm sao ngươi biết chiếc lá sẽ rơi ở đây? Oanh! Con ngươi của tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên co rụt lại, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà đây là một vấn đề tầm thường thậm chí ngay cả dân chúng bình thường đều biết được nhỏ đến mức chẳng ai thèm để ý đến chứ đừng nói là sẽ nghĩ tới nhưng vào lúc này được lý niệm phàm gợi ý ra bọn họ mới ý thức tới chuyện này không tầm thường đúng vậy a à, bọn họ rõ ràng đều sẽ không biết trước lại làm sao có thể biết được vị trí của chiếc lá sẽ rơi vào đâu sau giây tiếp theo đầu óc đát kỷ và hỏa phượng càng là rung động ầm ầm mơ hồ bắt lấy cái gì lý niệm phàm ung dung mở miệng chiếc lá rơi xuống chính là đạo, quá trình rơi xuống là quỹ tích của đạo. Trên đời này, vạn sự vạn vật đều tuần hoàn theo quy tích của chính nó, thường thông qua một hiện tượng là có thể đoán trước được tương lai sắp xảy ra chuyện gì, đây chính là đại đạo. Sau đó, hắn lại nhặt chiếc lá kia lên một lần nữa, mở miệng nói, tiểu đát kỷ, người bắt lấy một lần nữa. Đát kỷ nghe vậy, lại giơ tay lên lần nữa. Xong lần này, ở lúc chiếc lá rơi xuống, lý niệm phàm dùng miệng thổi nhẹ, quy tích của chiếc lá này lập tức xuất hiện biến hóa, rơi xuống bên cạnh tay của đát kỷ mà không rơi vào lòng bàn tay của nàng đại đạo nhìn như vô hình nhưng là đường đi của nó lại là có hình thậm chí chúng ta có thể thử nghiệm đi thay đổi từ đó đạt được vô số loại khả năng trong lòng của tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn sinh ra một loại cảm giác nhìn thấy bầu trời xanh khi mây bị đẩy đi hóa ra đây chính là đại đạo đại đạo vẫn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta cao nhân dùng phương thức đơn giản nhất lại có thể nói ra đại đạo trí lý lấy nhỏ thấy lớn hóa phức tạp thành đơn giản, đây là cảnh giới cỡ nào, tầm mắt chỉ sợ cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Đại đạo bao trùm vạn vật, vạn vật trên đời đều ở trong sự bao phủ của đại đạo, nhìn thấu đại đạo là nhìn thấu quá khứ hiện tại và tương lai, trưởng khống chư thiên vạn giới. Đát kỷ và hỏa phượng sáng tỏ thông suốt, đại đạo vốn còn cảm thấy mình không thể nắm bắt được thì vào lúc này, đại đạo dường như bị lột sạch quần áo bại lộ ra trước mắt mình. Vào lúc này, nút thắt cổ. Trai khiến đạo tâm của các nàng bất ổn lập tức buông lỏng, lập tức bị phá tan khí tức quanh thân các nàng biến hóa điên cuồng, một cỗ khí thế dẫn động trời xanh, khiến cho hỗn độn cũng sinh ra rung động. Nửa bước đại đạo trí tôn cảnh, mà khí tức trên thân những người khác cũng theo đó mà thay đổi theo, pháp lực quanh thân xoay nhanh, pháp tắc như biển, gào thét quay cuồng. Long nhi, nhiếp nhiếp, tư đổ thấm, tần mạn vân bao gồm cả tiêu thừa phong, giang lưu, dương tiễn vừa mới tới, tất cả đều bước vào cảnh giới thiên đạo. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi này, ở bên trong cái tứ hợp viện hơi nho nhỏ này lại phát sinh biến đổi kinh thiên, nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ rung động thiên hạ, trở thành một đoạn giai thoại vãi nổi. Ta đây là trở thành đại năng thiên đạo. Ba người tiêu thừa phong còn chưa thể tin nổi, mắt trợn tròn, trong đó hiện lên đầy vẻ mơ mơ màng màng. Nói ra ngươi có khả năng không tin, chúng ta ở sau khi tiến vào cửa, sau đó thì được nghe cao nhân nói chuyện thì lập tức cất cánh ngay tại chỗ. Đây chính là cảnh giới thiên đạo A, bình cảnh kẹt chết vô số tu sĩ ở sau khi rung động xong ngay sau đó thì chính là sự vui mừng tột độ mặc dù tiêu thừa phong đã dốc sức kiềm chế nhưng miệng vẫn như cũ há ra thật to niềm vui căn bản không che giấu được cơ hội đưa thịt rừng tới lần này là hắn và dương tiễn thật vất vả mới tranh được chính là chờ mong có thể thu hoạch được một chút xíu cơ duyên ở chỗ cao nhân dù sao theo gần đây càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện bọn họ dần dần phát hiện thực lực của mình có hơi theo không kịp đây đối với kẻ thích kiêu ngạo quá mức như tiêu thừa phong mà nói thì hoàn toàn là một loại đả kích. Tuyệt đối không nghĩ tới, thật sự kiếm được cơ duyên, mà lại là cơ duyên vô cùng to lớn. Ta biết mà, tới bái phỏng cao nhân tuyệt đối là được sống. Hiện tại đi vào cảnh giới thiên đạo, ta xem trong toàn bộ hỗn độn này, có thể có mấy người có thể tiếp được một kiếm của ta, ha 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 ha. Lý Niệm Phàm nhìn vào Tiêu Thừa Phong hỏi, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tiêu Thừa Phong thu lại vẻ vui mừng, lúng túng nói, ách, lời nói vừa rồi của Thánh quân đại nhân đã để cho ta có được ích lợi không nhỏ, kìm lòng không được, Dương Tiễn ở bên cạnh thì nói, Thánh quân đại nhân, tối hôm qua chúng ta có thu hoạch không nhỏ, cố ý tới đưa thịt rừng cho ngài. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, ồ, lại có thịt rừng nữa sao? Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong vận chuyển long tộc đi vào, mở miệng nói, Thánh quân đại nhân mời xem. Yêu hô, nhiều long như vậy, không đúng, long tộc lại có nhiều chủng loại như vậy. Lý Niệm Phàm dò xét từng cái, trong lòng không thể không giật mình. Ngoại trừ cự long màu bạc lần trước ra, thế mà còn có long mã thân ngựa, còn có ứng long trên người có thêm hai cánh, còn có song đầu long có hai đầu. Long tộc này làm sao lại giống như cá, chủng loại phong phú, cũng không biết mùi vị có khác nhau hay không. Long mã đến cùng là có vị thịt long hay là vị thịt ngựa. Lý niệm phàm âm thầm nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước miếng, tràn đầy chờ mong. Hắn hiếu kỳ hỏi, các ngươi là từ đâu ra mà kiếm được nhiều long như vậy? Trước đó không lâu vừa mới mang tới một nhóm long, được làm thành thịt khô mang ra ngoài chia, lần này tới lại càng nhiều hơn dương tiễn mở miệng nói không dối gạt thánh quân đại nhân tối hôm qua long tộc trong hỗn độn liên thủ với nhau đi tới thần vực muốn báo thù cho những con long lần trước cũng may các tông môn trong thần vực cùng nhau liên thủ ngăn cản lúc này mới chấn áp chúng nó xuống tối hôm qua thế mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy lý niệm phàm trợn tròn mắt nhịn không được mà nói thật là đáng sợ đám long này tới báo thù chắc chắn là tìm tới long nhi hơn nữa làm thịt long thành thịt khô thế nhưng là bút tích của hắn nếu quả như thật truy cứu xuống tới đám long này đều tới tìm chính mình để báo thù còn may nhân duyên của mình không tệ đám long này mới không thể nháo tới tứ hợp viện hắn không yên tâm hỏi sau này còn sẽ có tai họa ngầm gì không dương tiễn nói thánh quân đại nhân cứ yên tâm long tộc đã được chấn áp toàn bộ lý niệm phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm cười nói vất vả cho các ngươi nói tiếp quy củ cũ nhiều long như vậy ta vẫn sẽ làm thành thịt khô sau đó các ngươi lại mang tới cho mỗi một tông môn lớn một lần nữa đi nhất là những tông môn tham dự sự kiện chấn áp long tộc lần này đều phải đưa tới chút tới làm cho bọn họ cảm thấy được ấm lòng chuyện tối ngày hôm qua càng thêm chứng minh tầm quan trọng khi có bằng hữu nếu như không có các thế lực lớn đứng ra vậy tối hôm qua ta chắc chắn là không cách nào ngủ được an nhàn như vậy phải tạo nhiều mối quan hệ hơn sau này có chuyện gì xảy ra còn có thể có người đứng ra gánh vác giúp dương tiễn gật đầu đồng ý được thánh quân đại nhân sau đó lý niệm phàm giữ đám người dương tiễn lại để ăn sáng rồi mới để cho bọn họ rời đi dương tiễn và tiêu thừa phong vừa ra khỏi tứ hợp viện hai người lập tức không kiềm chế nổi nụ cười trên mặt càng lúc càng dạng ngời kích động tới khó có thể kiềm chế bọn họ rời khỏi lạc tiên sơn mạch bay thẳng tới thiên cung với tốc độ cực nhanh khí thế quanh thân dậy sóng pháp tắc cuộn trạo trong phạm vi trăm dặm dị tượng bay múa đầy trời dẫn tới toàn bộ thiên cung phải liếc nhìn cự linh thần dắt cuống họng lên quát ầm ầm đậu đỏ rau mồng tơi Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, các ngươi các ngươi chứng được thiên đạo rồi. Hắn kinh ngạc tới cái cầm đều muốn rơi xuống trên mặt đất, không thèm giữ phép lịch sự, mở miệng là nói tục liên tục. Ngọc Đế cũng vội vàng chạy ra, mắt trợn tròn hỏi, làm sao các ngươi đã đi vào thiên đạo rồi? Chẳng lẽ đạt được kỳ ngộ nào từ chỗ của cao nhân sao? Giọng nói của hắn đều đang run rẩy, không phải bởi vì kích động, mà là bởi vì hối hận, bởi vì ước ao ghen tị. Bệ hạ, đây không phải là chuyện rõ ràng rồi sao? Căn bản không cần hỏi, trên mặt tiêu thừa phong viết đầy vẻ đắc ý sau đó nói lúc chúng ta đi tới bái phòng cao nhân vừa lúc gặp đúng dịp cao nhân đang truyền đạo cho đát kỷ tiên tử thuận tiện ngoài dự tính lắng nghe một chút ai ngờ nghe xong cái thì đột phá ai chính là nghe không hiểu ra sao cả đúng vậy a à, đột phá mà không có một chút cảm giác nào dương tiễn khẽ gật đầu cảm thán nói thật ra thì ta vẫn là rất hâm mộ các ngươi cái phần khó khăn khi các ngươi đột phá bình cảnh kia chúng ta là không được trải nghiệm tới a à đám người ngọc đế biểu cảm giống như ăn phải quả canh chua tới nhăn mặt nhăn mày cầu các ngươi đừng nói nữa có tin ta sẽ khóc cho các ngươi xem hay không làm người không thể quá đáng a à, các ngươi đây quả thực là có ý định giết tâm trạng của người sớm biết lần này cho dù ta chết cũng phải đi ta thế mà bỏ qua ta là đồ con lợn truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé một đoạn thời gian sau đó mỗi bữa ăn của lý niệm phàm đều không thể thiếu thịt long từ thịt kho tàu làm từ thịt long, thịt long chiên dầu, lại tới canh thịt long tất cả đều ăn một lượt. Đương nhiên, phần nhiều hơn chính là làm thành thịt khô. Đảo mắt, thời gian 7 ngày trôi qua. Một đống thịt long như vậy đã được tiêu hao tới 7-8 phần. Lý Niệm Phàm lại bảo người của Thiên Cung mang thịt khô đi phân phát ra ngoài. Các thế lực tham gia đối kháng long tộc lần trước tự nhiên tất cả đều không thể thiếu. La Thiên Hoàng Triều. Hoàng Đức Hằng đột nhiên đi canh giữ cổng. Đằng sau hắn, đứng chính là các hoàng tử, công chúa và các đệ tử xuất sắc của La Thiên Hoàng Triều đều đang mong mỏi ngóng trông. Thời gian dần trôi qua, tại chân trời xa xa dần hiện ra một vầng sáng, chỉ thấy một đạo tường vân đang không nhanh không chạm bay tới. Sắc mặt Hoàng Đức Hằng lập tức hiện lên vẻ khẳng định, trịnh trọng dặn dò nói, sứ giả thiên cung tới, mọi người phải nhớ không được thất lễ. Tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Chẳng mấy chốc đám tường vân kia đã đi vào bầu trời của La Thiên Hoàng Triều, đồng thời hạ xuống, chính là thái bạch kim tinh của thiên cung đã thấy, trên mặt của hắn mang theo nụ cười hữu hảo, trong tay thì mang theo một bó thịt khô, vui cười đi tới. Mở miệng nói, tiểu thần Thái Bạch Kim Tinh bái kiến Hoàng Hoàng Chủ. Hoàng Đức Hằng lập tức nói ngay, thượng tiên khách khí, người có thể tới la thiên hoàng triều của ta đã là chúng ta được sùng ái, mà lo sợ rồi. Từ lần trước ở sau đại hội đấu pháp của thần vực, sự giàu có của cao nhân đều đã xâm nhập vào lòng người, có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng, mà lại thêm ở sau sự kiện long tộc lần trước, sự cường đại của cao nhân càng là kinh khủng tới cực điểm, để người thấy được đều không thể không nứt cả tim gan. Đàn gà kia, đàn ong mật kia, còn có hai con bò sữa kia, đều là dị chủng trong hỗn độn A, thực lực sâu không lường được, tồn tại khả năng trở thành trí tôn rất lớn. Huống chi, còn có con chó và cái quần cộc trên mông nó kia, quần cộc vừa ra là có thể chấn áp tất cả kẻ địch, ai dám tranh phong. Nói tóm lại, bên người cao nhân, không có một tên nào là bình thường, xem như đồ vật tầm thường nhất, cũng là cơ duyên lớn mà những người khác đều tha thiết ước mơ mà thiên cung làm thân tín của cao nhân địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên bây giờ trong toàn bộ thần vực ai dám không cho thiên cung thể diện có thể nói cao nhân giao phó cho thiên cung đặc quyền quản lý thần vực thái bạch kim tinh mỉm cười hoàng hoàng chủ đây là thịt khô mà cao nhân mệnh lệnh ta đưa tới xem như là tâm ý tới báo đáp lần trước cùng trấn áp long tộc tạ cao nhân ban ân hoàng đức hằng thành kính mà nhận lấy thịt khô rồi nói đây đều là chuyện mà la thiên hoàng triều ta phải làm cao nhân thật sự là quá khách khí cảm tạ sự hậu ái của cao nhân dành cho chúng ta thái bạch kim tinh vuốt dầu cười nói nhớ làm việc thật tốt cho cao nhân nếu như được sự coi trọng của cao nhân thì đó chính là một bước lên trời tiểu thần ta xin cáo từ thượng tiên không ở lại một lúc sao cũng tốt cho việc chúng ta tận tình làm địa chủ a hoàng đức hằng vội vàng giữ lại thái bạch kim tinh khoát khoát tay không được ta còn phải đưa thịt khô cho nhà tiếp theo xin cáo từ. Đưa mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh biến mất trong tầm mắt, mọi người La Thiên Hoàng Triều nhìn chằm chằm vào thịt khô, hai mắt lập tức nóng hừng hực. Một tên hoàng tử trong đó nói, Phụ Hoàng, thịt khô cao nhân tặng cuối cùng đã tới, nghe nói mùi vị vượt sức tưởng tượng, cuối cùng còn rất mong chờ. Đúng vậy a, à, nghe nói còn ẩn chứa đạo vận và linh lực, hôm trước thiếu chủ khổ tình tông ăn một miếng thịt khô lập tức đột phá. Đây chính là thịt long tộc trong hỗn độn a, là cao nhân ban tặng, có thể so với một trận tạo hóa lớn nhanh, chúng ta cùng nhau nếm thử. bọn họ đều có chút không kịp chờ đợi. tuy nhiên, hoàng đức hằng lại trầm mặt lại, lắc đầu nhìn vào mọi người, hiện ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn. ánh mắt của các ngươi sao mà thiển cận như vậy? lập tức tất cả đệ tử đều giật này cả mình, yên tĩnh lại, vô cùng kính nể đối với hoàng đức hằng. tuy nhiên nội tâm lại đang nghi hoặc, không ăn còn có thể dùng để làm gì? không phải là muốn độc chiếm thịt khô chứ? có phải trong lòng các ngươi đang phỉ báng ta không? Hoàng Đức Hằng ngưng mắt nói thẳng ra chút tâm tư của bọn họ, để mọi người phải xấu hổ một trận. Hoàng Đức Hằng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, đây chẳng qua chỉ là một khối thịt khô mà thôi, lần trước ở trên đại hội đấu pháp thần vực, tầm mắt của các ngươi chẳng lẽ còn chưa được đề cao lên sao? Chúng ta bây giờ đầu tiên phải làm chính là nghĩ biện pháp để lấy lòng cao nhân. Thiên cung bởi vì nhận được sự ưu ái của cao nhân, mấy ngày trước lại có hai người trực tiếp bước vào cảnh giới Thiên Đạo. Đây là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào? Thiên cung có thể làm la thiên hoàng triều ta cũng có thể làm trách nhiệm liếm cao nhân không thể để cho một mình thiên cung dành hết hắn trịnh trọng mở miệng giọng nói kiên định mà nghiêm túc tất cả mọi người đều gật đầu liên tục rất tán thành hoàng đức hằng bắt đầu thả ra khảo nghiệm mở miệng nói ta bảo các ngươi nghiên cứu liếm đạo nghiên cứu tới như thế nào rồi nói xem một chút tiếp theo nên làm như thế nào các đệ tử hai bên đưa mắt nhìn nhau hai mặt nhìn nhau tràn đầy mơ hồ một bên trưởng công chúa thì như có điều suy nghĩ mở miệng nói phụ hoàng là muốn thông qua khối thịt khô này đổi cơ hội lấy lòng cao nhân hoàng đức hằng cuối cùng cũng nở ra nụ cười không sai nữ nhi của ta thiên phú chính là cao trưởng công chúa cao màu nói chỉ là nữ nhi không hiểu không biết cụ thể nên làm như thế nào cao nhân ban tặng thịt khô tự nhiên không tầm thường chính bởi vì nó không tầm thường chúng ta có thể nhờ vào đó đổi lấy một vật một khi thứ này vào mắt của cao nhân thì như vậy tự nhiên là có thể bỡ đỡ được cao nhân hoàng đức hằng ngừng một chút rồi nói ta từ chỗ thiên cung thăm dò được cao nhân thích thu thập các loại linh căn đặc thù xem như hỏa quả để ăn trưởng công chúa mừng tỉnh đại ngộ nói phụ thân ta đã hiểu gừng thế nhưng là càng già càng cay a à. một lát sau hoàng đức hằng mang theo trưởng công chúa tay mang theo thịt khô rời khỏi thần vực xuất hiện ở bên trong hỗn độn sau đó nhanh chóng bay về một cái phương hướng mà đi chỗ đó chính là phương thế giới của la thiên hoàng triều phương thế giới này cũng là hoàng triều và tông môn san sát la thiên hoàng triều mặc dù là thế lực đỉnh cao ở nơi này nhưng thế lực còn có thể chống lại thì có ba một trong đó chính là lăng vân hoàng triều trên thực tế mối quan hệ giữa la thiên hoàng triều và lăng vân hoàng triều cũng không được thân mật cho lắm thường xuyên có va chạm đệ tử đấu pháp với nhau càng là chuyện thường ngày xảy ra mà nguyên nhân tạo thành cục diện này chính là bởi vì một gốc tiên thiên linh căn cực phẩm gốc linh căn này ở giữa hai đại hoàng triều Mỗi trăm năm có thể kết xuất một quả, mức chân quý của nó đối với người tu đạo mà nói tự nhiên là không cần nói cũng biết, hai đại hoàng triều vì tranh đoạt gốc linh căn này tự nhiên không thể thiếu tranh đấu. Tuy nhiên cuối cùng, La Thiên hoàng triều và Lăng Vân hoàng triều đã đạt thành nhận thức chung, chính là ngàn năm sẽ cử hành một trận tỷ thí, bên thắng được có thể có được gốc linh căn này trong ngàn năm, sau đó ngàn năm sau lại so tiếp. Lần so tài trước chính là Lăng Vân hoàng triều chiến thắng lúc này Hoàng Đức hằng chính là bởi vì gốc linh căn này mà tới cùng một thời gian một lão già đang đứng ở dưới một thân cây ngẩng đầu nhìn vào một trái đang được treo ở trên cây trên mặt nở ra nụ cười tươi ở bên cạnh hắn còn có một tiểu nữ oa đi theo cũng đang ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn vào cây trong mắt sáng lấp lánh lão già yêu chiều nói với tiểu nữ oa ha ha minh tuệ quả cũng sắp chín rồi tiểu vân quả này là tổ gia gia chuẩn bị cho ngươi nó có thể để cao tuệ căn của ngươi nói không chừng còn có thể giúp ngươi một lần hành động đột phá tới tiên thiên cảnh tiểu vân mong đợi nói tạ ơn tổ gia gia tổ gia gia là tốt nhất lúc này lão giả lại là lòng có cảm giác ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng vẻ mặt dần dần trầm xuống chỗ đó thân ảnh hoàng đức hằng và trưởng công chúa nhanh chóng tới gần vào lúc này tu sĩ đang bảo vệ xung quanh ngốc linh căn này thi nhau tỏa ra uy thế khóa chặt vào trên người hoàng đức hằng lão giả kia cũng cất bước mà ra mặt mũi đầy vẻ đề phòng nhìn vào hoàng đức hằng lãnh đạo nói không biết hoàng đạo hữu đại giá quang lâm là có chuyện gì cần làm hoàng đức hằng cười nói lăng đạo hữu mọi người đều là chỗ quen biết đã lâu nhìn thấy người quen bày ra vẻ mặt thối không tốt a à. lăng lão đầu cười lạnh nói ha ha gốc linh căn này bây giờ là thuộc về lăng vân hoàng triều ta là cấm địa của triều hôm nay lại là một ngày quả trên cây vừa chín lúc này ngươi tới thật sự là để cho ta khó có thể bày ra vẻ mặt thơm được ngươi đi nhanh lên đi quả hoàng đức hằng đưa mắt nhìn vào cây trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ như vậy, ngươi xem thường ai đây? Ta thế nhưng là người uống hỗn độn linh tuyền uống tới no cả bụng, ăn thật nhiều hỗn độn linh quả. Hắn mở miệng nói, lăng lão đầu, xin đừng nên dùng tư tưởng của người nghèo tới sỉ nhục ta a. À. quả này ta thế nhưng là trướng mắt. Hai bên chúng ta vì cái hốc linh căn này mà đấu vô số năm, ngươi làm ra vẻ cái gì? Lăng lão đầu đắc ý nói, 300 năm qua, chúng ta đã thu hoạch được ba quả, 700 năm sau còn có 7 quả có thể thu hoạch, chật 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 thắng la thiên hoàng triều các ngươi chính là thoải mái a à. hoàng đức hằng lạnh nhạt nói tái ông mất ngựa sao biết không phải là phúc thật ra thì ta thực sự cảm ơn ngươi không phải là các ngươi thắng thì ta làm sao có thể gặp được cơ duyên lớn ngập trời chính là bởi vì thua hắn mới phải nghĩ mọi cách tìm kiếm cơ duyên bên ngoài vừa đúng nghe tin thần vực xuất hiện cho nên mới đi tới thần vực để tìm kiếm cơ duyên lúc này mới có thể gặp được cao nhân lăng lão đầu nhíu mày lại cơ duyên lớn ngập trời Ngươi có biết ta đi về thần vực đã trải qua những gì không? Ngươi có biết uống Hỗn Độn Linh Tuyền uống tới no cả bụng là trải nghiệm gì không? Ngươi có biết ăn Hỗn Độn Linh Quả lột vỏ là có trải nghiệm gì không? Hoàng Đức Hằng mặt lộ vẻ tự mãn, trong đôi mắt tràn đầy sự kính nể và sợ hãi thán phục, gần như là run rẩy kể lại những chuyện mà mình đã trải qua. Lăng lão đầu vừa mới nghe còn rất khiếp sợ, tuy nhiên thời gian dần trôi qua thì sắc mặt bắt đầu cổ quái, cuối cùng nhìn vào Hoàng Đức Hằng với vẻ mặt đầy vẻ đồng tình đợi tới khi hoàng đức hằng vừa mới hừng hực kể xong lăng lão đầu nhìn về phía trưởng công chúa thở dài nói hắn gặp phải triệu chứng này đã bao lâu rồi lang trung nói như thế nào hoàng đức hằng trưởng công chúa bất đắc dĩ nói lăng tiền bối những gì phụ hoàng ta nói ra câu nào câu nấy đều là lời nói thật hoàng đức hằng mặt mũi tràn đầy bi phẫn lăng lão đầu ta đây là xem ở giao tình nhiều năm giữa hai ta mới cố ý vội trở về chia sẻ cái tạo hóa kinh thiên này với ngươi ngươi nói như vậy quả thật để cho trái tim của ta thật đau thật mệt mỏi lăng lão đầu hoài nghi nhìn vào hoàng đức hằng thật chia sẻ với ta đó là tự nhiên hoàng đức hằng trịnh trọng gật đầu sau đó nói cao nhân đều rất thích các loại đại linh căn thích thu nạp các loại hoa quả trong hỗn độn ngươi nghe lời khuyên của ta chỉ cần chúng ta tặng gốc linh căn này cho cao nhân cao nhân một khi cao hứng thuận tay ban cho vậy cũng là tạo hóa khó có thể tưởng tượng ha ha không cách nào tưởng tượng các ngươi vì lừa gạt linh căn của ta thế mà lấy ra cái lý do vỡ vẩn như vậy các ngươi không khỏi cũng quá coi thường trí thông minh của ta đi." Lăng lão đầu sớm đã nhìn thấy hết thảy, vất vất tay nói, "Nhanh, đi từ chỗ nào thì về chỗ đó đi. Được rồi, ta sớm đã đoán được ngươi sẽ không tin, vậy thì dùng cái này tới đổi đi." Vừa nói, Hoàng Đức Hằng vừa xách bó thịt khô kia ra. "Một bó thịt khô, muốn đổi linh căn ta?" Lăng lão đầu chớp chớp mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Sau đó thì mặt mo tức giận tới đỏ bừng. Tức giận nói, "Hoàng lão đầu, ngươi đây là đang sỉ nhục ta sao?" Hoàng đức Hằng nói, "Đây không phải là thịt khô bình thường, ngươi nhìn kỹ lại một chút đi." Lăng lão đầu lúc này mới nhìn cẩn thận hơn, hơi đánh giá cái này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Khối thịt này ngoài tỏa ra một chút mùi thơm đặc biệt ra, còn có một cỗ khí tức man hoang lan tràn ra ngoài, để nội tâm hắn kinh. Hắn kinh ngạc hỏi, "Đây là thịt long trong hỗn độn?" Hoàng đức Hằng cười nói, "Đúng là thịt của thần long hỗn độn." thực lực thế nhưng là còn phải cao hơn ta và ngươi không ít lăng lão đầu thu hồi ánh mắt thản nhiên nói thịt này quả thực có nguồn gốc không nhỏ tuy nhiên so với cái linh căn này còn kém xa hoàng đức hằng lắc đầu nói nhãn lực của ngươi quá kém quan trọng nhất là thịt này là xuất ra dưới tay cao nhân chờ một chút thì ngươi sẽ hiểu hắn vung tay lên một đám lửa hiện lên tại chỗ sau đó bắt đầu nướng lăng lão đầu khinh bỉ nói tiểu vân đi chúng ta không để ý tới lão già điên này nữa bọn họ lại lần nữa đứng ở dưới cây. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, một cỗ mùi thơm vô hạn bay tới, lập tức chui vào xoang mũi của bọn họ, bất ngờ không đề phòng, để nội tâm của bọn họ đều nhanh chóng cuồng loạn lên, nước bọt càng là bài tiết tuôn ra như chó dại. Nơi cổ của Tiểu Vân cũng không thể không lên lên xuống xuống, không thể không nghển cổ lên, con mắt nhìn chằm chằm vào chỗ thịt khô kia, sốt ruột nói, tổ ra ra, thơm quá a, à. thịt nướng của vị ra ra kia thật thơm. Thịt khô do lý niệm phàm làm ra, lúc này được hỏa diễm nướng qua mùi thơm ẩn chứa trong đó lập tức được nhóm lên lập tức lan tràn ra ngoài mùi thơm lan ra vạn dặm thơm quá trên đời này thế mà có thể có mùi thơm thơm tới như vậy đây là mùi vị của đồ ăn khó có thể tưởng tượng ta thế mà xuất hiện cảm giác đói bụng không được loại cảm giác đã lâu này ta thật muốn ăn thịt nướng kia phải là ăn ngon cỡ nào a à, để cho ta ăn một miếng đi ừng ực ừng ực một lát sau mùi thơm đã chinh phục tất cả ở đây tiếng nuốt nước miếng vang lên bên tai không dứt. Sự cám dỗ của thức ăn đến từ bản tính, và không ai có thể cưỡng lại được. Cơ thể nhỏ bé của Tiểu Vân sắp theo mùi thơm này mà bay lên, vội tới độ dẫm chân, tổ ra ra, ta muốn ăn, ta muốn ăn thịt nướng kia. Lăng lão đầu âm thầm lao khóe miệng của mình một cái, sau đó đi tới, hoàng lão đầu, thịt này của ngươi. Giọng nói của hắn im bặt mà dừng, cổ họng bắt đầu nhấp nhô nhanh chóng. Bởi vì, Hoàng Đức Hằng đã yên lặng xé xuống một miếng thịt, đang cùng thưởng thức với trưởng công chúa, ăn ngay trước mặt. Sau khi được nướng bởi lửa, dầu trơn trên thịt càng đậm, sáng lấp lánh, màu sắc chất thịt cũng bắt đầu chuyển sang vàng, giống như tỏa ra ánh sáng. Chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta khó mà rời ánh mắt, thèm ăn càng tăng cao. Trơ mắt nhìn Hoàng Đức Hằng và trưởng công chúa nhai nuốt thịt, bên miệng càng là có vắng dầu chảy ra, hình thành một loại dụ hoặc cực hạn, khiến dạ dày của khán giả không thể không run rẩy, hận không thể nhào tới giành ăn ăn là bản tính của con người, chẳng ai có thể thoát khỏi thức ăn hợp khẩu vị. Lăng lão đầu liếm liếm bờ môi của mình, ưng ực một tiếng nặng nề nuốt một ngụm nước miếng xuống. Về phần tôn nữ tiểu vân của hắn, thì đã là sư một tiếng đi tới bên cạnh Hoàng Đức Hằng và trưởng công chúa, miệng nhỏ há lớn, khoái miệng còn mang theo nước bọt sáng lấp lánh, một bộ dáng vẻ đáng yêu đang trông mong được cho ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng lão đầu, ngậm miệng, lăng lão đầu hét lên khản cả giọng. Hắn không vội không được, trong thời gian ngắn như vậy hai người hoàng đức hằng đã ăn một nửa hoàng đức hằng dí dỏm nhìn vào hắn không phải ngươi trướng mắt với thịt này sao hừ ta đây đều là vì tôn nữ của ta lăng lão đầu hử lạnh một tiếng rồi mạnh miệng nói hoàng lão đầu ngươi đây chính là sớm đã mưu tính thế mà làm đến thơm như vậy quá đáng có điều nghĩ bằng vào cách này mà đổi lấy linh căn của ta thì đây là không có khả năng nói điều kiện một lần nữa vì tôn nữ của ngươi Hoàng Đức Hằng mỉm cười, lại kéo xuống một miếng thịt nướng nhỏ, sau đó chậm rãi đưa tới trước mặt lăng lão đầu. Lập tức, lăng lão đầu trợn cả mắt lên, hiện lên ánh sáng xanh, nhưng vẫn còn mạnh miệng nói, ha ha, chỉ là ham muốn ăn uống cũng vọng tưởng làm loạn đạo tâm của ta. Chỉ có điều, trong lúc nói, bởi vì nước bọt bài tiết ra quá nhiều mà bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng hắn không dừng lại chút nào, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào khối thịt kia, hơi thở trở nên rồn rập, toàn thân cơ bắp căng lên hận không thể liễu lĩnh cắn tới hoàng đức hằng kinh ngạc nói yêu hô thế mà có thể nhịn được định lực không tệ lắm hắn nói tiếp a cầm lấy nếm thử đi lăng lão đầu hơi sững sờ thật cho ta hoàng đức hằng cao thâm khó giò nói nếm thử đi rồi ngươi sẽ biết thịt khô này không đơn giản chỉ là có mùi thơm thôi đâu chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi cái này sẽ phá vỡ tam quan của ngươi cho mà xem giả thần giả quỷ lăng lão đầu kêu lên một tiếng đau đớn tuy nhiên thân thể cuối cùng cũng nhịn không được há miệng cắn vào. Lần cắn này, lập tức để toàn thân hắn run lên, tất cả tế bào đều đang run rẩy, trong cổ họng cũng phát tới tiếng than nhẹ. Vừa rồi hắn còn cố nén lấy sự dụ hoặc, kìm nén tới quá lâu, đột nhiên phòng thích, cảm giác thỏa mãn gần như tràn ngập toàn thân của hắn. Mùi thơm đậm đà tỏa ra từ miếng thịt nướng, như là thực chất gần như muốn đẩy ra cái miệng của hắn, điên cuồng rót vào cổ họng của hắn, để hắn sinh ra một loại cảm giác sung sướng đê mê. Mà theo hắn nhai, lại có cảm giác vừa mềm vừa xốp giống như đang xoa bóp hàm răng già của hắn vậy để hắn có được một loại thư thái không nói nên lời chất thịt mùi vị càng làm cho vị giác của hắn nổ tung ăn ngon ăn quá ngon vào lúc này đôi mắt già nua của lăng lão đầu thế mà hiện đầy nước mắt ừng ực hắn chỉ nhai nhai nhấm mấy lần thì không kịp chờ đợi nữa nuốt thịt nướng xuống bụng lập tức cảm giác từ trong ra ngoài đều phong phú hoàng đức hằng lập tức cười nói lăng lão đầu cảm thấy như thế nào đúng là ngon mà không cách nào tưởng tượng ra được. Lăng lão đầu sợ hãi than gật đầu, một mặt dư vị vô cùng. Tuy nhiên ngay sau đó, con ngươi của hắn lại đột nhiên co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng đang thức tỉnh trong bụng của mình, linh lực cường đại thậm chí để hắn cũng có cảm giác, hơn nữa càng là tràn lan ra một cỗ đạo vận để hắn cũng có được ích lợi. Phải biết, hắn thế nhưng là đại năng cảnh giới thiên đạo. Xem như ăn minh tuệ quả cũng sẽ không có cảm nhận gì, tuy nhiên, chỉ một miếng thịt khô như vậy lại có hiệu quả, dù chỉ có một chút vậy cũng là không cách nào tưởng tượng mắt hắn trợn tròn lên khó có thể tin mà nhìn vào thịt khô nướng cái này thịt này làm sao có thể hoàng đức hằng nhìn vào hắn giọng điệu chân thành nói không có gì là không thể nào thịt này xuất ra dưới tay của cao nhân hơn nữa những lời ta vừa mới nói đều là thật ầm da đầu lăng lão đầu gần như muốn nổ tung đầu óc trống rỗng trước đó hắn một mực không coi hoàng đức hằng ra gì nhưng là vào lúc này hắn không thể không đi đối mặt hắn ý thức được hoàng đức hằng khả năng thật không phải đang nói đùa chỉ là đây cũng quá đáng sợ thật khó có thể tin quả thực phá vỡ tam quan của hắn dần dần toàn thân hắn cũng nổi lên cả da gà tiểu vân ở một bên thấy tổ da da của mình ăn lúc này mới kêu la lên hô lớn nói ta cũng muốn ăn ta cũng muốn ăn hoàng đức hằng cười ha ha một tiếng yên tâm không thể thiếu của ngươi hắn xé một miếng thịt đưa cho tiểu vân thân thể tiểu vân tuy rằng nhỏ nhưng miệng lại thật là to trong nháy mắt ăn đưa một miếng thịt vào trong miệng miệng nhai nhai nhấm nhấm khuôn mặt nhỏ theo đó mà chuyển động ngay sau đó hai hàng nước mắt hiện hình gợn sóng lăn đều trên mặt mà xuống ăn quá ngon cả người nàng ta đều nhảy dựng lên nhảy múa tại chỗ đồng thời một cỗ lực lượng cường đại cũng bộc phát ra từ trên người nàng kéo theo lấy khí tức của nàng kéo lên nhanh chóng một lần hành động lập tức bước qua thiên tiên tuy nhiên còn chưa ngừng lại từng lớp từng lớp bình cảnh giống như giấy vậy liên tục bị xuyên phá, Thiên Tiên trung kỳ, Thiên Tiên hậu kỳ, Chân Tiên. Động tĩnh như thế cũng khiến cho Lăng lão đầu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó thì lại chấn kinh. Đây là thịt khô làm từ thịt của Long Thần Long nhất tộc, thế mà có thể duy trì thần lực, trong đó một cách hoàn mỹ để cho người ta hấp thu, càng là mang theo một tầng đạo vận cường đại, so với cái gọi là linh căn thì hiệu quả phải cường đại nghìn lần, vạn lần. Có thể làm đồ ăn thành tạo hóa to lớn, cái này không khoa học, làm sao có thể làm được? lăng lão đầu ngây ngốc mở miệng chẳng lẽ là mỹ thực trí tôn cảnh giới đại đạo nhỏ cách cục nhỏ hoàng đức hằng khoát khoát tay mở miệng nói sự cường đại của cao nhân ngươi há có thể tưởng tượng những thịt này ngươi cầm lấy đi chuyện ta nói ngươi tốt nhất phải nghĩ cho kỹ đây là tạo hóa vô cùng lớn nếu không phải linh căn bị các ngươi đoạt được ta điên rồi mới tới chia sẻ câu duyên này với ngươi lăng lão đầu cả kinh nói nhiều thịt như vậy ngươi xác định đều cho ta hoàng đức hằng cố nén vẻ đau lòng tùy ý nói ha ha đây coi là gì hỗn độn linh căn ta đều là làm hoa quả để ăn ta đi theo cao nhân chút thịt này có đáng là gì tạo hóa đang ở trước mắt có thể bắt lấy hay không thì phải xem chính ngươi sau này hối hận thì cũng đừng nói là ta không dẫn ngươi hắn như vậy chính là vì kích lăng lão đầu quả nhiên lăng lão đầu trầm ngâm một lát mở miệng nói ngươi xác định cao nhân muốn linh căn này tồn tại bực này không chướng mắt linh căn này sao tầm mắt của ngươi còn chưa đủ cao nhân thu thập linh căn chỉ là một loại sở thích Giống như người bình thường ăn cơm uống nước vậy, cao nhân coi linh can như hoa quả, ăn chơi ấy mà. Hoàng đức Hằng tận tình khuyên bảo, hỗn độn linh can ở trong mắt cao nhân đều chẳng qua chỉ như vậy, thậm chí nguyện ý phân phát cho mọi người ăn, chỉ nói tới thịt khô này, cao nhân ở thần vực kia đó là tặng lượng lớn ra ngoài. Lăng lão đầu đều nghe tới choáng váng, lý trí nói cho hắn biết đây là không thể nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lời thế son sắt của Hoàng đức Hằng, thì tâm hắn không thể không động, mở miệng hỏi, "Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào?" chúng ta đào gốc linh căn này ra rồi đưa qua cho cao nhân đây chính là cơ hội gặp mặt cao nhân tới lúc đó một khi cao nhân cao hứng chỗ tốt quả thực không dám tưởng tượng hoàng đức hằng dừng một chút rồi lại nói ta nói cho ngươi người vây quanh cao nhân vuốt mông ngựa như cá giết sang sông cả đám đều nghĩ tới nát óc để được đi liếm cao nhân chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này biểu hiện tốt một chút liếm ra chiều cao liếm ra trình độ đào linh căn lăng lão đầu choáng váng cuối cùng cắn răng một cái làm nội tâm của hắn cũng có một chút tính toán. Linh căn này dù sao chỉ thuộc về hắn một ngàn năm so với thịt khô, mà Hoàng Đức Hằng đưa tới, giá trị đã vượt qua gốc linh căn này. Nếu như Hoàng Đức Hằng nói dối, đó chính là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn thương tám trăm, cùng lắm thì cùng nhau thua thiệt. Hoàng Đức Hằng cười ha ha một tiếng, không kịp chờ đợi nói, ha ha, sảng khoái. Vậy thì đào thôi. Lập tức hai người ăn nhịp với nhau, ở dưới cái nhìn soi mói há hốc mồm của những người khác, lập tức đào. Nửa giờ sau, Hoàng Đức Hằng và Lăng lão đầu em, ăn theo trưởng công chúa, ba người cùng nhau khiêng một cây đại thụ rời khỏi phương thế giới này. Trong hỗn độn, một đạo lưu quang chợt lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Trên đường, Lăng lão đầu nhịn không được mà nói, ta chắc chắn là điên rồi, thế mà khiêng linh căn cùng các ngươi đi ngang nhiên trong hỗn độn. Hoàng Đức Hằng thì kích động nói, yên tâm, chờ tới thần vực, ngươi chắc chắn sẽ không hối hận, thậm chí còn sẽ rất cảm ơn ta đây a. À hắn đã không kịp chờ đợi muốn tặng bảo bối cho cao nhân tuy nhiên bọn họ cũng không có để ý tới ngay vào lúc ngang nhiên đi qua hỗn độn một viên tinh thần cách đó không xa đột nhiên sáng lên một tia sáng viên tinh thần kia có màu vàng đất tuy rằng rất lớn nhưng là một viên tử tinh trôi nổi ở bên trong hỗn độn cũng không phải là quá để người chú ý tới có điều lúc ba người hoàng đức hằng khiêng linh căn dần dần tới gần bên trong tinh thần này giống như có thứ gì đó thức tỉnh chậm rãi mở mắt ra một chút lực lượng yếu ớt bắt đầu tràn lan mà ra bắt đầu thẩm thấu mặt ngoài viên tinh thần này rất là mờ mịt ba người hoàng đức hằng không có một chút cảm giác nào bay qua bên cạnh viên tinh thần này lúc này ở bên trong tinh thần đột nhiên truyền ra một cỗ lực hút theo đó sư một tiếng quả ở trên gốc linh căn kia lập tức bắn ra bị hút vào trong tinh thần chuyện gì xảy ra ba người hoàng đức hằng thay đổi sắc mặt đột nhiên nhìn chằm chằm vào viên tinh thần kia đôi mắt ngưng trọng quả còn trên cây là bọn họ cố ý không nỡ ăn tự nhiên cũng là chuẩn bị tặng cho cao nhân như vậy mới càng lộ ra thành ý hoàng đức hằng và lăng lão đầu đưa mắt nhìn nhau hoàng đức hằng mở miệng nói đạo hữu phương nào ở đâu chơi trò đùa với bọn ta có thể hiện thân ra gặp mặt hay không không có người trả lời chỉ là mặt ngoài viên tinh thần này thế mà chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy này ban đầu chỉ là một điểm đen chẳng mấy chốc đã phóng lớn rất nhanh giống như đại dương hóa thành xu thế thôn tính bao phủ về phía ba người hoàng đức hằng mà tới cẩn thận lăng lão đầu không dám chậm trễ pháp lực quanh thân cuộn trào lên trong lúc đưa tay hình thành một cái tấm chắn ngăn cản cỗ lực hút này ở bên ngoài trong viên tinh thần kia hình như có thứ gì đến cùng là cái gì chỉ sợ là một loại vật nào đó không rõ đôi mắt ba người nheo lại nhìn chằm chằm vào biến hóa trước mặt dần dần vẻ mắt xuất hiện biến hóa lộ ra vẻ chấn động đã thấy ở trên viên tinh thần kia ngoại trừ vòng xoáy ra còn lập lòe lên từng lớp từng lớp phủ văn hoa mỹ những phù văn này trải rộng cả viên tinh thần này giống như một lớp gông xiềng bao khỏa viên tinh thần này giống như trong đó buộc chặt lấy thứ gì đó ánh sáng phù văn hoa mỹ thần thánh mà to lớn ánh sáng còn muốn nồng đậm hơn so với mặt trời gấp trăm lần chui thẳng vào bên trong các nơi trong hỗn độn trở thành một viên tinh thần sáng nhất bên trong mảnh hỗn độn này dù cho là lăng lão đầu và hoàng đức hằng cũng cảm thấy có một cỗ áp lực đè lên người sinh ra cảm giác không dám nhìn thẳng đây là phong ấn lăng lão đầu hít sâu một hơi sợ hãi nói mà lại là phong ấn cấp bậc đại đạo hoàng đức hằng khẽ gật đầu ngưng trọng nói quá kinh khủng bên dưới loại phong ấn này đang phong ấn tồn tại cỡ nào trưởng công chúa thì nói nơi đây không nên ở lâu chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi người nói đúng trong lòng ba người mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác bất an lúc này chuẩn bị rút lui nhưng mà đúng vào lúc này bên trong vòng xoáy kia lại truyền tới một trận sóng âm thanh kinh khủng giống như dã thú đột nhiên nổi điên tràn đầy khí thức bạo ngược một cái chớp mắt sau đó cỗ lực hút kia lập tức gia tăng theo cấp số nhân nhắc lên dòng bão to lớn trong hỗn độn vô số tinh thần bắt đầu hội tụ về nơi này thế mà bị hút vào bên trong vòng xoáy này tấm chắn của lăng lão đầu cũng run rẩy một trận chúng ta đi mau ba người đều vận chuyển pháp lực chật vật lui lại có điều cỗ lực hút này tăng trưởng tốc độ quả thực là nghe rợn cả người chẳng mấy chốc đang mang tới áp lực cường đại cho bọn họ giống như người đi ngược gió khó mà cất bước a à trưởng công chúa phát ra một tiếng kinh hô thân thể lập tức bị vòng xoáy hấp thụ mà đi tuy nhiên được hoàng đức hằng nhanh chóng cứu lại gốc linh căn trước mặt ba người lá cây rung động điên cuồng lập tức rời khỏi nhánh cây tất cả bị hút vào vòng xoáy hoàng đức hằng nghi ngờ không thôi nói thứ kia giống như là hướng về phía linh căn này mà tới lăng lão đầu sắc mặt khó coi mắng hoàng lão đầu lần này ta bị ngươi hại chết ta không nên nghe ngươi ta không nghe ngươi ta sẽ không đào gốc linh căn này lên, ta sẽ không đào linh căn này ra, cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này. Nhanh ngậm miệng, Móa nó, liều mạng. Hoàng Đức Hằng hai mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy vô cùng to lớn kia, chậm rãi đưa tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra pháp tắc vô tận. Đông đảo pháp tắc vườn quanh trong lòng bàn tay của hắn, khiến cho tay của hắn đều biến thành màu vàng kim, sau đó đột nhiên đánh xuống. Ấn thần trưởng, trưởng ấn màu vàng kim vô cùng to lớn, như là trời xanh đổ sụp xuống, muốn lấp đầy cái vòng xoáy kia. Tuy nhiên, ở dưới cái nhìn soi mói của bọn họ, trưởng ấn kia rơi vào trong vòng xoáy lại giống như trâu đất xuống biển, thoáng cái đã bị vùi lấp, không tạo ra chút gợn sóng nào. Sau đó, khí tức bạo ngược trong vòng xoáy lại tăng lên lần nữa, cỗ lực hút kia gần như rung động hoàn vũ. Ngoài đó ra, càng là có một bàn tay to lớn từ trong vòng xoáy vươn ra ngoài, chộp về phía ba người Hoàng Đức Hằng. Lăng lão đầu thấy muốn rách cả mí mắt, khàn giọng nổi giận mắng, hoàng đức hằng ngươi là tên hố người đậu tím hoa cà hoàng đức hằng lo lắng cao giọng nói bây giờ không phải là thời điểm cãi lộn hai người chúng ta cùng nhau đưa nữ nhi của ta ra ngoài nhanh lần này thật bị ngươi hại chết mặt mũi lăng lão đầu tràn đầy bi phẫn có điều vẫn là bấm pháp quyết đưa tay chỉ về phía trưởng công chúa hình thành một cỗ lực lượng cuộn trào đẩy ra phía bên ngoài hoàng đức hằng cũng đưa tay đẩy pháp tắc vô tận biến thành dị tượng bao phủ lấy trưởng công chúa che chở nàng ta thoát khỏi lực hút của vòng xoáy trưởng công chúa lo lắng nói phụ hoàng các ngươi làm sao bây giờ hoàng đức hằng vội vàng nói đi tìm cao nhân cứu chúng ta có hoàng đức hằng và lăng lão đầu hai tên cảnh giới thiên đạo cùng nhau đưa tiễn trưởng công chúa chậm rãi thoát khỏi lực hút sau đó thì thân hình nhanh chóng phóng ra ngoài mà đi chỉ có thể trơ mắt nhìn vào hoàng đức hằng và lăng lão đầu hai người ôm một gốc cây bị bàn tay khổng lồ kia kéo vào bên trong tinh thần cao nhân chắc chắn sẽ có biện pháp ta phải đi tìm cao nhân huống chi quái vật nơi này thế nhưng là còn mốt đoạt hoa quả muốn tặng cho cao nhân cao nhân chắc chắn sẽ giúp ta hai mắt trưởng công chúa đỏ rực dùng sức cắn môi dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía thần vực truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé thần vực lạc tiên sơn mạch ngao thành mang theo một cái thùng gỗ lớn đang từng bước từng bước đi lên trên núi ở trong cái thùng gỗ to này lại chứa đủ các loại cá trắng xanh lam xanh đen tím những con cá này đều không nhỏ hơn nữa dáng vẻ khác nhau tuy nhiên vẻ bề ngoài đều vô cùng đẹp từng con đều oai phong lẫm liệt đang bơi lội nhảy nhót tung tăng trong thùng soạt đuôi cá vỗ vào thùng gỗ văng ra một đống nước được rồi sắp tới chỗ của cao nhân rồi các ngươi đều phải an phận một chút cho ta ngao thành ngưng giọng mở miệng nói giọng điệu có hơi nghiêm khắc một con cá lớn màu đen trong đó giọng điệu thấp thỏm hỏi ngao long vương chúng ta như thế này không có việc gì sao có thể để cao nhân không thích hay không? Những con cá khác cũng đều trông mong nhìn qua Ngao Thành, đầy vẻ thấp thỏm, còn có kích động. Thật ra thì, bọn chúng cũng không phải là cá, mà là long, hơn nữa đều là thiên tài long. Trong các loại long tộc vừa mới quy thuận cách đây không lâu, sau khi trải qua tuyển chọn từ trong ngàn vạn mà ra. Mấy ngày trước đấy, Lý Niệm Phàm để thiên cung đưa thịt khô tới, đột nhiên hạ một lời dặn dò. Đó chính là bảo thiên cung tìm chút cá có phẩm tướng tốt, hắn muốn nôi ở hậu viện cái hồ nước ở hậu viện kia, từ sau khi hồng hoang biến thành thần vực, cũng theo đó mà trở nên lớn hơn nhiều, lý niệm phàm lại một mực không có sử dụng, cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới. Hậu viện nhà mình có một cái hồ lớn tới như vậy, vậy nhất định không được lãng phí. Bởi vậy, hắn lại nghĩ tới việc nuôi cá, sau đó chính mình ra câu cá ở hậu viện, để cuộc sống càng có thêm vài phần thú vị. Mà sau khi thiên cung nhận được lời dặn dò của lý niệm phàm, lập tức không dám chậm trễ, lập tức triển khai đại nghiệp tình cá thậm chí họp liên tục, chế định ra một loạt quy hoạch. Cuối cùng, phần gánh nặng này đương nhiên rơi vào trên đầu Đông Hải Long Vương, cái tên nhà giàu nuôi cá này. Hôm nay Ngao Thành Chính là tới đưa cá cho Lý Niệm Phàm mà tới. Hắn nhìn thoáng qua thùng gỗ, mở miệng nói, không sao cả, cao nhân cố ý liên tục nhắc nhở, phải tìm cá có phẩm chất tốt, rồi rào sinh mệnh, còn có cá nào mà có lực lượng sinh mệnh rồi rào bằng long tộc ta. Huống chi trong hậu viên của cao nhân, vốn là nuôi tổ tiên của ta, ta hiểu ý tứ của cao nhân. Ứng long biến thành một con cá mọc ra cánh, mở miệng hỏi, ngao long vương, sống ở hậu viện của cao nhân, đãi ngộ có thật tốt giống như những gì ngươi nói không? Nào chỉ là tốt, quả thực chính là một bước lên trời. Giọng điệu ngao thành trở nên chua chua, nếu như không phải bởi vì thân phận ta đã định, nói cái gì cũng nhất định phải đi làm cá ở hậu viện của cao nhân. Thân phận của các ngươi sau này xem như thành cá mà cao nhân nuôi, là tôn quý cỡ nào, chua chết ta không nói nữa nói nữa ta lại muốn khóc cao nhân nuôi cá các con cá không thể không nghĩ tới gà mà cao nhân nuôi bò sữa mà cao nhân nuôi bọn chúng lập tức tràn đầy chờ mong và hưng phấn thời gian dần trôi qua tứ hợp viện đã xuất hiện ở trong tầm mắt ngao thành ngưng giọng nói được rồi tới toàn thể chú ý biểu hiện cho tốt một chút thấy tất cả cá đều đã chuẩn bị xong ngao thành lúc này mới tiến lên gõ cửa cung kính nói xin hỏi thánh quân đại nhân có ở nhà không kẹt kẹt cửa mở lý niệm phàm mỉm cười nhìn vào ngao thành rồi mở miệng nói hóa ra là long vương giá lâm hoan nghênh tới chơi ngao thành lập tức hành lễ nói bái kiến thánh quân đại nhân sau đó thì hắn nói thánh quân đại nhân đây là những con cá tìm kiếm theo yêu cầu của ngài không biết những con cá này có được hay không hai mắt lý niệm phàm sáng lên cá tới nhanh để cho ta nhìn xem hắn vội vàng nhìn về phía thùng nước nụ cười trên mặt lập tức nở rộ lên những con cá trong thùng nước từng con đều thân thể to khỏe, bơi ở trong thùng nước rất linh hoạt, vảy cá dưới ánh sáng lóe lên quang mang, trông vô cùng khỏe mạnh, oai phong lẫm liệt. Hơn nữa, còn có rất nhiều chủng loại cá khác nhau. Hắc ngư, phi ngư, kim long ngư đủ các chủng loại. Không hổ là long vương A, sau này mình không còn lo khoản câu cá. Không tệ, xem như không tệ. Lý niệm phàm gật đầu hài lòng, ngào lão thật sự là có lòng. Nhiều cá tràn đầy sức sống như vậy, chắc sẽ không giống như những con cá nuôi lần trước, biến mất mà không hiểu ra làm sao cả. Hắn nhiệt tình nói, ngao lão, nhanh nhanh mời ngồi, vừa đúng ta mới nhưỡng ra một loại rượu, tên là long huyết tử, tranh thủ thời gian nếm thử, tiểu bạch, mang rượu lên. Tới ngay, chủ nhân của ta. Tiểu bạch mang theo một vò rượu đi tới, rầm rầm rót cho ngao thành. Rượu hiện lên màu đỏ, thiên hướng về phía màu đỏ của máu, cực kỳ kỳ dị. Càng là có một cỗ mùi rượu mạnh mẽ phả vào mặt, chỉ là người thôi là đã thấy thượng đẳng rồi, không biết có phải là ảo giác hay không ngao thành giống như còn nghe được từng tiếng long ngâm huyết mạch toàn thân hắn cuộn trào hiện lên vẻ cực kỳ khát vọng với rượu ở bên trong chén này máu nóng toàn thân giống như cũng sôi trào lên không chỉ là hắn mà ngay cả một đám cá trong thùng nước kia cũng không an phận bắt đầu nhảy nhót từng bừng lên trong thùng ha ha thật sự là có sức sống chuyện tốt chuyện tốt lý niệm phàm càng cảm thấy hài lòng đối với đám cá này không kịp chờ đợi nhắc thùng gỗ lên rồi nói với ngao thành ngao lão trước tiên ngươi cứ ngồi ở đây mà uống ta mang đám cá này tới hồ nước ở hậu viện vắng mặt một lát ngao thành lập tức gật đầu đáp ứng ai thánh quân đại nhân cứ việc đi làm đi đợi khi lý niệm phàm quay người đi lúc này hắn mới bưng chén rượu lên chậm rãi đưa tới trước mặt mình cổ họng nhấp nhô một phen sau đó thì không kịp chờ đợi nhấp vào một ngụ chỉ trong một nháy mắt mặt mò hắn đã dâng lên một vệt đỏ ửng lực lượng cường đại theo mùi rượu bùng nổ trong cơ thể hắn chui vào trong đầu của hắn vô cùng phê pha, để đầu hắn không tự chủ được bắt đầu lắc lắc, cảm thấy chóng mặt. Long huyết tử, sử dụng tinh huyết của long tộc, càng là không ít máu của thần long cảnh giới thiên đạo. Lại trải qua cao nhân chế biến, rượu này ẩn chứa long huyết thần lực, đối với long tộc mà nói ý nghĩa thật sự là quan trọng, có lợi ích to lớn, chân quý tới cực điểm. Ở trong khoảng thời gian choáng váng ngắn ngủi trôi qua, Ngao Thành cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình giống như đang có lửa bốc cháy lên, toàn thân phát nhiệt, há mồm cũng có thể phun ra lửa một ngụm rượu này thế mà như là huyết dịch lưu chuyển trong cơ thể hắn, dẫn động mỗi một cái tế bào của hắn, làm lớn mạnh mỗi một tấc kinh mạch của hắn, thế mà khiến cho huyết mạch của hắn đạt được tiến hóa. Đồng thời, pháp lực trong cơ thể hắn càng là dục dịch ngóc đầu dậy. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, mặt mũi ngao thành ửng đỏ, hắn cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có, hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Hít sâu một hơi, hắn trực tiếp uống một hơi cạn sạch rượu còn lại bên trong chén. ầm. Um lực lượng ngập trời trong nháy mắt bị nhóm lửa bộc vát vang lên ầm ầm lúc hắn mới quen biết được lý niệm phàm chẳng qua cũng chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên mà thôi từ sau khi ôm lấy bắp đùi của cao nhân trà sát được cơ duyên cũng đã vượt qua đại la kim tiên đạt tới các bậc chuẩn thánh tốc độ này đã là không thể tưởng tượng trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ mà vào lúc này lực lượng nghịch thiên bộc phát lên lập tức tiễn hắn vượt qua thánh nhân thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên thế nhưng tới đây còn chưa phải là hết sau khi đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, lực lượng như thể vô tận vẫn còn đang tăng lên, lập tức để hắn đứng ở hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ. Hắn từ từ mở to mắt ra, khiếp sợ tới cực hạn, thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mơ, giống như không được thật cho lắm vậy, tuy rằng cái cảm giác này tới nhiều lần rồi, nhưng so với những gì hắn đã trải qua trong vô số năm trước kia, thì bây giờ vẫn là để cho hắn cảm thấy ảo tung chảo. Cùng một thời gian, lý niệm phàm bưng thùng gỗ đi vào hậu viện. Khi vừa mới tiến vào hậu viện, cá vốn còn đang nhảy nhót tưng bừng trong thùng nước đều cùng lúc cứng đờ lại, mắt cá trợn lớn, giống như thấy được thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nơi này, lại có vô số pháp tắc tung hoành, lực lượng đại đạo càng là tràn đầy. Những cá này bị lực lượng trong không gian này chấn áp một cách dễ dàng, giống như đang cảm nhận được uy áp của vô số đại lão cường đại, không dám động. Bọn chúng thận trọng đánh giá xung quanh, cái đánh giá này dọa đến vảy cá của chính chúng cũng phải xù lên, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. T, kia là bò sữa, kia là ong mật, kia là không thức ngược lại thì cũng thôi, bọn chúng dù sao cũng đã gặp qua trước đó, nhưng là bọn chúng nằm mơ cũng không dám nghĩ, nơi này thế mà khắp nơi đều là linh căn. Cỏ kia, hoa kia, cây kia, đều không ngoại lệ, thế mà tất cả đều là hỗn độn linh căn. Hơn nữa, từ khí tức tỏa ra tới xem, những linh căn này đã phát triển tới cấp độ tế linh, chỉ sợ trong lúc đưa tay thôi cũng đã đủ để long trời lở đất. Mảnh thế giới nơi này kinh khủng tới cực điểm, không ra nơi này phá vỡ hỗn độn đây tột cùng là nơi thần tiên nào sau này chúng ta sẽ sống ở chỗ này sao ở chỗ này hít thở một chút ta cũng cảm thấy mình đang mạnh lên phát đạt chúng ta thật phát đạt ô ô ô ba ba mụ mụ con của các ngươi sắp phát đạt các ngươi nhìn cái hồ nước kia đó chính là chỗ muốn nuôi chúng ta sao rõ ràng đều là hỗn độn linh tuyền nói ra ngươi khả năng không tin ta có thể bơi lội bên trong hỗn độn linh tuyền ta 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 kích động muốn phọt nước mắt ra ô ô ô đây là thế giới trong mơ sao mà là giấc mơ mục nát tới cực hạn sau này chúng ta chính là cá của chủ nhân thật hạnh phúc đại lão quả nhiên là đại lão khó có thể tưởng tượng long nhi và nhấp nhấp chạy chậm tới tò mò hỏi ca ca trong tay người mang theo cái gì vậy lý niệm phàm cười nói long nhi là đông hải long vương cha người đưa cá tới sau này nuôi cá ở trong hồ nước này các ngươi thế nhưng phải quan sát cho thật kỹ đừng để chết hoặc là không còn giữ lại chúng ta sau này dùng để câu cá tiêu khiển Long Nhi và Nhấp Nhấp cùng nhau vỗ lên ngực của mình. Ừm ân, ca ca yên tâm đi, cứ để chúng ta lo. Dầm dầm, Lý Niệm Phàm đưa tay, đổ thùng nước cả cá vào trong đầm nước. Lập tức, đám cá kia hưng phấn bơi loạn lên trong hồ nước, nếu như không phải đạt được sự căn dặn liên tục tới từ Ngao Thành, bọn chúng nhất định sẽ phát ra tiếng gào thét vui sướng. Ngay vào lúc bọn chúng vui chơi, cầu long ở dưới đáy nước kia mở mắt, long uy bộc phát ầm ầm, truyền âm nói, người mới tới báo danh trình diện, ta nói cho các ngươi mấy hạng mục cần chú ý. Lý Niệm Phàm trở lại tứ hợp viện một lần nữa, cười hỏi Ngao Thành, Ngao lão, lòng huyết tử uống như thế nào? Ngao Thành nói lên lời từ đáy lòng, rượu ngon, tuyệt đối là rượu ngon có một không hai, có thể uống được rượu này, lão long ta thật sự là có phúc ba đời. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, Ngao lão quá khen. Ngao Thành đứng lên nói, cá đã đưa tới, lão long ta xin cáo từ, đa tạ thánh quân đại nhân khoản đãi lý niệm phàm lập tức phân phó tiểu bạch rót cho ngao lão một bình long huyết tử mang về người ta cố ý tới tặng cá lý niệm phàm làm gì cũng phải có chút ý tứ toàn thân ngao thành đều lắc một cái bị sự kinh hỉ bất thình lình nện tới choáng váng run giọng nói cái này cái này thật xấu hổ lý niệm phàm cười ha ha nói đều là bằng hữu đã lâu chúng ta cũng đừng khách khí hốc mắt ngao thành lập tức đỏ lên cố nén nước mắt nói tạ ơn thánh quân đại nhân phục vụ cho cao nhân ta cảm động ta kiêu ngạo. Hắn lại hành lễ lần nữa nói, thánh quân đại nhân, tiểu long cáo từ. Lý Niệm Phàm mỉm cười phất tay, bái bai. Đưa tiễn ngao thành, Lý Niệm Phàm nhìn vào long huyết tửu trên bàn cười cười, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. a, à, thoải mái. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, hưởng thụ lấy cảm giác rượu bốc lên trong bụng. Long huyết tửu là một loại rượu mạnh nhất mà hắn cất được, không thể không nói, uống chính là có cảm giác. Hắn vui vẻ phân phó nói, Tiểu Bạch, đi kiếm chút lạc, để dành để tối nay uống rượu. Sau đó, hắn, lại cười nói với Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm. Mạn Vân cô nương, Thấm Nhi cô nương, ta nói với các ngươi, văn học từ trước tới nay không thể tách rời với rượu. Các ngươi mượn rượu mang tới men say, tuyệt đối có thể để cho tiếng đàn được cởi mở hơn, viết chữ càng phiêu giật hơn. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm mỉm cười đáp lại nói, vậy đêm nay chúng ta bồi công tử uống một vài chén. Lý Niệm Phàm lập tức nói, Vậy thì thật quá tốt rồi, ta vừa đúng có một trò chơi oản tù tỷ uống rượu, buổi tối chúng ta thử một chút. Đợi tới màn đêm buông xuống. Tứ hợp viện thường ngày yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Oản tù tì ra cái gì ra cái này 1, 2, 3. Oản tù tì ra cái gì ra cái này 1, 2, 3. Lý niệm phàm cùng với đát kỷ bốn nữ bắt đầu oản tù tì uống rượu, trong lúc nhất thời tiếng cười liên tục, vui sướng không thôi. Nhếp nhiếp và Long Nhi ở bên cạnh tham gia náo nhiệt, đều là loại chỉ sợ thiên hạ không loạn, sau đó còn tranh thủ chút rượu, trời tới hồi kết chỉ còn lại có một mình lý niệm phàm là còn đứng được những người khác tất cả đều nằm xuống lý niệm phàm không thể không lắc đầu cười nói xem ra sau khi tiên nữ say rượu đi ngủ cũng là trồng vó lên trời không có để ý hình tượng một chút nào tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn gặp chỗ khó xử đát kỷ và hỏa phượng thì còn được các nàng là thê tử của mình trực tiếp ôm lên giường là được tần mạn vân và tư đồ thấm thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ ôm các nàng lên giường sẽ có chút ảnh hưởng không tốt nào hay không tuy nhiên cũng không thể để cho các nàng nằm trong sân tùy tiện như vậy a à, ai cũng được vậy mình chịu chút tra tấn đi cuối cùng lý niệm phàm cắn răng một cái vẫn là ôm lấy thân thể mềm mại như nước của các nàng khắc chế sự sao động của nội tâm bế các nàng đưa về trong phòng hôm sau mọi người dậy muộn hơn nhiều so với thường ngày mùi rượu trên người còn chưa tán đi lý niệm phàm bảo tiểu bạch pha trà để cho mọi người uống cho tỉnh rượu lúc này lại có tiếng đập cửa vang lên đông 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 Hoàng Tư Nhu của La Thiên Hoàng Triều cầu kiến Thánh Quân Đại Nhân. La Thiên Hoàng Triều, Lý Niệm Phàm là có ấn tượng, Hoàng chủ tên là Hoàng Đức Hằng, ở trên đại hội đấu pháp thần vực, còn từng làm người đứng ra giải thích cho Lý Niệm Phàm. Làm sao lại đột nhiên tới? Hán phân phó nói, tiểu bạch, đi mở cửa. Chẳng mấy chốc, Hoàng Tư Nhu tiến vào tứ hợp viện, sau khi trải qua các loại giật mình trong giây lát thì hành lễ với Lý Niệm Phàm nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, đát kỷ tiên tử, hỏa phượng tiên tử. Lý Niệm Phàm gật đầu trả lời, Chào hoàng cô nương, tới thế nhưng là có chuyện gì không? Thưa thánh quân đại nhân, lúc đầu ta hộ tống phụ hoàng tới, lần trước chúng ta nhận được thịt khô của ngài, cho nên muốn lấy đáp lễ cho ngài, cho nên cố ý tìm được một gốc cây ăn quả. Hoàng tư nhu dừng một chút, hóc mắt đột nhiên đỏ lên, bi thương nói, ai ngờ, ở trên đường đi tới, đột nhiên gặp phải một trận biến cố, phụ hoàng ta bị một tồn tại không biết tên bắt đi, liều mạng mới đưa được ta ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Đức Hằng bị bắt đi rồi, lý niệm phàm không thể không nhíu mày một cái, mím môi, rơi vào trầm ngâm. người nói như vậy thì thực lực của người xuất thủ chắc chắn là rất mạnh. hơn nữa, hoàng tư nhu đã chạy tới, ý đồ đã là rất rõ ràng, đây chính là đang cầu cứu chính mình. người ta dù sao cũng là mang hoa quả tới cho mình thì xảy ra chuyện, làm gì thì làm chính mình cũng không thể không có tình người. nhưng vấn đề là bản thân hắn căn bản cũng không có một chút tu vi nào a, à. xem như muốn cứu cũng là có tâm nhưng vô lực chỉ có thể trông cậy vào người bên cạnh, đây là chắc là muốn để hắn nhờ viện binh là các bằng hữu xung quanh đi À. Hoàng cô nương, người trước tiên không cần phải vội, lấy tu vi của phụ hoàng người, trong thời gian ngắn vấn đề cũng không lớn. Lý Niệm Phàm đầu tiên là mở miệng nói lời an ủi, sau đó nói, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho người ta giúp ngươi. Hắn đầu tiên tự nhiên là nghĩ tới thiên cung, vừa đang suy nghĩ khởi hành đi thiên cung một chuyến, ở một bên, tần mạn vân và tư đổ thấm đưa mắt nhìn nhau, đã đứng người lên sung phong nhận việc. Mở miệng nói, Lý Công Tử, hay là để chúng ta đi xem tình huống một chút đi. Các ngươi, Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lo lắng khẽ hỏi, đối phương ngay cả Hoàng Hoàng Chủ cũng bị bắt, các ngươi có thể đối phó sao? Tần Mạn Vân cười nói, không có chuyện gì, chúng ta có thể gọi thêm chút bằng hữu. Tư đổ thấm cũng chân thành mở miệng nói, Lý Công Tử, ngài có ân đối với ta, bây giờ hoa quả bị người đoạt đi, còn xin để cho ta được giao một phần sức mọn đi. Lý Niệm Phàm thấy tư đổ thấm nói tới nghiêm túc, cuối cùng mở miệng nói, Chuyện này được rồi, nhớ là phải tìm thêm một số lợi hại giúp ngươi, cẩn thận là hơn. Tần Mạn Vân và Tư Đổ Thấm lập tức mỉm cười gật đầu nói, vâng, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ mang hoa quả về. Sau đó thì không kịp chờ đợi nói, Hoàng Cô Nương, việc này không nên chậm trễ, vậy, chúng ta lên đường đi. Lý Niệm Phàm thấy dáng vẻ vội vàng không nhịn nổi, ngược lại cảm thấy thoát cả mồ hôi. Này làm sao ta cảm giác như, các nàng không có để nguy hiểm vào trong lòng một chút nào a à? giống như nghĩ đi ra ngoài chơi vậy. Tần Mạn Vân và Tư đổ Thấm lỗ mãng như vậy từ lúc nào? Ai ngờ, trước khi Tần Mạn Vân đi lại đột nhiên nói, Lý Công Tử, ta có thể mang một số hoa quả và rượu không? Lý Niệm Phàm lập tức choáng vắng hơn. Các ngươi đi cứu người còn mang theo những thứ này làm gì? Ra ngoài ăn uống dã ngoại sao? Làm sao cảm thấy như hai người này ra ngoài có chút không đáng tin cậy cho lắm? Có điều hắn cũng không nhiều lời, gật đầu nói, tự nhiên là được. Dừng một chút, hắn không yên lòng lại dặn dò một tiếng nữa, mọi chuyện cẩn thận, không được chủ quan a à, tư đổ thấm và tần mạn vân gật đầu liên tục không ngưng ừm ân chúng ta hiểu sau đó ba nữ cùng nhau đi ra khỏi tứ hợp viện sau đó đại hắc cũng vội vàng chạy ra ngoài ra tới cửa tần mạn vân kích động nói trước đó không lây vừa đúng đột phá tới cảnh giới thiên đạo cuối cùng có thể chia sẻ với cao nhân tư đổ thấm cũng là vui vẻ nói đúng vậy a à, đây là thời điểm kiểm nghiệm thành quả tu luyện của chúng ta nhất định phải làm cho thật tốt vừa mới đột phá thiên đạo kiểm nghiệm thành quả nghe được lời đối thoại của các nàng tâm trạng hoàng tư nhu không khỏi chìm xuống nhịn không được nhắc nhở hai vị tiền bối người xuất thủ kia có thực lực rất mạnh phụ hoàng ta và một vị tiền bối khác đều là cường giả cảnh giới thiên đạo có tiếng năm nhưng vẫn không có sức chống lại chỉ sợ rất khó đối phó từ đổ thấm cười nói hoàng cô nương là không tin vào thực lực của chúng ta sao hoàng tư nhu vội vàng thấp thỏm nói không không dám yên tâm đi chúng ta đi theo cao nhân sẽ không để cho ngươi thất vọng tần Mạn vân mỉm cười rồi nói huống chi không chỉ có riêng mình chúng ta hoàng tư nhu hơi sững sờ sau đó nhìn vào đằng sau chỉ thấy một con chó chùi lông với một bộ mặt kiêu ngạo đang bước đi tới nàng ta lập tức vui mừng nói cầu đại gia cũng tới đêm hôm đó nàng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đại hắc xuất thủ nhất là cái quần cộc có khảm kia để ký ức nàng ta vẫn còn mới mẻ tràn đầy kính nể có cầu đại gia tham gia vào nàng ta lập tức cảm thấy lần này là ổn rồi chuyện này dù sao quan hệ tới hoa quả của chủ nhân ta ta nhất định phải đi đại hắc một mặt trịnh trọng câu chữ nghiêm khắc nội dung và lý lẽ chính đáng hoa quả không chỉ có chủ nhân thích ăn bản cầu đại gia cũng thích ăn theo chủ nhân kẻ kia là đoạt thức ăn từ trong miệng chó ta chắc chắn là không thể nhịn được không sai việc này chúng ta nhất định phải làm tốt tần mạn vân thận trọng gật đầu lý do an toàn không bằng gọi luôn cả giang lưu cùng đi đi cũng được một lát sau bốn người một chó xuất phát từ chân núi lạc tiên sơn mạch biến thành một dài cầu vồng bay ra khỏi thần vực bay nhanh trong hỗn độn cùng một thời gian bên trong viên tinh thần kia hoàng đức hằng và lăng lão đầu đều ở bên trong một khu vực tối tăm ở trên đầu của bọn hắn một cái bảo tháp màu vàng kim tỏa ra ánh sáng vàng đồng đậm tạo thành một tấm chắn nhốt hai người ở trong đó từ sau khi bọn họ bị cái bàn tay khổng lồ kia kéo vào bọn họ lập tức vào trong cái không gian kỳ dị này đây là một phương thế giới độc lập, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Lăng lão đầu mở miệng nói, lão hoàng, lần này ta thật bị ngươi hại thảm rồi, khói đen nơi này đang nuốt chừng lực lượng của chúng ta, nếu như một mực không tìm thấy lối ra vậy chúng ta thật phải viết di trúc ở đây, rồi. Hoàng Đức Hằng trợn trắng mắt nói, lăng lão đầu, ngươi có thể đừng bi quan như vậy được hay không, câu nói này ta đã nghe không dưới 10 lần rồi, chắc chắn sẽ có cơ hội, hơn nữa ta đã nói, nữ nhi của ta đã đi tìm viện binh. Viện binh, chính là cao nhân mà ngươi nói kia lăng lão đầu thở dài một tiếng cũng đã hơn một tháng rồi chậm nữa cứu binh cũng đã nhận được ngươi còn đang gạt ta sao bọn họ tuy rằng bị vây nhốt ở đây không cảm nhận được mắt trời lên mặt trăng lặn nhưng là bản thân đối với thời gian vẫn là nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn tự nhiên biết đi qua bao lâu hoàng đức hằng mở miệng nói khả năng chỉ là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn yên tâm đi hai người hành tẩu ở bên trong mảnh không gian tối om này lại vào lúc này ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại đã thấy ở trong bóng tối phía trước xuất hiện một cái cửa ra vào rất lớn, ở bên cạnh cửa ra vào còn in một cái chữ phong lớn màu đỏ như máu. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chữ này, hai người cũng cảm nhận được một cỗ huyết khí nồng đậm phả vào mặt, giống như có một dòng sông máu cuộn trào, khí tức bạo ngược đâm thẳng vào mắt hai người. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu cùng lúc kinh hô lên, quả nhiên là đại đạo phong ấn. Loại thủ bút này, tuyệt đối là đại đạo trí tôn để lại, vậy bên trong cái cửa này, phong ấn lại là cái gì? ánh mắt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi nhìn vào trong cửa trong đó một màu đen kịt nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng đang uy hiếp đồng thời giống như có một cái bóng đen cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người khiến cho bọn họ đồng thời cảm nhận được một cỗ hàn ý kinh người lông tơ toàn thân dựng đứng lên tới 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 đột nhiên từng lời kêu gọi truyền vào trong tay hai người mang theo một loại lực lượng mê hoặc giống như đại đạo đang hô hoán bọn họ vậy để não hải bọn họ trống rỗng không kìm lòng được mà cất bước muốn bước vào trong cánh cửa kia. Ở vào lúc bọn hắn đi tới gần cửa vào, bảo tháp màu vàng kim trên đỉnh đầu bọn họ run lên bần bật, ánh sáng vàng chiếu rọi mà xuống, để thân thể bọn hắn đều chấn động, lấy lại tinh thần từ trong trạng thái thất thần. Giống, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.